Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 11. Nhưng vẫn còn trong phạm vi Lục Lâm Thiên đối kháng được, dù sao không gian linh lực trong đầu hắn đã mạnh hơn nhiều. Lục Lâm Thiên cắn chặt hàm răng, gắt gao giữ tinh thần, ngưng tụ thủ ấn, ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Lục Lâm Thiên nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa năng lượng kinh khủng khổng lồ. Vầng sáng trắng trong suốt bao quanh thân Lục Lâm Thiên. Một lát sau, Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo trong không gian linh lực. Lục Lâm Thiên luyện hóa năng lượng này rất nhanh, chỉ luyện sơ là có thể chuyển thành linh lực tinh thuần cho mình. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên luyện hóa năng lượng linh hồn thần dịch, các tia năng lượng tràn ra khí thể vô hình xuyên qua không gian khí hải linh lực chạy vào sâu trong não, thấm nhuần linh hồn đã ngưng tụ rắn chắc. Toàn thân Lục Lâm Thiên thoải mái thư giãn, hắn mơ hồ cảm giác linh hồn của mình tăng mạnh, loại cảm giác này rất là tuyệt vời. Thời gian chậm rãi trôi, hai phần linh hồn thần dịch biến thành năng lượng khổng lồ. Nhưng Lục Lâm Thiên biết chính mình hiện là linh sư tam trọng, cần nhiều linh lực để đột phá hơn. 6 ngày sau, vầng sáng trong suốt vô hình quanh thân Lục Lâm Thiên bắt đầu đậm đặc, chói lòa hơn. Trong đầu Lục Lâm Thiên cảm giác không gian linh lực chướng căng, linh lực vẫn còn tiếp tục luyện hóa quán thông. Một lát sau, linh lực hùng hồn đã tràn ngập không gian trong đầu Lục Lâm Thiên đến mức độ không thể tăng thêm được nữa. Lục Lâm Thiên thầm quát. Áp xúc, phá. Thoáng chốc thủ ấn thay đổi, đè xuống dưới. Không gian khí hải linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, năng lượng to lớn áp xúc khuếch tán ra. Bùm! Ánh sáng quanh thân Lục Lâm Thiên rực rỡ hơn, khí thế tăng vọt, không gian khí hải linh lực trong đầu hắn tăng lớn gấp mấy lần. Lực lượng vô hình to lớn xông vào não Lục Lâm Thiên, linh hồn lực nhanh chóng tăng mạnh. Linh hồn lực ngưng tụ thực chất hóa nhiều hơn. Khí thể xông lên trên mở một cửa ải lớn. Trong thiên địa có năng lượng vô hình cùng với khí thể từ lỗ chân lông toàn thân thấm vào cơ thể Lục Lâm Thiên. Linh hồn lực lại được tẩm bổ. Thật lâu sau khí thế mới ổn định lại, Lục Lâm Thiên thở hắt ra, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt Lục Lâm Thiên sáng như ánh sao, một lúc sau tia sáng giấu dưới đáy mắt, khí thế trên người Lục Lâm Thiên là linh sư tứ trọng. Lục Lâm Thiên nhếch môi lẩm bẩm. Linh sư tứ trọng, tiếp tục luyện hóa. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn tiếp tục luyện hóa năng lượng linh hồn thần dịch còn sót lại trong não. Lục Lâm Thiên đột phá linh sư tứ trọng, trong không gian linh lực còn hơn một nửa năng lượng chưa được luyện hóa hết. Thời gian lại trôi qua, trong khi tu luyện dòng chảy thời gian trôi rất nhanh. 3 ngày sau, Lục Lâm Thiên lại thở hắt ra, mở mắt. Năng lượng linh hồn thần dịch trong đầu đã bị Lục Lâm Thiên luyện hóa hết, đẳng cấp linh lực là linh sư tứ trọng trung kỳ, còn kém xa để đến linh sư ngũ trọng. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn trưởng lão Cửu Hoa Môn. Đã tới lúc luyện chế khôi lỗi hình người. Giờ là lúc Lục Lâm Thiên bắt tay vào luyện chế khôi lỗi hình người. Khôi lỗi luyện bằng xác chết gọi là cương thi khôi lỗi, trưởng lão Cửu Hoa Môn chỉ là người thực vật, nói chính xác hơn là chưa chết. Sử dụng tốt hơn cương thi khôi lỗi. Dùng xác chết luyện ra khôi lỗi sẽ giảm chất lượng nhiều. Thường xác tu vi vũ phách nhất trọng sau khi luyện chế thành khôi lỗi chỉ còn cỡ vũ sư thất trọng. Bát trọng, đây đã là tốt nhất. Thông thường đến thực lực vũ sư ngũ trọng, lục trọng đã là khá. Dùng người sống luyện chế khôi lỗi thì thực lực sẽ tăng lên, tu vi vũ phách nhất trọng nếu bị tàn nhẫn luyện thành khôi lỗi sẽ đến tam trọng, tứ trọng. Kém nhất vẫn có thể giữ được thực lực vũ phách nhất trọng. Cộng với khôi lỗi khó chơi, upsilon.ng phải vũ phách nhị trọng vẫn dư sức đối kháng. Nhưng luyện chế khôi lỗi người sống rất khó khăn. Khó hơn luyện bằng xác chết gấp đôi. Người sống có ý chí, lúc luyện chế sẽ chống cự, không có đủ thực lực thì không thể luyện ra. Hơn nữa vũ giả biết mình bị luyện thành khôi lỗi sẽ tự sát, không cho người ta luyện sống mình. Lục Lâm Thiên cũng biết luyện chế khôi lỗi người sống là khó khăn nhất, nhưng trưởng lão Cửu Hoa Môn là người thực vật, không phải xác chết nhưng cũng không tính là người sống, thích hợp để hắn luyện chế nhất. Lần đầu tiên luyện chế loại khôi lỗi này, Lục Lâm Thiên hơi căng thẳng. Trong đầu nhớ lại từng bước luyện khôi lỗi ghi trong thiên linh lục. Lục Lâm Thiên lấy hỏa long đỉnh ra. Luyện chế. Lục Lâm Thiên đẩy thủ ấn, lôi ra nhiều tài liệu cần thiết để luyện chế khôi lỗi. Luyện loại khôi lỗi này cũng cần nhiều tài liệu phụ trợ, mặc dù thân thể cường giả vũ phách rất cường đại, tốt hơn tài liệu luyện khí bình thường nhưng chưa đủ. Khôi lỗi cần có thân hình cường đại đến tột độ, cần nhiều tài liệu phụ trợ luyện chế. Những tài liệu này là Lục Lâm Thiên tìm trong tụ bảo môn,
tài liệu thượng hảo hiện tại đủ sức cho hắn luyện hóa. Linh lực rót vào Hỏa Long đỉnh, lửa nóng cháy bùng lên. Lục Lâm Thiên bỏ nhiều tài liệu vào Hỏa Long đỉnh. Lửa bao bọc chậm rãi luyện hóa. Loại luyện hóa này không cần nhiều kỹ thuật, chủ yếu là tiêu hao nhiều. Suốt 3 ngày Lục Lâm Thiên mới luyện hóa hết các tài liệu phụ trợ. Trong Hỏa Long đỉnh có các đoàn dung dịch tinh thuần sôi trào như dung nham. Khi các dung dịch đông lại sẽ rắn chắc hơn sắt thép, các dung dịch là tài liệu luyện khí thượng hảo hòa tan ra. Bước thứ 2. Lục Lâm Thiên đổi thủ ấn, một luồng sáng bao bọc cơ thể trưởng lão Cửu Hoa Môn nằm dưới đất nâng vào trong Hỏa Long đỉnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cơ thể trưởng lão Cửu Hoa Môn, tu vi vũ phách bát trọng vừa vào Hỏa Long đỉnh thì quần áo bị đốt thành tro. Người ta ớ huyền y ta upsilon oig. Làn da bị lửa đốt kêu xèo xèo, máu trào ra bị nhiệt độ cao làm bốc hơi thành khói trắng bay bổng bên trên Hỏa Long đỉnh. Lục Lâm Thiên hết sức chăm chú khống chế linh hỏa, lúc này không thể có sai sót gì. Linh hỏa quá lớn, đủ để đốt thân thể thành tro. Linh hỏa quá nhỏ, không thể luyện ra tạp chất trong thân xác, không đến yêu cầu luyện chế khôi lỗi. Cùng với linh hỏa luyện chế, cơ thể trưởng lão Cửu Hoa Môn đã không thành hình, máu tràn ra từ thân hình ta ớ huyền y ta upsilon oig bốc khói trắng trong Hỏa Long đỉnh. Các dây thần kinh chưa chết, đau đớn co giật trong lửa, Lục Lâm Thiên thậm chí trông thấy trái tim đang đập, cảnh tượng tàn nhẫn và máu me. Lục Lâm Thiên không hề thấy bất nhẫn, độc ác gì. Nếu Lục Lâm Thiên không đủ mạnh, kết cuộc của trưởng lão Cửu Hoa Môn chính là kết quả của hắn. Mọi chuyện dựa vào thực lực, mạnh ăn thịt yếu là như thế. Không có gì tàn nhẫn hoặc không. Người Giota ết gà Giota ết cá thì không tàn nhẫn sao? Đây là vấn đề về góc độ. Không thấy người Giota ết gà Giota ết cá là độc ác bởi vì con người đứng ở tầng cao nhất trong chuỗi thực vật, cho rằng Giota ết chóc là đương nhiên. Trên đường thấy dã thú lớn ăn thú nhỏ sẽ bảo dã thú đó tàn nhẫn, nhưng không ngẫm lại mình còn tàn ác hơn dã thú nhiều. Lục Lâm Thiên luôn hiểu rõ đạo lý cường giả là vua. Cho nên hắn không cảm thấy chuyện mình làm với trưởng lão Cửu Hoa Môn là ác độc. Luyện chế tiếp tục, Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng thân mình trưởng lão Cửu Hoa Môn bị bài trừ tạp chất chậm rãi mạnh mẽ hơn, gân cốt, cơ bắp co rút lại như ngưng tụ lực lượng chờ đợi bùng nổ. Luyện chế tròn 3 ngày, mặt Lục Lâm Thiên ướt đẫm mồ hôi, xanh xao, tiêu hao rất lớn. Lục Lâm Thiên thầm may mắn đã chờ đột phá mới bắt tay vào luyện chế, không thì đã chẳng chống đỡ nổi. Một thân hình biến thành màu xanh đen, toàn bộ nội liễm. Lục Lâm Thiên vừa lòng nhìn, luyện chế 3 ngày, thân thể có màng thịt mỏng bao bọc, độ mạnh thân xác hơn trước gấp mấy lần, gân cốt cơ bắp trải qua luyện chế tuyệt đối. Lục Lâm Thiên thầm nhủ. Bắt đầu bước thứ 3. Lục Lâm Thiên đổi thủ ấn, một luồng năng lượng vô hình bắn ra từ trán hắn chui vào trán thân thể trong Hỏa Long đỉnh. Lục Lâm Thiên tập trung tinh thần, linh hồn lực chui vào não thân thể kia. Cảm ứng không gian trắng xóa có hơi thở linh hồn hỗn loạn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Thì ra linh hồn bị cắt thành mấy mảnh nhỏ, bớt mất sức nhiều. Không gian trong đầu trưởng lão Cửu Hoa Môn, linh hồn đã bị đao hồn chảm chém vụn, hèn gì lão biến thành người thực vật. Vù vù vù. Cảm giác bên ngoài xâm nhập, các mảnh nhỏ linh hồn rít gào va chạm. Tất cả nằm trong dự tính của Lục Lâm Thiên. Tại sao luyện chế khôi lỗi người sống mạnh hơn cương thi? Bởi vì linh hồn viễn cổ, người chết rồi linh hồn tan biến trong thiên địa, linh hồn sót lại trong não bị linh giả luyện chế thành cương thi khôi lỗi bình thường. Luyện người sống thành khôi lỗi quan trọng nhất là khiến khôi lỗi giữ lại linh hồn vốn có, khiến khôi lỗi có trí tuệ, ý thức phản ứng riêng, giữ lại các vũ kỹ khi còn sống nhưng nghe lệnh chủ nhân tuyệt đối. Điều này mới kinh khủng, là cỗ máy Giota ết chóc, thân thể cường đại, uy lực siêu khủng. Linh hồn lực của Lục Lâm Thiên khuếch tán bao bọc mảnh nhỏ linh hồn chặt chẽ. Vù vù vù. Các mảnh nhỏ linh hồn giãy giụa, nhưng chúng nó không thể vùng thoát ra ngoài, bị nhốt trong vòng. Luyện hóa. Lục Lâm Thiên đổi thủ ấn. Trong Hỏa Long đỉnh, một luồng linh hỏa lao vào não thân thể, gió cuốn mây tan xé gió bay ra luyện hóa các mảnh nhỏ linh hồn. Vù vù vù. Những mảnh nhỏ linh hồn bản năng sợ hãi, chen chúc thụt lùi. Nhưng linh hỏa hùng hổ xông lên, các mảnh nhỏ linh hồn bị bao lấy, giây lát sau bị luyện hóa hoàn toàn. Những mảnh nhỏ linh hồn bị luyện hóa thành xương khói, linh hồn lực của Lục Lâm Thiên dung nhập vào trong đó, chui vào sâu trong não thân thể. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, mắt bắn tia sáng,
thủ ấn thay đổi. Dung dịch trong hỏa long đỉnh sôi trào rót vào thân thể. Xèo xèo. Dung dịch nóng bỏng tưới lên thân thể kêu xèo xèo, nhiệt độ nóng cháy tăng cao. Thân thể từ đầu đến chân bị dung dịch nóng cháy bao bọc, gân cốt cơ bắp co giật. Dung dịch bao lấy thân thể tràn ra ánh sáng kỳ dị. Mặt Lục Lâm Thiên tái xanh nhưng vẫn cố biến đổi thủ ấn hóa thành ánh sáng thần dị rót vào thân thể. Thời gian trôi qua, các ánh sáng thần dị huyền ảo chui vào thân thể trưởng lão Cửu Hoa Môn, đôi mắt trống rỗng chậm rãi lộ ra tia sáng lạnh băng, khiến người rợn tóc gáy. Dung dịch xuyên suốt, thân thể trưởng lão Cửu Hoa Môn xanh đen, lóe tia sáng sắt thép lạnh lẽo. Lục Lâm Thiên hét to một tiếng. Tụ lại. Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn cuối cùng, luồng sáng to lớn rực rỡ nhập vào khôi lỗi. Vù vù vù. Khí thế canh thân khôi lỗi tăng lên như ăn thuốc ký, cuồng bạo tuôn ra. Linh hỏa trong hỏa long đỉnh bị chấn lắc lư sắp tắt. Khí thế kinh khủng tràn ra, Lục Lâm Thiên ở gần đó cảm nhận áp lực tuyệt đối. Khí thế cứ tăng lên như không có điểm dừng, một hơi vọt lên cao. Lực lượng cuồng bạo rít gào, Lục Lâm Thiên buộc phải vận công chống cự. Bùm! Mật thất trong sơn động vang tiếng rên khẽ, khí thế ảng bạc tăng vọt, khí lưu vô hình bạo động trong mật thất. Lục Lâm Thiên quan sát tất cả, lòng mừng như điên. Thực lực tăng mạnh thật. Lục Lâm Thiên luyện chế ra khôi lỗi tăng thêm thực lực. Thật lâu sau khí thế mới ổn định, trên người khôi lỗi xanh sậm lóe ánh sáng bóng loáng, lực lượng trực chờ bùng nổ. Khôi lỗi màu xanh sậm nhảy đến gần Lục Lâm Thiên, phát ra tiếng nói lạnh băng không chứa tình cảm. Chủ nhân, đôi mắt trống rỗng lóe chút tia sáng, khác hẳn với khôi lỗi bình thường. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm khôi lỗi tự tay hắn luyện chế. Tuy rằng cũng xem như cương thi khôi lỗi nhưng cao cấp hơn loại cương thi khôi lỗi bình thường nhiều. Còn khôi lỗi này vẫn giữ hình dạng trưởng lão Cửu Hoa Môn, chỉ có làn da là kim loại dày, mơ hồ còn nhận ra khuôn mặt vốn có. Lục Lâm Thiên vuốt làn da cứng rắn, nói. Ngươi là khôi lỗi thứ nhất của ta, sau này gọi ngươi là khôi nhất đi. Khôi lỗi lạnh băng cứng ngắc đáp. Tuân lệnh chủ nhân. Lục Lâm Thiên càng nhìn khôi lỗi càng vừa lòng. Khôi lỗi này không giống khôi lỗi khác không có chút trí tuệ. Lang nhân, thiếu thứ khôi lỗi cần Lục Lâm Thiên điều khiển chúng nó đánh đấm. Với khôi nhất, Lục Lâm Thiên chỉ cần lòng máy động là nó sẽ tự mình ra tay, có thể sử dụng vũ khí lúc còn sống, cộng thêm trí tuệ đơn giản. Thể chất khôi lỗi rất mạnh, thực lực tổng thể làm người ta kinh thán. Lục Lâm Thiên quan sát khôi nhất, trưởng lão Cửu Hoa Môn vốn có tu vi vũ phách bát trọng, mới rồi đột phá. Tính theo đẳng cấp khôi lỗi thì đã đến tứ cấp hậu giai đỉnh phong, tương đương đỉnh vũ phách cửu trọng. Cộng thêm thân thể khôi lỗi cường đại, thực lực của khôi nhất không chỉ có bấy nhiêu, liều đánh với vũ tướng nhất trọng cũng dư sức qua cầu. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười nói. Cửu Hoa Môn, thật sự cảm ơn món quà lớn này. Khôi lỗi tứ cấp hậu giai đỉnh phong đối kháng vũ tướng nhất trọng không thành vấn đề. Tương đương với Cửu Hoa Môn tặng cho Lục Lâm Thiên một cường giả vũ tướng nhất trọng trung thành, món quà rất nặng. Lục Lâm Thiên vui mừng vì mình luyện chế ra khôi lỗi đẳng cấp tứ cấp hậu giai đỉnh phong, cũng biết sức mình hắn không làm được điều này. Nếu trưởng lão Cửu Hoa Môn còn sống thì Lục Lâm Thiên không thể nào luyện chế lão thành khôi lỗi được. Tất cả cũng nhờ trưởng lão Cửu Hoa Môn thành người thực vật, cộng thêm linh hồn lực của Lục Lâm Thiên mạnh hơn người cùng tu vi nên mới luyện chế ra. Nếu không sức Lục Lâm Thiên bây giờ có thể luyện ra khôi lỗi tam cấp trung giai đã là khá, nay tăng lên một đẳng cấp. Thu. Lục Lâm Thiên thu khôi nhất vào không gian giới chỉ của mình. Có khôi nhất bên cạnh là Lục Lâm Thiên thêm một bảo tiêu vũ tướng nhất trọng, sau này đi ra ngoài vững tin hơn. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Điều tức thêm một lúc đã. Trong khi luyện chế Lục Lâm Thiên tiêu hao rất nhiều, hắn đã dùng 3 viên đan dược tam giai. Giá trị mấy vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên tiếc đứt ruột, để luyện chế khôi lỗi tiêu hao thật lớn, nhưng luyện thành công nhận về giá trị tương đồng. Lục Lâm Thiên tập trung điều tức, vầng sáng trong suốt bao bọc toàn thân. Mấy ngày nay Lục Lâm Thiên không tiêu hao chân khí mà là linh lực. 3 ngày sau, mật thất mở ra, Lục Lâm Thiên bước ra ngoài sơn động, sắc mặt hồng hào, vết thương đã lành. Tiểu Long từ phía xa lao tới, thân thiết cọ vào người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên quay về nơi ở, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cảm giác khí thế trên người Lục Lâm Thiên lại mạnh hơn, lão rất bất ngờ, nhưng đã thói quen hắn hay đem lại ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên kêu Trương Minh Đào triệu tập các đệ tử vào đại điện, có chuyện quan trọng cần bàn.
Trong đại điện Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên ngồi trên cao, dưới tay là bốn trưởng lão Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Trịnh Anh. Lúc này Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt có tu vi vũ phách tam trọng, bọn họ bế quan lại đột phá. Chu Ngọc Hậu còn đang bế quan, chắc sắp đến bờ đột phá. Các đệ tử hành lễ, bái kiến trưởng môn, tất cả là đệ tử được Phi Linh Môn chú trọng bồi dưỡng, đẳng cấp tu vi hàng đầu. Lục Lâm Thiên hỏi, Hồ trưởng lão, hiện tại tình huống Trấn Đoàn Sơn thế nào? Hồ Nam Sinh trả lời, bẩm trưởng môn, hiện tại chúng ta không sắp xếp đệ tử trong Trấn Đoàn Sơn, mặc kệ người Cửu Hoa Môn hoành hành. Chúng ta đã thông báo với tất cả cửa hàng miễn tiến cống khi người Cửu Hoa Môn gây sự. Lục Lâm Thiên nói, bốn vị trưởng lão hãy chọn lựa 400 đệ tử theo ta vào Trấn Đoàn Sơn. Hoàng Bắc Nhiên, ta có một phong thư, 3 ngày sau ngươi từ Phi Linh Môn xuất phát dục ngựa đi nhanh giao cho trưởng lão Quỷ Vũ Tông. Nói là đưa thư cho tông chủ Quỷ Vũ Tông, làm xong về ngay. Có ai hỏi gì ngươi hãy nói là không biết. Lục Lâm Thiên lấy ra phong thư viết sẵn giao cho Hoàng Bắc Nhiên, cá tính gã lanh lẹ, chút chuyện nhỏ này gã sẽ hoàn thành tốt. Hoàng Bắc Nhiên, các trưởng lão đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh trưởng môn. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ngồi ghế trên lạnh lùng hỏi. Trưởng môn định xử lý Cửu Hoa Môn. Lục Lâm Thiên nói. Lần này cần Đông lão đi tọa trấn, cần phải diệt sạch Cửu Hoa Môn. Mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập sát ý. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao trưởng môn còn đưa thư cho Quỷ Vũ Tông? Lục Lâm Thiên cười gian. Ha ha ha. Chúng ta diệt Cửu Hoa Môn cũng phải chặn miệng Quỷ Vũ Tông lại. Nói sao thì Cửu Hoa Môn là thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông, vô duyên vô cớ diệt Cửu Hoa Môn làm Quỷ Vũ Tông mất mặt. Vì mặt mũi Quỷ Vũ Tông, khi đó Quỷ Vũ Tông sẽ khởi binh vấn tội. Chúng ta chặn miệng Quỷ Vũ Tông trước, khi đó Quỷ Vũ Tông chỉ có mắt mở mắt nhắm, tiền trảm hậu tấu, Quỷ Vũ Tông không làm gì được chúng ta. Huống chi là Cửu Hoa Môn chọc vào ta trước. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh sửng sốt. Cười hỏi. Trưởng môn viết gì trong lá thư? Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Cũng không có gì, chỉ nói lần trước ta từ Quỷ Vũ Tông quay về bị trưởng lão Cửu Hoa Môn đánh lén trọng thương, đại trưởng lão Phi Linh Môn tức giận dẫn theo các đệ tử muốn tiêu diệt Cửu Hoa Môn. Ta không ngăn cản được, xin nhờ Quỷ Vũ Tông đến điều giải để đại trưởng lão bất giận. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh kinh ngạc hỏi. Chúng ta muốn tiêu diệt Cửu Hoa Môn. Nếu Quỷ Vũ Tông nhúng tay vào thì chúng ta khó thể cứng rắn diệt Cửu Hoa Môn. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh không biết trong lòng Lục Lâm Thiên có âm mưu quỷ kế gì. Bốn trưởng lão khác cũng khó hiểu. Cách làm này không giống với tính tình của trưởng môn, muốn tiêu diệt Cửu Hoa Môn lại đi báo cho Quỷ Vũ Tông biết trước thì khó diệt Cửu Hoa Môn. Lục Lâm Thiên cười gian trá. Đông lão, ta dặn Hoàng Bác Nhiên 3 ngày sau dục ngựa đi Quỷ Vũ Tông, đến Quỷ Vũ Tông cần ít nhất 5 ngày. 8 ngày, ta tính khoảng cách thì chúng ta dục ngựa đi nhanh từ Trấn Đoàn Sơn đến Cửu Hoa Môn chỉ khoảng 3 ngày, Phi Linh Môn cách Trấn Đoàn Sơn hơn nửa ngày. Lúc Quỷ Vũ Tông biết chuyện thì Cửu Hoa Môn đã biến mất. Lục Lâm Thiên muốn tiêu diệt Cửu Hoa Môn sao có thể cho Quỷ Vũ Tông tới kịp ngăn cản. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh bật cười. Tiểu tử giỏi. Đám người khác thì dùng mình, tiểu trưởng môn hiểm thật. Lục Lâm Thiên hỏi. Đông lão phục hồi thực lực sao rồi? Trong Cửu Hoa Môn người mạnh nhất là môn chủ Mạc Thiên Vấn, tu vi vũ tướng ngũ trọng. Còn một trưởng lão khác tu vi khoảng vũ tướng nhất trọng. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Vũ tướng ngũ trọng không đáng lo, người cứ yên tâm. Trong thời gian này vết thương của ta đã lành 7 phần, dễ dàng gỡ yêu ta ít chết dưới vũ suất. Thực lực như Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh không thèm để mắt tới mấy vũ tướng. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, lần này chúng ta một hơi tiêu diệt Cửu Hoa Môn, cũng để cảnh cáo Quỷ Vũ Tông. Cho bọn họ biết Phi Linh Môn không phải dễ ăn hát yêu ta ép. Tiêu diệt Cửu Hoa Môn là gờ yêu ta ép gà dọa khỉ. Lần này có đại trưởng lão thì diệt Cửu Hoa Môn dễ như trở bàn tay, sau này không còn Cửu Hoa Môn nữa. Các trưởng lão rất hưng phấn, trước kia bọn họ làm gì dám nghĩ tới tiêu diệt Cửu Hoa Môn. Né còn không kịp. Sau khi tham gia Phi Linh Môn thì mọi thứ đã thay đổi. Lục Lâm Thiên nhìn các đệ tử trong đại điện. Diệt Cửu Hoa Môn, dọn hết đồ vật đáng giá về, nghe rõ không? Các đệ tử đồng thanh kêu lên. Rõ thưa trưởng môn. Các đệ tử cực kỳ kích động,
Cách nghĩ của trưởng môn giống y như bọn họ, lần này trên dưới đồng lòng rời núi lấp biển. Sáng sớm hôm sau, 400 đệ tử phi linh môn cưỡi ngựa lao nhanh đi Cửu Hoa môn, Thiết Kỵ tung vó cuốn bụi mù. Trên đường đi nhiều người suy đoán phi linh môn trận thế lớn như vậy không biết đi làm gì. Từ phi linh môn đến Cửu Hoa môn dục ngựa đi nhanh khoảng gần 4 ngày là tới nơi. Lục Lâm Thiên kêu Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt, Trịnh Anh dẫn đội thẳng hướng từ Phục Quan, Hồ Nam Sinh mang 50 đệ tử đi Trấn Đoàn Sơn chờ Lục Lâm Thiên trước. Lục Lâm Thiên định đến Trấn Đoàn Sơn trước, đệ tử Cửu Hoa môn trong trấn nên bị thanh tẩy. Có Thiên Sĩ Tuyết Sư, e rằng Lục Lâm Thiên đến Cửu Hoa môn mà các đệ tử phi linh môn còn đang trên đường. Lục Lâm Thiên nhìn 400 đệ tử phi linh môn rầm rộ chạy đi, chân mày hắn giãn ra. Lần này nhất định một hơi tiêu diệt Cửu Hoa môn. Lục Tâm Đồng nghe nói sư phụ và ca ca đi vắng mấy ngày thì chu môi đòi đi. Ca ca, Tâm Đồng cũng muốn đi. Ca ca và sư phụ, Tân Kỳ tỷ tỷ đi hết, một mình Tâm Đồng rất buồn. Lục Lâm Thiên khuyên nhủ. Tâm Đồng ngoan ở lại trong môn, chỗ ca ca đi có nguy hiểm. Cái này không phải đi chơi, tùy thời gặp nguy hiểm, không tiện dẫn Lục Tâm Đồng đi chung. Thấy Lục Lâm Thiên không cho đi, Lục Tâm Đồng kéo tay thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nhõng nhẽo. Không, Tâm Đồng muốn đi, sư phụ mang Tâm Đồng đi được không? Vẻ mặt Lục Tâm Đồng tội nghiệp, hốc mắt ngấn lệ. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cất cưng chiều tiểu đồ đệ, không chịu nổi Lục Tâm Đồng làm nũng, lão đồng ý ngay. Rồi rồi, sư phụ mang Tâm Đồng đi, cho Tâm Đồng nhìn xem thủ đoạn của sư phụ cũng giúp ích cho sau này tu luyện. Lục Lâm Thiên cười bất đắc dĩ. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đã đồng ý thì Lục Lâm Thiên không phản đối nữa. Đồ đệ bảo bối của lão độc vật ai dám trêu vào. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tâm Đồng. Được rồi, khi đó nhớ đừng chạy lung tung. Lục Lâm Thiên triệu hoán Thiên Sĩ Tuyết Sư, ba người nhảy lên lưng nó. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm lên, đập cánh bay đi Trấn Đoàn Sơn. Trấn Đoàn Sơn vốn là địa bàn của La Sát Môn, nay tụ tập nhiều đệ tử Cửu Hoa Môn. Các cửa hàng khổ không thể tả, giao tiến cống đã là gánh nặng, mấy trăm cửa tiệm lớn nhỏ bị Cửu Hoa Môn trấn lột sạch. Một số cửa tiệm nhỏ nếu không nộp phí đủ sẽ bị đập phá tiệm, nhiều người cất tiếng oán than dậy đất. Nhanh lên, người Cửu Hoa môn lại đến, mau đóng cửa lại. Còn cho người buôn bán không? Đương ra, chúng ta làm ăn nhỏ, thôi rời khỏi Trấn Đoàn Sơn đi. Một đám đệ tử Cửu Hoa môn đi trên đường, nhiều cửa tiệm nhỏ sợ hãi đóng cửa lại. Cửa hàng nhỏ không đắc tội Cửu Hoa môn nổi. Trong Trấn Đoàn Sơn có mấy cửa hàng lớn có thế lực. Nhưng bọn họ không dám đắc tội Cửu Hoa môn, chỉ giận mà không dám nói gì. Năm đệ tử Cửu Hoa môn đang diễu võ dương oai đi trên đường, đạp văng cửa một tiệm nhỏ. Mau giao tiến cống, không thì cút khỏi Trấn Đoàn Sơn. Một phụ nhân bình thường run sợ nói. Đại nhân, tháng trước chúng ta vừa giao tiến cống, trước kia nửa năm giao một lần, hơn nữa lần trước chúng ta đã nộp gấp đôi. Chúng ta buôn bán nhỏ, thật tình không giao thêm được. Trong năm đệ tử Cửu Hoa môn một thanh niên áo xanh lạnh lùng nói. Hiện tại là một tháng giao một lần, người không giao được thì rời khỏi Trấn Đoàn Sơn. Nam nhân trung niên nói. Đại nhân, chúng ta rời khỏi Trấn Đoàn Sơn thì không còn chỗ để đi. Đó là chuyện của các ngươi, hay để tiểu cô nương này cùng chúng ta một lần, tháng này miễn tiến cống. Thanh niên ánh mắt ra tà nhìn thiếu nữ sợ hãi đứng bên cạnh. Thiếu nữ ăn mặc mộc mạc nhưng mặt mày thanh tú ưa nhìn, thân hình linh lung, có chút nhan sắc. Tục ngữ nói cô nương 18 tuổi là đóa hoa, thiếu nữ tuổi xuân tất nhiên không xấu gì cho cam. Thanh niên nói xong đẩy phụ nhân trung niên ra kéo tay thiếu nữ đi, bốn đệ tử Cửu Hoa môn khác cười khả ố, ánh mắt bản quyền. Thiếu nữ sợ hãi vùng vẫy. Thả ta ra, thả ta ra. Thiếu nữ càng chống cự càng ký mấy đệ tử Cửu Hoa môn nổi máu thú tính. Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên quỳ xuống cầu xin năm người. Đại nhân, xin đừng, cầu xin các đại nhân. Một thanh niên mất kiên nhẫn nạt. Cút, thanh niên giơ đại đao chém xuống nam nhân trung niên. Thiếu nữ sợ hãi mặt tái xanh. Phụ thân, nhát đao chém xuống, tia sáng lạnh chớp lóe. Thiếu nữ không dám nhìn tiếp, nhắm tịt mắt, chợt có sóng gợn vô hình khuếch tán quanh người thiếu nữ, nàng vùng thoát khỏi tay thanh niên. Thanh niên Cửu Hoa môn vẻ mặt khó hiểu bị đẩy lùi một bước. Một tiếng quát lạnh trầm thấp vang lên. Diễu võ dương oai trong Trấn Đoàn Sơn của ta, muốn chết. Vù vù vù.
tiếng xé gió sắc bén, hơi nóng xẹt qua, đệ tử Cửu Hoa Môn té xuống đất, sau gáy có lỗ máu xuyên thủng trán. Ba bóng người xuất hiện trên đường, một già một trẻ và một tiểu cô nương khoảng 10 tuổi. Kỳ lạ là có con rắn nhỏ màu vàng ngóc cao đầu bám trên vai tiểu cô nương. Bốn thanh niên khác biến sắc mặt, ngoái đầu kinh hoàng nhìn ba người lạ. Ngươi là ai, dám xen vào chuyện của Cửu Hoa Môn chúng ta? Thiếu nữ thấy phụ thân thoát chết vội chạy tới. Phụ thân, thiếu nữ sợ hãi nhìn xác đệ tử Cửu Hoa Môn nằm dưới đất, gia đình ba người run rẩy ôm nhau. Trong ba người có một lão nhân áo đen phát ra khí lạnh âm trầm nói. Mấy con kiến Cửu Hoa Môn nho nhỏ cũng dám la lối. Chết đi. Không thấy lão nhân áo đen ra tay, bốn tia chớp đen xuyên thấu không gian, khí lạnh phô thiên cái địa bắn ra. Vù vù vù. Bốn tiếng xé gió vang lên, bốn đệ tử Cửu Hoa Môn chưa kịp phản ứng thì tia sáng đen đâm vào người, thân thể đen thui. Bốn đệ tử Cửu Hoa Môn đôi mắt kinh hoàng té dưới đất, bọn họ thậm chí không biết mình chết như thế nào. Phía xa, tiểu cô nương vỗ tay reo lên. Sư phụ thật lợi hại, Tâm Đồng cũng muốn học. Ba người này chính là Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Lục Tâm Đồng. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh được đồ đệ bảo bối khen thì cười tươi như hoa. Sau này Tâm Đồng sẽ học được, đây chỉ là tài mọn. Ba người cửa tiệm nhỏ quỳ trước mặt nhóm Lục Lâm Thiên, dập đầu cảm ơn. Đa tạ đại nhân cứu mạng. Ba người đã xem Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh là thần. Mấy đệ tử Cửu Hoa Môn là vũ giả cao cao tại thượng, nhưng chớp mắt đã bị lão nhân áo đen gỡ yêu ta ết. Lục Lâm Thiên nói với ba người. Đứng lên đi, sau này các người sẽ sống yên ổn, người Cửu Hoa Môn sẽ không đến quấy rầy nữa. Thiếu nữ vừa rồi kinh hoàng đã lấy lại tinh thần, nàng nói với Lục Lâm Thiên. Đại nhân, Cửu Hoa Môn có rất nhiều người, các người mau đi đi. Đằng trước còn nhiều người Cửu Hoa Môn. Lát nữa bọn họ kéo đến thì các đại nhân không đi được. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vậy sao, không sao, ta đang định tìm bọn họ. Lục Lâm Thiên không thèm để các đệ tử Cửu Hoa Môn vào mắt. Nhiều chủ tiệm khác chạy ra, người đi đường tụng lại. Các người đi nhanh lên, người Cửu Hoa Môn sắp tới rồi. Các người gờ yêu ta ít người của Cửu Hoa Môn, bọn họ đông người sẽ không tha cho các người. Phụ nhân trung niên lo lắng nói. Các đại nhân đi mau đi, các người lợi hại thật nhưng Cửu Hoa Môn đông người lắm. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, thiên phú của nữ hài tử này không tệ, linh hồn lực rất mạnh nhưng không ai phát hiện ra. Linh hồn lực mạnh đã đến đỉnh giai, không ngờ trong cửa hàng nhỏ lại có thiếu nữ thiên phú cao vậy. Đáng tiếc khởi bước chậm, khối ngọc tốt bị phá hỏng. Nhưng dạy dỗ một phen thì thành tựu tương lai không tệ. Lục Lâm Thiên hỏi. Vậy Đông lão chịu cực nhọc chút thu nàng đi. Lúc vừa đến nơi Lục Lâm Thiên cũng cảm giác linh hồn lực trên người thiếu nữ, nhìn thoáng qua còn tưởng nàng là linh giả. Thiên phú linh giả đỉnh giai là rất hiếm gặp, thiên phú như vậy nếu các đại môn đại phái biết đã giành giật thu vào môn. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Độc công của ta không thích hợp nàng, cũng sợ nàng không chịu nổi khổ. Nhưng để lại bên cạnh ta làm tỷ nữ phối dược cũng được, có khả năng làm linh giả. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhẹ nhàng hỏi thiếu nữ. Tiểu cô nương có đồng ý làm tỷ nữ phối dược bên cạnh ta không? Ngươi cũng có thể trở thành linh giả, sau này không cần ở lại cửa hàng nhỏ này. Thiếu nữ mặc vải thô, tóc rối, ngây người nghe Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Một lát sau mắt thiếu nữ bừng sáng. Thiếu nữ hồi hộp và căng thẳng khẽ hỏi. Đại nhân nói là ta có thể trở thành linh giả. Trong mắt người bình thường thì linh giả là nhân vật cao cao tại thượng, dù là linh đồ thực lực thấp nhất cũng đủ làm bọn họ ngước nhìn. Đám người xung quanh, phụ mẫu của thiếu nữ ngây người. Quá bất ngờ, trở thành linh giả là việc lớn trong mơ. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh thản nhiên nói. Đúng vậy, nếu ngươi đồng ý thì có thể theo bên cạnh ta. Phụ mẫu của thiếu nữ phản ứng lại trước tiên. Nguyện ý, đương nhiên nguyện. Hai người kéo thiếu nữ quỳ trước Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Có thể trở thành linh giả đối với người bình thường như bọn họ là chim sẻ trong rừng ra phượng hoàng, làm sao không chịu. Thiếu nữ kích động nói. Đại nhân, ta nguyện ý, làm nô tỳ đều được. Nếu nàng trở thành linh giả thì sau này phụ mẫu sẽ không bị người ăn hát yêu ta ép nữa, gia đình có thể sống bình yên.
Giá. Trên đường cái có đoàn thiết kỵ bay nhanh đến tốc lên bụi mù, khoảng 50 người, khiến những người qua đường chú ý. Hình như là người Phi Linh Môn, trước kia ta từng gặp. Đó là hồ trưởng lão của Phi Linh Môn. 50 bóng người lao nhanh qua, là hồ nam sinh và 50 đệ tử Phi Linh Môn. Đám đệ tử Phi Linh Môn nhảy xuống ngựa, tôn kính hành lễ trước Lục Lâm Thiên, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Bái kiến trưởng môn, đại trưởng lão. Lục Lâm Thiên nói. Đứng lên đi. Có thiên sĩ tuyết sư nên Lục Lâm Thiên xuất phát chậm hơn lại đến trấn đoàn sơn trước đoàn người Phi Linh Môn, hắn mới đi dạo một vòng xong. Đám đông vây xem ngạc nhiên. Thì ra thiếu niên là trưởng môn của Phi Linh Môn. Hèn gì thiếu niên dám gỡ yêu ta ết người cửu hoa môn, hóa ra là người Phi Linh Môn đến. Thiếu niên áo xanh, lão nhân áo đen là trưởng môn, đại trưởng lão của Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên đến gần thiếu nữ mặc vải thô, hỏi. Tên của cô nương là gì? Thiếu nữ không dám nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nhỏ giọng nói. Ta tên Nhan Kỳ thưa đại nhân. Khí thế vô hình từ Lục Lâm Thiên làm thiếu nữ không dám nhìn thẳng, khóe mắt liếc trộm. Thiếu niên tuổi gần bằng nàng nhưng đã là trưởng môn Phi Linh Môn, Nhan Kỳ rất là tò mò. Lục Lâm Thiên ngoái đầu nói với Hồ Nam Sinh. Hồ trưởng lão, sau này miễn tiến cống của cửa hàng này, chờ giải quyết xong chuyện hãy mang Nhan Kỳ đi Phi Linh Môn. Sau này Nhan Kỳ là tỷ nữ phối dược của đại trưởng lão, cũng là đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn ta. Hồ Nam Sinh ngạc nhiên đáp. Tuân lệnh trưởng môn. 50 đệ tử rất ngạc nhiên, trong số bọn họ chỉ có 2-3 người là đệ tử thân truyền. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Chúng ta đi, cửu hoa môn còn hơn 100 đệ tử, chúng ta tiêu diệt trước. Sớm có đệ tử nhường 2 con ngựa cho Lục Lâm Thiên, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Mọi người lên ngựa biến mất khỏi con đường. Lục Lâm Thiên đã đi qua phố lớn ngõ nhỏ trấn Đoàn Sơn, tìm hiểu chỗ đệ tử cửu hoa môn dừng chân. Đám đông rủ nhau đi xem náo nhiệt. Rốt cuộc Phi Linh Môn cũng đối phó với cửu hoa môn rồi, chúng ta nhanh đi xem. Còn lại gia đình 3 người cửa hàng nhỏ chưa lấy lại tinh thần. Trong trấn Đoàn Sơn, bên ngoài một đình viện to lớn có 2 đệ tử cửu hoa môn cầm đại đao gác cửa. Chợt tiếng vó ngựa rầm rập lao tới, 2 người thấy kẻ đến thì biến sắc mặt, định chạy vào đình viện. Chết đi! 2 luồng sáng nóng cháy xé gió bay tới. 2 đệ tử cửu hoa môn đầu nở hoa, xá ngã dưới đất. Tiếng động lớn kinh động đám người cửu hoa môn trong đình viện, các đệ tử cửu hoa môn lao ra. Kẻ nào dám xông vào phân đà cửu hoa môn ta? Người dẫn đầu khí thế mạnh mẽ, tu vi đến vũ phách tứ trọng. 8-9 đệ tử sau lưng người đó đẳng cấp vũ sư, còn lại tu vi vũ sĩ thất trọng, bát trọng. Lục Lâm Thiên cười khẩy nói. Nực cười, nơi này là địa bàn của Phi Linh Môn ta. Từ khi nào thành của cửu hoa môn các ngươi? 50 đệ tử Phi Linh Môn đã đứng trước đình viện. Nghe nói người Phi Linh Môn đến thì thủ lĩnh đệ tử cửu hoa môn sắc mặt dịu lại, kiêu ngạo nói. Thì ra các ngươi là Phi Linh Môn, nơi này cách Phi Linh Môn các ngươi không gần, trưởng môn chúng ta nói về sau trấn Đoàn Sơn do cửu hoa môn chúng ta quản lý thay, các ngươi đi mau đi, không thì đừng trách ta không khách sáo. Đám người Lục Lâm Thiên, Hồ Nam Sinh cười phá lên. Ha ha ha, biểu tình thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh băng nói với Lục Lâm Thiên. Nói chuyện với con kiến thật lãng phí thời gian, trực tiếp gỡ yêu ta ết đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Vậy làm phiền đông lão. Lục Lâm Thiên lại bảo. Đông lão giải quyết một nửa được rồi, còn lại cứ để đệ tử trong môn lo. Lục Lâm Thiên biết thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thi triển độc công là tiêu diệt ngay hơn 100 đệ tử cửu hoa môn chỉ trong vài giây. Nhưng làm vậy thì đệ tử Phi Linh Môn mất cơ hội rèn luyện. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Không thành vấn đề. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh như hồn ma biến mất tại chỗ. Đệ tử cửu hoa môn phía đối diện hét thảm. A, à, tiếng gào rú vang lên, cùng với tiếng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng quát. Chỉ là đám kiến, chết hết đi. Hồ Nam Sinh cười lạnh lùng. G yêu ta ết. Đệ tử Phi Linh Môn lao vào các đệ tử cửu hoa môn. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn tình hình, dắt tay Lục Tâm Đồng đứng xem. Vù vù vù. Trong không trung bốc lên khói độc, khoảng 10 đệ tử cửu hoa môn không kịp chống cự đã bị gỡ yêu ta ết. Vù vù vù. Đệ tử cửu hoa môn tu vi vũ phách tứ trọng biểu tình ngạc nhiên chém đao quang xé rách dòng không khí bắn hướng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh.
Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đứng im không nhúc nhích. Khi nhát đao chém xuống, người thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh bị xẻ đổi nhưng không có máu chảy ra. Vũ Phách Tứ Trọng nét mặt xa sầm nói. Tàn ảnh. Tốc độ của đối phương quá khủng, Vũ Phách Tứ Trọng thấy lạnh sống lưng, gã ngoái đầu nhìn lại. Lão nhân áo đen đã đứng sau lưng từ bao giờ? Mắt thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh bắn ra tia sáng lạnh, ánh sáng đen ngưng tụ thành trưởng ấn trong lòng bàn tay vỗ mạnh vào người Vũ Phách Tứ Trọng. Trưởng ấn không đỡ upsilon.ng vào thân thể đệ tử Cửu Hoa Môn nhưng có lực lượng cường đại đổ ập xuống người gã. Vũ Phách Tứ Trọng hộc máu. Phụt. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh giota ết Vũ Phách Tứ Trọng trong một chiêu. Cá đệ tử Cửu Hoa Môn sợ hết hồn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh kết thủ ấn. Chết đi. Mấy chục tia sáng đen bắn ra kèm theo khí thế cuồng bạo, mấy chục tia sáng đen với tốc độ siêu khủng bắn trúng mấy chục đệ tử Cửu Hoa Môn. Bùm bùm bùm. Mấy chục người nổ tan xác. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh ra tay toàn là đổ sát, gờ yêu ta ít chóc không chút sức chống cự. Đệ tử Cửu Hoa Môn lộ biểu tình kinh hoàng, muốn trốn nhưng bị đệ tử Phi Linh Môn phong tỏa không gian. Các đệ tử Cửu Hoa Môn chỉ còn cách cố gắng chống cự, tiếng đánh nhau nối liền không dứt. Chết đi. Ầm ầm ầm. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lại bắn ra mấy chục tia sáng đen, ba mươi mấy đệ tử Cửu Hoa Môn bị gờ yêu ta ít. Có đệ tử Phi Linh Môn đang đấu với đệ tử Cửu Hoa Môn chợt thấy đối thủ nổ banh xác thì rất ngạc nhiên. Một bóng áo đen đáp xuống cạnh Lục Lâm Thiên, là thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Xong, giải quyết một nửa rồi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh chỉ phất tay mấy chiêu đã có 70 mấy đệ tử Cửu Hoa Môn bị gờ yêu ta ết, thực lực rất khủng bố. Lục Lâm Thiên chép miệng kinh thán, mời lão độc vật vào Phi Linh Môn thật là hành động sáng suốt. Lục Tâm Đồng kinh ngạc nói. Sư phụ lợi hại quá, còn giỏi hơn ca ca. Trong tâm hồn non nớt luôn cho rằng ca ca lợi hại nhất, nhưng bây giờ Lục Tâm Đồng cảm thấy sư phụ mạnh hơn ca ca. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh yêu thương nhìn đồ đệ bảo bối của mình. Nếu cố gắng tu luyện thì không lâu sau Tâm Đồng còn mạnh hơn sư phụ. Lục Lâm Thiên nói. Đông lão chăm sóc Tâm Đồng một lúc đi. Lục Lâm Thiên nói xong liền biến mất. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm một vũ sư lục trọng Cửu Hoa Môn ở phía xa. Có vũ sĩ cửu trọng che trước mặt Lục Lâm Thiên. Chết đi. Lục Lâm Thiên bắn ra hỏa ảnh chỉ ập đến trước mặt vũ sĩ cửu trọng. Khi vũ sĩ cửu trọng phát hiện thì chỉ ấn nóng rực đã tới gần người, gã hoảng hốt thay đổi thủ ấn ngưng tụ tường đất màu vàng nhạt che trước mắt. Vù vù vù. Chỉ ấn xuyên thấu tường đất, bức tường đất vặn vẹo sụp đổ. Chỉ ấn đâm thủng cổ họng vũ sĩ cửu trọng. Dưới đất có thêm cái xác không hồn. Lục Lâm Thiên không chút tạm dừng xuyên qua đám người lao tới trước mặt vũ sư lục trọng. Vù vù vù. Vũ sư lục trọng thấy Lục Lâm Thiên thì vung trường kiếm màu xanh vẽ đường kiếm quang cắt vỡ dòng không khí, thanh thế không thể khinh thường. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vũ sư lục trọng, vừa lúc thích hợp. Chân khí bộc phát, tay kết ấn. Mười ngón tay Lục Lâm Thiên xòe ra búng mấy cái, mười chỉ ấn nóng rực bay ra. Mười hỏa ảnh chỉ xé gió xuyên qua không gian, nơi chỉ ấn xẹt qua không khí kêu xèo xèo, khí lưu gợn sóng. Vũ sư lục trọng thấy khí thế của Lục Lâm Thiên thì biến sắc mặt, kiếm quang ngưng tụ múa trước mặt, nhanh chóng thụt lùi. Bùm bùm. Hai lực lượng va chạm, không khí bị đè ép nổ tung. Kinh khí quét qua, cá đệ tử Cửu Hoa Môn, Phi Linh Môn đứng gần đó bị lan đến bay ra xa. Lục Lâm Thiên phối hợp thuộc tính phong tốc độ rất nhanh lao lên. Tuy đối phương là vũ sư lục trọng nhưng Lục Lâm Thiên không thèm để vào mắt. Vũ sư lục trọng Cửu Hoa Môn lùi nhanh, thấy đối thủ lại xông lên thì hoảng hốt vội đánh ra thủ ấn. Đất đá bay lên, mặt đất nứt rạn, hơi thở thuộc tính thổ nồng đặc đến nỗi Lục Lâm Thiên cảm nhận rõ rệt. Đá vụn bắn tới như cơn bão ập vào Lục Lâm Thiên. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Lâm Thiên hừ mạnh, thủ ấn thay đổi, chân khí bộc phát xé rách không khí. Ánh sáng lam giao thác khuếch tán trong phút chốc hóa thành màn nước ầm ầm. Màn nước xoay tròn thành dòng chảy vòng xoáy như bão vòi rồng, hư không vặn vẹo đập mạnh xuống đất. Bùm bùm bùm. Lực lượng va chạm vang tiếng nổ điếc tai, mặt đất nứt khe rãnh dài. Lực lượng cuồng bạo va chạm, vũ sư lục trọng bị đánh bay, vòi máu phun ra, nặng nề té xuống xa mấy chục thước. Lục Lâm Thiên nhảy ra từ kình khí cuồng bạo. Ánh sáng vàng đất trong tay bắn ra bao phủ vũ sư lục trọng,
kéo vào đằng sau đình viện. Lục Lâm Thiên chọn đại một phòng trống, vận dụng lực cắn nuốt trong âm dương linh vũ quyết. Chỉ giây lát chân khí của thanh niên bị nuốt sạch, Lục Lâm Thiên đã có thể nuốt chân khí vũ sư lục trọng. Linh hỏa bùng cháy đốt xác vũ sư lục trọng thành tro. Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, nhàn nhã đến bên cạnh Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Kịch chiến đã đến hồi kết, mấy đệ tử Cửu Hoa Môn trốn thoát nhưng không chạy bao xa đã bị Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh giết. Dưới đất nằm la liệt xác chết, trước Phi Linh Môn hùng hổ thì đệ tử Cửu Hoa Môn vốn thực lực mạnh hơn một chút. Nhưng một đám đệ tử bị Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh giết, khí thế áp lực làm sĩ khí Cửu Hoa Môn tan tác, đành chờ bị giết. Tình huống trong trận chiến là đồ sát, đệ tử Cửu Hoa Môn không có can đảm đánh trả. Đệ tử Phi Linh Môn càng giết càng khát máu, không chút nương tình. Đám đông tụ tập phía xa há hốc mồm nhìn, người Phi Linh Môn giống như tin đồn, ai nấy rất là tàn nhẫn. Từng tiếng gào rú thảm thiết vang lên. A, à, mãi đến đệ tử Cửu Hoa Môn cuối cùng cũng bị đánh chết. Lục Lâm Thiên nói, dọn dẹp đi, không bỏ qua một người nào. Đám đệ tử Phi Linh Môn kiểm tra kỹ càng, cướp sạch tiền tài trên mấy xác kết. Xác nhận không có người sống sót, Hồ Nam Sinh cầm mấy túi chữ vật giao vào tay Lục Lâm Thiên. Hồ Nam Sinh hỏi, trưởng môn, giải quyết mấy xác chết này như thế nào? Lục Lâm Thiên xem xét trong sân, 120-30 đệ tử Cửu Hoa Môn đều bị giết. Đệ tử Phi Linh Môn thì có mười mấy người bị thương nhẹ, mấy người bị thương nặng, vài người bị giết. Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm nói. Treo xác ngoài trấn 3 ngày, nói cho mọi người dám chọc vào Phi Linh Môn ta sẽ có kết cuộc thế này. Hồ Nam Sinh lên tiếng. Tuân lệnh trưởng môn. Lục Lâm Thiên nói với Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Đông lão, chúng ta ở lại đây 2 ngày cũng đuổi kịp nhóm Trịnh Anh trưởng lão. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Trưởng môn quyết định là được. Có thiên sĩ tuyết sư đủ đuổi kịp đám người Phi Linh Môn đi Cửu Hoa Môn. Nửa canh giờ sau, trong đình viện dọn dẹp sạch sẽ, Lục Lâm Thiên báo với Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh là hắn bế quan, sau đó vào một gian phòng bắt đầu tu luyện. Nghe Lục Lâm Thiên nói sẽ bế quan 2 ngày, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh không bình tĩnh nổi. Tiểu tử này đúng là kẻ cuồng tu luyện, 3 ngày 2 lần bế quan, khó trách thực lực tăng cường mau vậy. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên giường. Kết thủ ấn, nhanh chóng luyện hóa năng lượng chân khí vừa nuốt. Cùng với Lục Lâm Thiên luyện hóa, năng lượng chân khí khổng lồ hóa thành chân khí tinh thuần chảy trong kinh mạch thấm vào cơ thể hắn. Chốc lát sau khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên tăng nhanh, chân khí căng đầy trong đan điền khí hải. Thực lực Lục Lâm Thiên lúc trong tam hệ ngũ hợp trận quỷ Vũ Tông nhờ năng lượng thiên địa thuộc tính 3 hệ đã đột phá đến đỉnh Vũ Sư Ngũ Trọng, cuối cùng cưỡng ép ức chế mới không đột phá. Lúc này Lục Lâm Thiên luyện hóa năng lượng chân khí khổng lồ vũ sư lục trọng, chỉ một canh giờ sau hắn cảm giác dấu hiệu sắp đột phá. Vù vù vù. Khí thế khổng lồ trong người Lục Lâm Thiên tăng vùn vụt. Chân khí từ bên ngoài rót vào chướng căng trong đan điền khí hải, chân khí khuếch tán kinh mạch truyền đến cảm giác đau đớn. Lục Lâm Thiên vui mừng cảm giác đau này, thủ ấn biến đổi, uốn nhưỡng sẵn sàng đột phá. Khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên càng lúc càng mạnh. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ở trong đình viện nhìn chằm chằm gian phòng của Lục Lâm Thiên, biểu tình giật mình như gặp quỷ. Khí thế này, chẳng lẽ tiểu tử này lại sắp đột phá? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh cảm ứng được khí thế từ Lục Lâm Thiên đang trong đà đột phá. Bế quan một giờ lại bắt đầu đột phá, tâm tính Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh mạnh mấy cũng không chịu nổi ngạc nhiên. Trong phòng, vầng sáng vàng đất đậm đặc bao phủ Lục Lâm Thiên. Khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên lên đến cực độ. Lục Lâm Thiên thầm quát. Áp xúc, đột phá. Chân khí đè ép kinh mạch lao vào đan điền khí hải. Trong đan điền khí hải, chân khí cuồn cuộn dâng lên, rít gào chướng căng, vang lên tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c. Bùm. Trong phút chốc đan điền khí hải vang tiếng nổ, diện tích đan điền khí hải mở rộng. Khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên tăng vọt. Năng lượng vô hình trong thiên địa tụ tập lại thấm vào lỗ chân lông. Khí thế từ người Lục Lâm Thiên như đột phá một cửa ải, tựa dòng lũ dâng cao. Năng lượng chân khí cắn nuốt bị lôi kéo, tốc độ Lục Lâm Thiên luyện hóa nhanh hơn mấy lần. Trong đình viện, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhìn căn phòng Lục Lâm Thiên, cảm thán rằng. Tiểu tử này chắc sắp là vũ sư lục trọng. Lục Tâm Đồng thấy vẻ mặt rối rắm của sư phụ,
chớp mắt to hỏi. Sư phụ, có chuyện gì sao? Thôi hồn độc suất đông vô mệnh nói. Không có gì, ca ca của Tâm Đồng không phải con người, vậy thôi. Lục Tâm Đồng nghịch ngợm chớp mắt, hỏi dồn. Sư phụ, nếu ca ca không phải con người thì là gì? Thôi hồn độc suất đông vô mệnh đáp. Tiểu tử này là yêu nghiệt. Trong phòng, Lục Lâm Thiên đột phá xong năng lượng chân khí trong người chưa tiêu hao bao nhiêu, hắn luyện hóa tiếp. Vầng sáng nhạt bao phủ người Lục Lâm Thiên, ngoài cửa có tiểu long hộ pháp. Thời gian chậm rãi trôi, từ buổi chiều đến trạng vạng, trong vòng mấy canh giờ tin phi linh môn đột nhiên đến tiêu diệt đệ tử cửu hoa môn trong trấn Đoàn Sơn đã lan khắp trấn. Ngoài trấn treo hơn 100 xác đệ tử cửu hoa môn trên cây, người đi ngang qua ra đầu tê dại, thầm dùng mình. Mọi chuyện trong trấn Đoàn Sơn do một tay Hồ Nam Sinh lo. Ban đêm các chủ tiệm tìm đến Hồ Nam Sinh hỏi tình huống trấn Đoàn Sơn. Hồ Nam Sinh làm theo Lục Lâm Thiên dặn dò, cửu hoa môn trấn lột tiến cống nửa năm thì trấn Đoàn Sơn khỏi cần nộp tiến cống trong thời gian này. Cửa tiệm bị hư hỏng nặng sẽ được giảm bớt tiến cống. Các chủ tiệm trấn Đoàn Sơn biết tin rất vui mừng. Cửa tiệm gia đình Nhan Kỳ lúc ban đêm rất náo nhiệt. Các chủ tiệm biết Nhan Kỳ vào phi linh môn, còn là đệ tử thân truyền. Nghe nói Nhan Kỳ có thể trở thành linh giả, hiện tại trấn Đoàn Sơn là địa bàn của phi linh môn, thế là bọn họ kéo đến nịnh bợ, cửa tiệm nhỏ nhận quà chất đầy phòng. Nhiều chủ tiệm hâm mộ phu thê sinh ra nữ nhi tài giỏi, sau này không cần nộp tiến cống nữa, chỉ một điều này giã bớt đi số lớn kim tệ. Đến bây giờ Nhan Kỳ vẫn không tin những gì gặp được, nàng thật sự có thể trở thành linh giả cao cao tại thượng sao. Nhưng các cường giả phi linh môn sẽ không lừa gạt nàng, Nhan Kỳ quyết tâm khi nào vào phi linh môn sẽ chăm chỉ tu luyện. Hôm sau, Hồ Nam Sinh bận rộn quản lý trấn Đoàn Sơn, các việc lặt vặt nhìn thì không nhiều nhưng rất tốn thời gian. Hồ Nam Sinh bận rộn choáng váng mặt mày, trong lòng thì vô cùng hưng phấn. Tham gia phi linh môn đúng là lựa chọn sáng suốt nhất đời gã, sau này sẽ vinh hoa phú quý. Chỉ cần đi theo tiểu trưởng môn thì tương lai tươi sáng. Thời gian tựa hạt cát trôi nhanh theo Lục Lâm Thiên tu luyện. Chớp mắt đến sáng ngày thứ ba, Lục Lâm Thiên đã bế quan 2 ngày 3 đêm. Tia nắng sớm chiếu xuống, gió nhẹ thổi, mùi thơm thoang thoảng, mùi đất nhàn nhạt trong không khí. Lúc này là đầu xuân, bất giác mùa đông héo ùa giờ đầy cỏ xanh, cành nảy mầm, khắp nơi đầy ý xuân. Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Phù! Ánh sáng vàng rút vào người, Lục Lâm Thiên mở mắt ra. Tia sáng chợt lóe trong con ngươi. Hiện tại Lục Lâm Thiên đã gần đạt tới Vũ Sư Lục Trọng hậu kỳ, cắn nuốt Vũ Sư Lục Trọng trừ tạp chất chứa tinh hoa, hắn có được chân khí không đủ để đột phá đến Vũ Sư Thất Trọng. Được trình độ này Lục Lâm Thiên đã rất vừa lòng, hắn duỗi lưng, lười biếng cười. Lục Lâm Thiên chợt biến sắc mặt nói. Nguy rồi, sắp không kịp. Tính thời gian thì đoàn người Trịnh Anh sắp đến cửu hoa môn, hắn phải đi nhanh. Lục Lâm Thiên lao ra khỏi phòng, vội vàng hét lên. Đông lão, chúng ta đi mau. Lục Lâm Thiên triệu hoán Thiên Sĩ Tuyết Sư, tiểu long ngóc đầu nhỏ bò lên vai Lục Lâm Thiên. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh dắt Lục Tâm Đồng đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Đi đi. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh cảm giác khí thế từ người Lục Lâm Thiên, lão đã chết lặng, thực lực tăng cường quá yêu nghiệt. Lục Lâm Thiên dặn dò Hồ Nam Sinh mấy câu. Cùng thôi hồn độc suất đông vô mệnh ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bay nhanh đi cửu hoa môn. Hồ Nam Sinh ở lại cửu hoa môn tiếp tục quản lý mọi thứ. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh lướt đi cực nhanh, dòng không khí xẹt qua hai bên. Lục Lâm Thiên thúc giục. Tuyết Sư, nhanh chút nữa. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm gừ. Grau grau. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh nhanh, tốc độ lại tăng lên mấy phần. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, cảm nhận hơi thở của nó, lão lên tiếng. Thực lực của Thiên Sĩ Tuyết Sư dường như mạnh hơn nhiều, sắp đột phá thì phải. Lục Lâm Thiên hỏi. Đông lão, huyết mạch của Thiên Sĩ Tuyết Sư nếu mạnh nhất có thể đột phá đến đẳng cấp gì? Thôi hồn độc suất đông vô mệnh trả lời. Chắc là bát giai, nhưng đến đẳng cấp tứ giai thì tốc độ tăng trưởng tu vi của Thiên Sĩ Tuyết Sư sẽ chậm nhiều. Trước tứ giai bình thường các yêu thú tu luyện cực nhanh, đây là thiên phú của yêu thú. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, trong Thiên Linh Lục cũng có nói đến điều này. Yêu thú đến đẳng cấp tứ giai sẽ ngưng tụ yêu đan, yêu thú huyết mạch kém cả đời không thể ngưng tụ yêu đan. Điều này có nghĩa là yêu thú huyết mạch kém mãi mãi dừng lại ở tam giai,
đẳng cấp tứ giai là một cửa ải với tất cả yêu thú. Sau khi ngưng tụ yêu đan, yêu thú sẽ thăng cấp thành yêu thú tứ giai, nhưng đến đẳng cấp này tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn rất nhiều. Trời công bằng, thân thể yêu thú mạnh hơn nhân loại nhiều nên đổi lại yêu thú tu luyện chậm hơn nhân loại. Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị sẵn dược liệu nuôi dưỡng, chờ tới lúc hắn sẽ giúp yêu thú đột phá tu luyện. Ba người cưỡi trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư nhanh như tia chớp xẹt qua không trung. Tốc độ của Thiên Sí Tuyết Sư đã mau đến cực hạn. Cửu Hoa Môn là sơn môn khá nổi tiếng trong khu vực biên giới cổ vực gần Sơn Mạch Vũ Đô. Đệ tử trong sơn môn có mười mấy cường giả vũ phách, hai cường giả vũ tướng, Cửu Hoa Môn đủ sức lọt vào hàng đầu thế lực hạng ba. Cửu Hoa Môn nằm ở Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn kéo dài mấy trăm dặm, sơn môn của Cửu Hoa Môn nằm trên Cửu Hoa Phong cao nhất. Nơi này địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công. Buổi chiều, ánh nắng đầu xuân không chói mắt, thiết kỵ lao nhanh qua tốc lên bụi đất. Thường Lỗi nói, Trịnh trưởng lão, đằng trước là Cửu Hoa Môn, sao trưởng môn và đại trưởng lão còn chưa đến? Trịnh Anh nói, lát nữa trưởng môn, đại trưởng lão sẽ đến, chúng ta đi qua trước. Trưởng môn có yêu thú phi hành Thiên Sí Tuyết Sư, tốc độ nhanh hơn chúng ta nhiều. Giá, mọi người thúc ngựa dơ roi chạy rầm rập, đệ tử phi linh môn hơi căng thẳng nhưng đa phần là hưng phấn. Một lát sau, một tòa núi lớn đã ở trong tầm mắt người phi linh môn. Đã đến Cửu Hoa Môn. Trong đại điện rộng rãi của Cửu Hoa Môn có mười mấy trưởng lão đang bàn bạc với Mạc Thiên Vấn. Trưởng môn, lâu như vậy không thấy Lôi trưởng lão trở về, có khi nào đã xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Vấn biểu tình trầm trọng nói. Lôi trưởng lão là tu vi vũ phách bát trọng, đối phó một vũ sư nho nhỏ chắc không sao, trừ phi xảy ra biến cố gì. Tổn thất một vũ phách bát trọng là đả kích lớn cho Cửu Hoa Môn. Trong mười mấy trưởng lão Cửu Hoa Môn chỉ có hai người là vũ phách bát trọng, một người là vũ phách cửu trọng, số còn lại toàn là vũ phách tứ trọng, ngũ trọng. Có mấy người tu vi vũ phách nhất trọng, nhị trọng. Một trưởng lão áo lam nét mặt xa sầm nói. Chẳng lẽ là người Quỷ Vũ Tông nhúng tay? Mạc Thiên Vấn suy tư một lúc sau nói. Chắc không đâu, e rằng đã gặp biến cố gì khác. Trong đại điện Cửu Hoa Môn, Mạc Thiên Vấn đang thảo luận về Lôi trưởng lão thì một đệ tử đẳng cấp vũ sư xông vào. Đệ tử Cửu Hoa Môn hoảng hốt nói. Trưởng môn, nguy rồi, có mấy trăm người đằng đằng sát khí chạy tới Cửu Hoa Môn chúng ta. Mạc Thiên Vấn biến sắc mặt hỏi. Là ai, người đến bao xa rồi? Đệ tử Cửu Hoa Môn trả lời. Bẩm trưởng môn, không thấy rõ là ai, người đến còn cách mấy chục dặm. Mạc Thiên Vấn sắc mặt âm trầm nói với trưởng lão mặc trường bào màu vàng bên cạnh. Triệu trưởng lão, lập tức cưỡi yêu thú phi hành đi điều tra ngay. Triệu trưởng lão lên tiếng. Tuân lệnh trưởng môn. Triệu trưởng lão chạy ngay ra đại điện. Mạc Thiên Vấn trầm giọng nói. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta xuống núi nhìn xem là ai dám hùng hổ đến Cửu Hoa Môn ta. Vù vù vù. Ba con yêu thú phi hành lao vê upsilon t lên trên Cửu Hoa Môn, 50 đệ tử đứng trên mỗi con yêu thú phi hành, dẫn đầu là Triệu trưởng lão vừa ra khỏi đại điện. Tiếng xé gió vang lên, đám người Trịnh Anh đã đến dưới Cửu Hoa Sơn. Mấy trăm đệ tử thấy ba con yêu thú phi hành khổng lồ bay nhanh tới, bọn họ ngước lên nhìn. Yêu thú phi hành. Cả đám rất ngạc nhiên, toàn là yêu thú phi hành đẳng cấp tam giai, phá phong lộ, màu xanh. Hai cánh dương rộng dài trăm thước, rộng trăm thước. Mỏ sắc bén dài mấy thước lóe tia sáng lạnh, yêu thú đẳng cấp tam giai về mặt khí thế đã rất mạnh. Trên phá phong lộ, trưởng lão họ Triệu thấy người phi linh môn thì nhẹ lòng, kiêu ngạo quát to. Ta cứ tưởng là ai, Trịnh Anh, thì ra là người phi linh môn. Các ngươi đến Cửu Hoa Môn ta có chuyện gì? Ba trưởng lão phi linh môn sắc mặt âm trầm thầm nghĩ. Sao trưởng môn còn chưa đến? Các trưởng lão khó xử, trưởng môn, đại trưởng lão không có mặt, mấy trăm người bọn họ không làm gì được Cửu Hoa Môn. Đối phương có yêu thú phi hành, bọn họ muốn chạy cũng không thoát. Mặt Trịnh Anh nghiêm nghị trầm giọng quát. Triệu Đại Hổ, trưởng lão Cửu Hoa Môn các ngươi đánh lén trưởng môn chúng ta, hôm nay các ngươi phải cho phi linh môn lời giải thích. Trưởng lão họ Triệu biến sắc mặt, mới rồi bọn họ còn đang bàn về Lôi trưởng lão, xem ra Lôi trưởng lão thật sự gặp ngoài ý muốn. Trưởng lão họ Triệu sắc mặt âm trầm nói. Nực cười, ngươi nói trưởng lão Cửu Hoa Môn ta đánh lén trưởng môn phi linh môn. Chứng cứ đâu,
Nói bằng miệng ai chẳng nói được, cửu hoa môn ta không cần làm như vậy, muốn tiêu diệt phi linh môn ngươi thì quang minh chính đại làm là được. Trịnh Anh sửng sốt, nàng không có chứng cứ, chỉ nghe trưởng môn nhắc qua. Trịnh Anh cứng họng. Phương xa vọng lại tiếng hừ mạnh. Diệt phi linh môn ta, cửu hoa môn xứng sao? Nghe thanh âm, đệ tử phi linh môn mới rồi còn hụt hơi bỗng chốc hưng phấn lên. Bọn họ không bao giờ nghe lầm, là giọng của trưởng môn. Vù vù vù, tiếng xé gió vang lên, luồng sáng trắng xẹt qua. Thoáng chốc một con yêu thú phi hành khổng lồ trắng tinh xoay quanh trên đầu mọi người. Ba người đứng trên lưng yêu thú phi hành, một ghìa một trẻ toát ra khí lạnh. Tiểu cô nương đứng chính giữa thì chớp mắt to nhìn đằng trước, con rắn vàng nhỏ bám trên vai tiểu cô nương. Thiên sĩ tuyết sư xuất hiện, ba con phá phong lộ của cửu hoa môn sao động. Đệ tử phi linh môn không xuống ngựa nhưng tôn kính hành lễ. Kính chào trưởng môn. Trưởng lão họ Triệu đứng trên phá phong lộ trông thấy Lục Lâm Thiên thì biến sắc mặt thầm nghĩ. Tiểu tử này chưa chết. Lúc trong Quỷ Vũ Tông trưởng lão họ Triệu đi theo bên Mạc Thiên Vấn nên biết mặt Lục Lâm Thiên. Trưởng lão họ Triệu nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, sắc mặt âm trầm nói. Lục Lâm Thiên, phi linh môn nho nhỏ nhà ngươi xâm nhập cửu hoa môn là muốn làm gì? Khóe mắt trưởng lão họ Triệu liếc hướng Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, khí thế từ lão nhân áo đen làm trưởng lão họ Triệu ớn lạnh. Lục Lâm Thiên cười âm trầm. Chúng ta chỉ đến diệt cửu hoa môn. Trưởng lão họ Triệu cười to bảo. Ha ha ha, diệt cửu hoa môn, ta có nghe lầm không? Chỉ bằng vào các ngươi. Trưởng lão họ Triệu nhìn xuống 300 đệ tử phi linh môn, về số người hay thực lực thì bọn họ không thể so sánh với cửu hoa môn. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng. Cửu hoa môn nho nhỏ, một đám kiến, ta thấy các ngươi đã chán sống rồi. Trưởng lão họ Triệu nhìn Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh chằm chằm, cảm nhận khí thế từ người lão. Biểu tình trưởng lão họ Triệu tức giận. Nhưng vì ngán khí thế từ lão độc vật nên trưởng lão họ Triệu không dám nói gì. Lão nhân áo đen cho trưởng lão họ Triệu cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một thanh niên đẳng cấp vũ sư thì không biết trời cao đất rộng quá to. Ngươi là ai? Các ngươi mới chán sống rồi đó. Phi linh môn nhỏ xíu các ngươi sao có thể đối nghịch lại cửu hoa môn chúng ta? Thanh niên vũ sư mới dứt lời, trưởng lão họ Triệu biến sắc mặt ngay. Thanh niên này là nhi tử duy nhất của trưởng môn. Vì cho rằng có náo nhiệt để xem nên trưởng lão họ Triệu mới mang gã theo. Trưởng lão họ Triệu cảm nhận khí thế từ lão nhân áo đen, trong lòng trưởng lão họ Triệu không tự tin chút nào. Trưởng lão họ Triệu đang đợi trưởng môn, các trưởng lão đến. Nếu không e ngại lão nhân áo đen thì trưởng lão họ Triệu đã đánh nhau từ lâu. Trong khi trưởng lão họ Triệu thay đổi sắc mặt, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh không giận ngược lại nở nụ cười. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh cười nhạt nói với thanh niên vũ sư. Người cửu hoa môn thật là không biết trời cao đất rộng. Cũng tốt, để ta dạy ngươi bài học. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh dứt lời, người không nhúc nhích nhưng không gian dao động khuếch tán từ người lão, hơi thở lạnh lẽo kỳ dị. Thanh niên vũ sư đứng trên phá phong lộ bỗng chốc không khí quanh thân gã thò ra vô số xúc tu tia sáng đen bao trùm gã lại. Trưởng lão họ Triệu biến sắc mặt hét lên. Thiếu trưởng môn cẩn thận. Trưởng lão họ Triệu biết thanh niên vũ sư chọc vào cường giả không nên trêu vào, thủ ấn thay đổi, hai luồng chỉ quang bắn ra. Nhưng trưởng lão họ Triệu chỉ có tu vi vũ phách thất trọng, làm sao sánh bằng Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Hai luồng chỉ quang vừa bắn ra đã bị vô số xúc tu tia sáng đen ăn mòn thành xương khói. Chỉ ấn không gây ảnh hưởng gì cho xúc tu tia sáng đen, chúng nó nhanh như tia chớp bao phủ toàn thân thanh niên vũ sư. Vù vù vù, vô số xúc tu tia sáng đen vặn vẹo bao phủ, thanh niên vũ sư biến sắc mặt. Những xúc tu tia sáng đen chui vào trong cơ thể thanh niên. Bùm bùm bùm, cùng lúc đó, tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang lên, thân thể thanh niên nổ tung. Trong không trung chỉ còn lại huyết vụ màu đen khuếch tán bốn phía, vụ nổ bạo động, huyết vụ tứ tán. Mười mấy đệ tử cửu hoa môn dính phải huyết vụ nháy mắt quần áo bị ăn mòn, da rẻ thối rữa. Tiếng gào rú thảm thiết vang lên. A! À, các đệ tử cửu hoa môn gào lên thê thảm rớt xuống yêu thú phá phong lộ. Trưởng lão họ Triệu lập tức dựng hộ thân cương khí mới may mắn thoát nạn, biểu tình kinh hoàng. Trưởng lão họ Triệu thì thào. Linh giả, linh giả. Vù vù vù. Dưới chân cửu hoa sơn phía xa một đống người lao nhanh đến, người cửu hoa môn đã đến.
một tiếng quát lớn truyền đến. Ai càn rỡ trong đại bàn cửu hoa môn ta? Mười mấy người xuất hiện trong tầm mắt, là trưởng môn cửu hoa môn Mạc Thiên Vấn, các trưởng lão vội vàng chạy đến. Lục Lâm Thiên chào hỏi. Mạc Thiên Vấn, chúng ta lại gặp mặt. Lục Lâm Thiên nhìn đám người cửu hoa môn, hai vũ tướng, mười mấy vũ phách, trên cửu hoa sơn phía xa có 800-900 đệ tử rầm rộ kéo đến. Thực lực tổng thể này mạnh hơn phi linh môn. Đám người Mạc Thiên Vấn nhìn Lục Lâm Thiên đứng trên lưng thiên xí tuyết sư bay giữa trời. Lục Lâm Thiên, là tiểu tử nhà ngươi. Mạc Thiên Vấn xem xét 300 đệ tử phi linh môn, nhìn đống huyết vụ trước mặt, gã biến sắc mặt nhỏi. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão họ Triệu trả lời. Bẩm trưởng môn, thiếu trưởng môn đã bị gờ yêu ta ết. Mạc Thiên Vấn ngây như phỗng. Cái gì? Hồi lâu sau trán Mạc Thiên Vấn nổi gân xanh, biểu tình cực kỳ tức giận. Mạc Thiên Vấn hét to một tiếng. Là ai làm? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thản nhiên nói. Là ta. Mạc Thiên Vấn đằng đằng sát khí hăm dọa thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Mặc kệ ngươi là ai, ta sẽ khiến ngươi đền mạng cho nhi tử của ta. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng cười. Vậy sao, ta sẽ tiến phụ tử các ngươi xuống âm tào địa phủ gặp nhau. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không thèm quan tâm Mạc Thiên Vấn đe dọa. Lục Lâm Thiên nói với thiên sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, dạy ba con chim nhỏ một bài học. Thiên sĩ Tuyết Sư giống to. Grau grau. Thanh âm chấn động không gian gợn sóng, thanh âm niếc tai xuyên thấu phương xa. Két. Ba con phá phong lộ cửu hoa môn sao động. Khí thế của thiên sĩ Tuyết Sư chấn áp, mặc kệ người cửu hoa môn cố gắng chấn an thì ba con phá phong lộ vẫn nổi loạn. Tiểu Long không cam lòng yếu thế, co duỗi lưỡi gầm gừ. Gri gri. Khí thế vô hình bao phủ bốn phía. Ba con phá phong lộ run rẩy, đôi cánh cứng ngắc lảo đảo như say rượu. A. À, đệ tử cửu hoa môn trên lưng ba con phá phong lộ té từ trên cao xuống. Trưởng lão họ Triệu đứng trên lưng phá phong lộ cũng lảo đảo, biểu tình kinh hoàng. Yêu thú của đối phương rõ ràng có huyết mạch rất cao. Nếu phá phong lộ không bị áp chế tuyệt đối thì đã không như thế này. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng nói. Chết đi. Ánh sáng đen bộc phát từ người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, khói đen bao phủ cả bầu trời. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhanh như tia chớp biến mất khỏi lưng thiên sĩ Tuyết Sư. Khi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh xuất hiện đã đến trước mặt trưởng lão họ Triệu cửu hoa môn, khói đen đậm đặc lan tỏa. Trưởng ấn ánh sáng đen vỗ ra, không gian bị vặn vẹo. Trưởng ấn bao phủ trưởng lão họ Triệu. Trưởng lão họ Triệu biến sắc mặt nhanh chóng đánh ra thủ ấn nhưng chợt phát hiện không thể nhúc nhích. Không gian nơi trưởng lão họ Triệu đứng hoàn toàn vặn vẹo, chân khí bị đóng băng, ánh sáng đen toảng ùi hôi phong kín không gian chui vào người trưởng lão họ Triệu. Ánh sáng đen nhanh như tia chớp sộc vào não trưởng lão họ Triệu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đổi thủ ấn. Phá! Cơ thể trưởng lão họ Triệu nổ tung. Hóa thành huyết vụ tung tóe trong không trung. Tu vi vũ phách không đối kháng nổi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, hai người cách biệt thực lực quá lớn. Phá phong lộ bị thôi hồn độc xuất đông vô mệnh gờ yêu ta ết, cái xác khổng lồ nặng nề té ngã dưới đất. Linh xuất, là cường giả linh xuất. Ngay lúc này, Mạc Thiên Vấn, đám đệ tử cửu hoa môn đã nhìn ra lão nhân áo đen đứng trong không trung là cường giả linh xuất. Chỉ khi đến đẳng cấp linh xuất mới lơ lửng giữa trời được. Nhưng bọn họ không biết mặt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Grau grau. Thiên sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long trấn NSIO ta ép hai con phá phong lộ ủ rũ. Đệ tử cửu hoa môn trên phá phong lộ té từ trời cao xuống, ai nấy gào rú thảm thiết, té đứt tay gãy chân. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đáp xuống cạnh Mạc Thiên Vấn, hỏi móc. Chẳng phải muốn báo thù cho nhi tử của ngươi sao? Thế nào, sao vẫn chưa ra tay? Mạc Thiên Vấn biến sắc mặt nói. Đại nhân, đây là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Không biết đại nhân và phi linh môn có quan hệ gì. Trước mặt cường giả linh xuất, cơn giận của Mạc Thiên Vấn biến thành kinh sợ. Lục Lâm Thiên để Lục Tâm Đồng ngồi trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, hắn mang Tiểu Long nhảy xuống đất. Mạc Thiên Vấn, vị này là đại trưởng lão của phi linh môn ta. Cửu hoa môn phái người ám sát ta, thủ đoạn qua vô sỉ. Lòng Mạc Thiên Vấn lạnh lẽo. Đại trưởng lão của phi linh môn. Phi linh môn có cường giả linh xuất, sao có thể như vậy? Cường giả như vậy làm sao ở trong phi linh môn được? Mạc Thiên Vấn hơi thụt lùi,
biểu tình kinh khủng hỏi. Các ngươi muốn sao? Nếu ngươi đối phó Cửu Hoa môn ta thì Quỷ Vũ Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Quỷ Vũ Tông thì sao? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi chết được rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lao hướng Mạc Thiên Vấn. Mạc Thiên Vấn nét mặt xa sầm quát. Ta liều mạng với ngươi. Mạc Thiên Vấn dù gì là chủ một môn, thực lực vũ tướng ngũ trọng, bị dồn đến đường cùng tất nhiên không cam lòng. Mạc Thiên Vấn nhanh chóng đánh ra thủ ấn, bàn tay co lại, ánh sáng đỏ lấp lóe trên nắm đấm. Ánh sáng đỏ kéo dài hóa thành ngọn lửa nóng cháy. Lửa cháy hừng hực bao phủ không gian, lửa rít gào bốc lên, một mảnh tiếng rít gió nóng cháy đổ ập hướng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười nhạt, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh bình tĩnh nhìn ngọn lửa ập đến, lão không thèm né. Tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh kết ấn, quanh thân ngưng tụ linh hỏa bùng cháy. Linh giả đều có linh hỏa trong người, màu linh hỏa của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh là tia sáng đen. Bùm bùm. Hai ngọn lửa đỡ upsilon.ng mạnh, hoa lửa tứ tán. Lực công kích cuồng bạo khuếch tán, vô số đốm lửa đổ ập xuống rồi tan biến trong không trung như pháo hoa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xung lực cuồng bạo tung tóe, đám người vội vàng thụt lùi. Đẳng cấp chiến đấu cỡ này người bình thường không có thực lực xen vào. Hai bên đỡ upsilon.ng độ, Mạc Thiên Vấn bị đẩy lùi mấy chục thước, biến sắc mặt. Lực lượng cường đại đổ ập xuống, huyết khí sôi trào, máu dâng lên cổ họng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh im lặng, mặt lạnh băng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh chợt biến mất tại chỗ, khi lão lại xuất hiện thì cách Mạc Thiên Vấn không xa. Chảo ấn ánh sáng đen chụp xuống Mạc Thiên Vấn, tiếng xé gió sắc bén vang lên. Chảo ấn xảo quyệt mà tàn nhẫn chọn mấy chỗ hiểm toàn thân Mạc Thiên Vấn, không gian quanh thân gã vặn vẹo. Mạc Thiên Vấn thấy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lại tấn công thì kinh hoàng hét to một tiếng. Nộ diễm bạo không. Chân khí thuộc tính hỏa tuôn ra, uy thế kinh người khuếch tán. Dường như Mạc Thiên Vấn dốc hết sức, thủ ấn chuyển động nhanh, chân khí quanh thân rít gào ngưng tụ thành quả cầu lửa to lớn trước mặt Mạc Thiên Vấn. Quả cầu lửa khủng bố to vài trăm thước bắn ra, dọc đường bay không gian bị xé rách một cái khe đỏ thẫm, dòng không khí bị đốt thành xương khói. Lục Lâm Thiên ở phía xa thầm nghĩ. Thực lực vũ tướng đúng là vũ phách không cách nào sánh bằng. Mạc Thiên Vấn xem như cường giả, tiếc rằng gã gặp phải đối thủ là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Hừ, tài mọn. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ở giữa không trung, chảo ấn xé rách, nhanh như tia chớp bay ra. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không hề tránh né, chảo ấn biến to thoáng chốc cỡ ngàn thước che kín cả không gian. Ánh sáng đen đậm trùm trên đầu mọi người, như không có thiên lý, trời tối thui. Vù vù vù. Khi chảo ấn và quả cầu lửa cuồng bạo đỡ upsilon.ng vào nhau thì chảo ấn chọc thẳng vào quả cầu lửa, khí thế xé rách không gian xé nát quả cầu lửa. Chảo ấn khựng lại một chút nhưng vẫn hùng hổ xông lên. Không gian chấn động, chảo ấn chụp xuống chỗ Mạc Thiên Vấn. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng cười. Dưới vũ xuất chỉ là con kiến dưới tay ta. Mắt đen lóe tia sáng lạnh, chảo ấn nhấn mạnh xuống. Bùm! Trên bầu trời vang tiếng răng rắc khẽ khàng, không gian vặn vẹo nứt rạn, mùi hôi gay mũi khuếch tán, không gian nổ tung. Không gian nổ, kinh khí cuồng bạo rít gào, một bóng người bị đánh bay ra xa 200 thước té cái bịch xuống đất, hộc máu. Ngươi! Kinh khí tan, khí thế cuồng bạo biến mất, Mạc Thiên Vấn nhìn chằm chằm thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đứng trên bầu trời. Mạc Thiên Vấn không cam lòng khép mắt lại, lực lượng khổng lồ phá hủy não của gã. Mạc Thiên Vấn bị đánh chết, mười mấy trưởng lão biến sắc mặt. Thực lực của lão nhân áo đen mạnh đến mức này, đám người biểu tình kinh hoàng quay mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao. Giờ phút này, 800 đệ tử lao xuống Cửu Hoa Sơn, đi đầu là 7, 80 vũ sư. Lục Lâm Thiên ra lệnh đám người phi linh môn sau lưng mình. Giotaết, không chừa một tên. Đám người phi linh môn bộc phát sát ý điên cuồng dữ tợn. Giotaết. Không chừa một tên. Ba trưởng lão Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi dẫn theo các đệ tử phi linh môn xông lên. Các đệ tử Cửu Hoa môn vừa mới từ đỉnh núi chạy xuống thì thấy người phi linh môn hùng hổ xông lên. Các đệ tử Cửu Hoa môn nhìn trưởng lão, thấy các trưởng lão thụt lùi ra sau. Hai phe đỡ upsilon.ng độ,
từng đợt công kích va chạm. Lục Lâm Thiên quan sát toàn trường, đệ tử Cửu Hoa Môn nhiều hơn bên Phi Linh Môn một nửa, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Đệ tử Phi Linh Môn mặc dù khí thế hùng hổ nhưng không chiếm bao nhiêu ưu thế. Mặc dù Lục Lâm Thiên cố ý ném đệ tử Phi Linh Môn vào Giota Etchok để rèn luyện, nhưng nếu bị tổn thương quá lớn thì không hay. Lục Lâm Thiên ngần ngừ một lúc, vỗ ngực cái bộp, ba luồng sáng bắn ra. Grau grau, xèo xèo. Ba luồng sáng lao ra hóa thành ba con yêu thú khổng lồ, là thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo trong không gian thú nang của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lòng máy động ra lệnh ba con yêu thú Giota ết người. Ba con yêu thú khổng lồ gầm rú lao vào đám đệ tử Cửu Hoa Môn. Yêu thú to quá, là thị huyết yêu lang. Có thiểm điện hắc báo, trốn, mau trốn đi. Ba con yêu thú khổng lồ lộ mặt, nhiều đệ tử Cửu Hoa Môn kinh hoàng. Tiểu Long không nhìn được cũng gầm gừ. Gri gri. Tiểu Long biến to hơn 80 thước, nó tựa như luồng sáng bắn nhanh ra. Một phủ sư Cửu Hoa Môn bị Tiểu Long nhanh như tia chớp nuốt vào bụng. Grau grau. Thiểm điện hắc báo to lớn nhưng tốc độ cũng rất nhanh, chớp mắt cắn nát hai đệ tử Cửu Hoa Môn, máu phun đầy đất. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh sớm biết Lục Lâm Thiên có ba con yêu thú thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo. Mọi chuyện trong Phi Linh Môn không qua mắt lão được, mặc dù thôi hồn độc suốt đông vô mệnh ngạc nhiên Lục Lâm Thiên làm sao có nhiều yêu thú như thế nhưng lão không muốn hỏi nhiều. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh lao nhanh, nhẹ nhàng như hồn ma xông hướng trưởng lão vũ tướng nhất trọng mạnh duy nhất trong Cửu Hoa Môn. Lục Lâm Thiên thay đổi thủ ấn. Đi chết đi. Chữ vật giới chỉ lóe ánh sáng, ba luồng sáng đáp xuống đất, ba khôi lỗi xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Là lang nhân khôi lỗi, thiếu thứ, khôi nhất mới được luyện chế gần đây. Ba khôi lỗi lao lên, gầm giống công kích, chiến trường hỗn loạn, thiên sĩ tuyết sư thì xoay quanh trên cao, Lục Lâm Thiên đã dặn dò thiên sĩ tuyết sư phải chăm sóc lục tâm đồng. Bùm bùm bùm, khôi nhất hùng hổ xông lên, nơi đi qua không ai đỡ nổi một chiêu, lực lượng cuồng bạo chút xuống. Chớp mắt có bốn đệ tử Cửu Hoa Môn bị Giota ết tại chỗ, liên tục phát ra tiếng gào rú thê thảm. Đệ tử Cửu Hoa Môn thấy khôi nhất thì biến sắc mặt la lên. Lôi trưởng lão, là lôi trưởng lão. Trưởng lão Cửu Hoa Môn tu vi vũ phách tam trọng đổi sắc mặt khi thấy khôi nhất. Khôi nhất không có phản ứng gì, vung quyền, không gian nổ đi đùng đánh bay trưởng lão vũ phách tam trọng kia. Chỉ một chiêu đã đánh trưởng lão Cửu Hoa Môn bị thương nặng. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh hừ lạnh một tiếng. Chết đi. Muôn vàn tia sáng đen tụ tập vào tay thôi hồn độc suốt đông vô mệnh rồi xuyên thấu không gian bắn ra, mục tiêu là vũ tướng nhất trọng còn lại của Cửu Hoa Môn. Kém một cảnh giới khi đánh nhau không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đại lục linh vũ có mấy yêu nghiệt như Lục Lâm Thiên. Chỉ loại người như Lục Lâm Thiên là có thực lực khiêu chiến vượt cấp. Vũ tướng nhất trọng Cửu Hoa Môn dĩ nhiên không đánh lại thôi hồn độc suốt đông vô mệnh. Chỉ giây lát phố tướng nhất trọng Cửu Hoa Môn bị thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đánh chết tại chỗ. Lúc này thôi hồn độc suốt đông vô mệnh không dừng tay, lão lười xử lý mấy kẻ tu vi bình thường, mục tiêu toàn là thực lực vũ phách. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh như hồn ma lướt qua trong đám đông như vào trốn không người. Chỉ mấy giây ngắn ngủi lại một trưởng lão Cửu Hoa Môn đẳng cấp vũ phách bị thôi hồn độc suốt đông vô mệnh Giota ết chết. Lục Lâm Thiên không có hành động gì. Hắn đứng một bên bình tĩnh nhìn xung quanh, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đệ tử bình thường của Cửu Hoa Môn muốn trốn cũng không sao, nhưng không thể để cường giả Cửu Hoa Môn chạy trốn được. Tiểu Long, thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo, ba khôi lỗi tham gia, tuy đệ tử Phi Linh Môn yếu thế về số người và thực lực nhưng khí thế lại như trẻ tre. Đệ tử Cửu Hoa Môn không chống cự nổi, lòng người tán loạn ảnh hưởng thực lực giảm mạnh. Làm sao bằng đệ tử Phi Linh Môn hiện tại khí thế như sói như cọp. Cộng thêm tiếng yêu thú gầm giống, thân thể to lớn mạnh mẽ chiếm hết ưu thế trong hỗn chiến. Tình huống nghênh về một hướng, không ngừng có đệ tử Cửu Hoa Môn hét thảm, chết tại chỗ. Thấy biến cố này, mấy trưởng lão Cửu Hoa Môn còn sống sót chấp nhận sự thật Phi Linh Môn trở nên rất đáng sợ. Bọn họ biến sắc mặt ngước nhìn thôi hồn độc suốt đông vô mệnh tung hoành Giota ết chóc trên bầu trời. Trưởng lão Cửu Hoa Môn kinh hoàng hét to. Ta đầu hàng, đầu hàng. Có người thứ nhất đầu hàng, nhiều người khác phản ứng lại cũng ném vũ khí đầu hàng, không dám đánh nữa. Mọi người mặt xám xịt, trưởng môn đã chết,
các trưởng lão không có sức đánh trả, bọn họ không đầu hàng không được. Lục Lâm Thiên chợt thấy Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đang tấn công một thanh niên, một nam nhân trung niên. Xem khí thế của hai người vừa đến linh sư lục trọng, một người thì đến linh phách. Lục Lâm Thiên hét lên. Đông lão nương tay. Lục Lâm Thiên lao nhanh tới bên cạnh Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Thanh niên khoảng 28, 9 tuổi, mặt tái xanh. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh làm thanh niên cảm giác cái gì là chết chóc. Nam nhân trung niên mặc trường bào hoa phục, mắt to trán rộng, rất có khí chất. Hai người là linh sư nên hiểu rõ sự đáng sợ của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Lục Lâm Thiên nhìn hai linh giả, hỏi. Hai người có nguyện ý đầu hàng tham gia vào phi linh môn ta không? Linh giả rất quan trọng với bất cứ thế lực nào. Hiện tại trong phi linh môn không có linh giả, thấy hai người này thì Lục Lâm Thiên không muốn bỏ qua. Có một số việc không thể thiếu linh giả. Thanh niên mặt tái xanh sợ hãi nhìn Lục Lâm Thiên, gã không muốn tham gia vào phi linh môn. Chúng ta không phải người của Cửu Hoa Môn, chúng ta chỉ là trưởng lão khách khanh. Các ngươi hãy thả chúng ta đi. Thanh niên mới nói xong một tiếng quát vang lên. Cho mặt không biết vừa phải. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt, chân khí bộc phát, trưởng màu vàng đất vỗ nhanh ra. Bùm! Trưởng ấn nhanh như tia chớp xuyên thấu dòng không khí ngăn cách vỗ vào ngực thanh niên. Thanh niên hộc máu. Phụt! Khoảng cách gần thì linh giả khó đánh lại vũ giả. Về đẳng cấp tu vi thì Lục Lâm Thiên là vũ sư lục trọng, không thua gì thanh niên linh sư lục trọng. Thanh niên không ngờ Lục Lâm Thiên trở mặt nhanh như vậy, cộng với Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh tăng áp lực tâm lý nên gã không đánh lại. Thanh niên bị đánh bay xa hơn chục thước, lại hộc máu. Thanh niên quẫy vài cái không bò dậy nổi, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên mặc hoa phục. Ngươi thì sao, có đồng ý tham gia phi linh môn ta không? Mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tia sáng lạnh cảnh cáo, nếu không đồng ý hắn sẽ gỡ yêu ta ết người. Nam nhân trung niên chán toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta nguyện ý, nguyện ý. Nam nhân trung niên đã thấy kết cuộc của thanh niên, thiếu niên trước mắt trở mặt vô tình, nam nhân trung niên làm sao dám từ chối. Đối phương còn có cường giả linh xuất đứng một bên trống, gã không trốn thoát được. Lục Lâm Thiên thu về lạnh lùng, nở nụ cười nói. Rất tốt. Sau này ngươi sẽ không hối hận quyết định của mình. Tốc độ Lục Lâm Thiên biến sắc mặt cực nhanh. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh không cần Lục Lâm Thiên nói, lão đưa một viên đan dược cho nam nhân trung niên, mắt lạnh băng nhìn gã. Nuốt phệ huyết hóa cốt đan này vào, một năm sau ta sẽ cho thuốc giải. Nam nhân trung niên mặc hoa phục không có can đảm từ chối. Từ lúc gã đồng ý tham gia phi linh môn đã định trước không có năng lực chống cự. Nam nhân trung niên bất đắc dĩ uống đan dược Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đưa cho. Bùm bùm bùm. Phía xa vang tiếng nổ điếc tai, đệ tử phi linh môn nhờ có Lục Lâm Thiên hun đúc vô hình chung phong cách giống hắn, ai nấy khát máu, tâm ngoan thủ lạt. Đệ tử phi linh môn dốc hết sức công kích, đệ tử Cửu Hoa Môn chỉ có nước chờ bị tàn sát. Đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng đứng một bên, không ngừng có đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng. Mấy con yêu thú. Khôi lỗi như cỗ máy gỡ yêu ta ết chóc đánh đầu thắng đó, máu trải rộng con đường, trong hỗn chiến không người địch nổi. Thấy ba con khôi lỗi, vẻ mặt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh giật mình hỏi Lục Lâm Thiên. Trưởng môn tìm đâu ra khôi lỗi thế? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn khôi nhất chằm chằm, ánh mắt lão sắc bén nhìn ra được khôi nhất siêu phàm. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm nói. Cái này, vô tình có được. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh không tin lời Lục Lâm Thiên. Lão liếc hắn một cái, không hỏi thêm. Tóm lại tiểu tử này có rất nhiều bí mật lão không biết. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh không đoán được Lục Lâm Thiên tự mình luyện chế, lão cho rằng sau lưng hắn có núi dựa cường đại. Dù bây giờ Lục Lâm Thiên nói cho Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh biết là hắn tự mình luyện chế mấy khôi lỗi thì lão cũng không tin. Lấy khôi nhất làm ví dụ, khôi lỗi tứ cấp hậu giai. Linh tướng bình thường cũng khó luyện chế ra chứ nói gì Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh không tin Lục Lâm Thiên là linh giả. Vũ giả toàn hệ cộng thêm linh giả, nếu có loại người này thì những người khác không cần sống trên đời nữa. Các đệ tử Cửu Hoa Môn buông xuôi đệ mặc bị tàn sát. Hơn 800 đệ tử có một nửa bị gờ yêu ta ết. Đặc biệt đệ tử chết vào tay khôi lỗi, yêu thú thì rất thảm, tay chân cụt khắp nơi. Máu nhuộm đỏ mặt đất dưới Cửu Hoa Sơn. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú toàn trường, trong Cửu Hoa Môn có gần 300 người đầu hàng,
chỉ có mấy chục người liều mạng chống cự, không ảnh hưởng toàn cục. Lục Lâm Thiên lòng máy động. Thu. Nam nhân trung niên trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Lâm Thiên thu ba khôi lỗi vào túi không gian. Lục Lâm Thiên không muốn lộ ra bí mật chữ vật giới chỉ, chờ có rảnh lại chuyển khôi lỗi vào chữ vật giới chỉ sau. Lục Lâm Thiên thu thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo vào không gian thú nang. Nhìn ba con yêu thú bị Lục Lâm Thiên thu vào không gian thú nang, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nghĩ ngay hắn có lẽ là người của Vạn Thú Tông, chỉ Vạn Thú Tông mới có loại thủ đoạn này. Bùm bùm bùm. Đệ tử phi linh môn vây công, những phần tử liều mạng chống cự của Cửu Hoa Môn đã bị G.I.O.T.A. ết chết. Gần 300 đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng nhìn đệ tử phi linh môn G.I.O.T.A. ết chóc, bọn họ ngây như phỗng. Mấy trưởng lão Cửu Hoa Môn đầu hàng biểu tình kinh hoàng, thực lực của phi linh môn vượt xa bọn họ tưởng tượng. G.I.O.T.A. ết chết đệ tử Cửu Hoa Môn ngoan cố cuối cùng, đệ tử phi linh môn không cần Lục Lâm Thiên dặn dò đã quen tay dọn dẹp chiến trường. Lột hết túi không gian, vũ khí trên người xác chết, không chừa một thứ nào. 300 đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng cũng không thoát khỏi, Hồ Nam Sinh dẫn mấy chục đệ tử phi linh môn đi chân lột hết tiền tài, chỉ còn kém lột sạch đồ tù binh. Lục Lâm Thiên quan sát chiến trường, biểu tình trầm trọng. Tuy lần này tiêu diệt Cửu Hoa Môn nhưng thực lực của đệ tử phi linh môn quá bình thường. 350 đệ tử có 7, 80 người bị thương nặng, 6, 70 người chết. Loại hao tổn này đối với phi linh môn hiện tại là con số lớn. Muốn phi linh môn mạnh hơn nữa, trừ bồi dưỡng đệ tử của mình ra phải nhanh chóng nuốt thế lực khác, nếu không trong thời gian ngắn phi linh môn sẽ không lớn mạnh được bao nhiêu. Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi cầm nhiều túi không gian giao cho Lục Lâm Thiên. Tiền tài trên người đệ tử Cửu Hoa Môn đều bị trấn lột sạch. Trưởng môn, đây là tất cả thu hoạch. Lục Lâm Thiên hỏi thôi hồn độc suốt đông vô mệnh. Đông lão, còn phệ huyết hóa cốt đan không? Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh lấy ra mấy bình ngọc đưa cho Lục Lâm Thiên. Còn, đây là ta mới luyện chế gần đây, biết ngươi cần dùng, lấy đi. Lục Lâm Thiên nhe răng cười nói. Chỉ có đông lão là hiểu ta nhất. Lục Lâm Thiên kiểm tra mấy bình ngọc, có khoảng mấy chục viên phệ huyết hóa cốt đan. Lục Lâm Thiên đến trước đám đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng, nói với năm nam một nữ đứng đầu. Nguyện ý tham gia phi linh môn ta thì nuốt một viên phệ huyết hóa cốt đan, một năm sau ta sẽ cho các ngươi thuốc giải. Không chịu thì chết đi. Sáu người này là trưởng lão Cửu Hoa Môn, thực lực vũ phách. Trong đó người mạnh nhất là vũ phách cửu trọng, còn lại một vũ phách thất trọng, hai người vũ phách tứ trọng, một vũ phách nhị trọng. Phụ nhân trung niên là vũ phách ngũ trọng. Sáu người hai mặt nhìn nhau. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh bước tới sau lưng Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh băng. Trưởng lão tu vi mạnh nhất, vũ phách cửu trọng thay đổi sắc mặt sau cùng bất đắc dĩ nói. Chúng ta nguyện ý tham gia. Vũ phách cửu trọng cầm lấy viên phệ huyết hóa cốt đan trong tay Lục Lâm Thiên, nuốt vào bụng. Năm người khác lục tục tiến lên cầm một viên đan dược nuốt vào trong bụng, sắc mặt không tình nguyện nhưng vì giữ mạng đành khuất phục. Còn lại đám đệ tử Cửu Hoa Môn cũng đi lên lĩnh độc đan. Lục Lâm Thiên cất đi phệ huyết hóa cốt đan, nó không phải kẹo, đệ tử đẳng cấp vũ sĩ, vũ sư không xứng dùng. Lục Lâm Thiên nói, các người không cần nuốt, nguyện ý tham gia phi linh môn thì ở lại, không muốn thì đi đi. Đám đệ tử Cửu Hoa Môn nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Có mười mấy người do dự rời đi. Ba trưởng lão Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt sắc mặt âm trầm quát. Chết đi. Mười mấy đệ tử Cửu Hoa Môn bị ba trưởng lão G.I.O.T.A. ết trong vòng vài chiêu. Nhóm trưởng lão lờ mờ đoán được ý định của tiểu trưởng môn. Cho đệ tử Cửu Hoa Môn tự do lựa chọn vì muốn xem có bao nhiêu người không tình nguyện tham gia phi linh môn, kẻ thù ẩn của phi linh môn đương nhiên không thể bỏ qua. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn các đệ tử Cửu Hoa Môn, nói. Các người nghe kỹ đây, tham gia vào phi linh môn tức là đệ tử của phi linh môn. Dám can đảm phản bội thì kết cuộc sẽ khó chịu hơn cái chết. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm sáu trưởng lão Cửu Hoa Môn đầu hàng. Sáu người nhậm chức hộ pháp phi linh môn, cho các người cầm túi không gian này. Tất cả đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng thuộc quyền quản lý của các ngươi, một người phản bội sẽ hỏi tội sáu người. Lục Lâm Thiên nói xong lấy ra sáu túi không gian giao cho sáu trưởng lão Cửu Hoa Môn cũ, túi không gian này vốn thuộc về bọn họ. Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi cười bí hiểm. Hai người cũng là từ Hắc Kiếm Môn đầu hàng, nhậm chức trưởng lão.
Các trưởng lão Cửu Hoa Môn thực lực cao hơn Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi nhưng chỉ được chức hộ pháp, thấp hơn trưởng lão nhiều, hai người thấy tự hào. Sáu trưởng lão Cửu Hoa Môn đầu hàng nhìn túi không gian lại trở về tay mình đang vui nghe xong hết hồn. Tuân lệnh trưởng môn. Các đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng tính vào trách nhiệm của bọn họ, đây không phải chuyện tốt gì. Lỡ có một, hai đệ tử phản bội thì cả sáu cùng xui. Lục Lâm Thiên nói. Các đệ tử lên núi dọn dẹp tất cả, buổi chiều đi dọn hết địa bàn Cửu Hoa Môn. Các đệ tử đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh trưởng môn. Bọn họ còn cần càn quét trong Cửu Hoa Môn. Khi các đệ tử Phi Linh Môn lên núi, Lục Lâm Thiên mang theo thanh niên linh sư Lục Trọng bị hắn đánh bị thương lên Cửu Hoa Sơn, tìm một gian mật thất. Lục Lâm Thiên ra lệnh Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long hộ pháp, hắn kéo thanh niên linh sư Lục Trọng hấp hối vào mật thất. Lục Lâm Thiên không muốn thanh niên linh sư Lục Trọng chết ngay nên đã có nương tay, khó khăn lắm mới gặp linh giả thích hợp cho hắn thôn phệ. Trong mật thất, Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chỉ giây lát đã thôn phệ sạch thanh niên linh sư Lục Trọng, bắt đầu luyện hóa. Mấy việc khác trong Cửu Hoa Môn không cần Lục Lâm Thiên lo, hắn có thể yên tâm luyện hóa. Giữa trưa cùng ngày, ba trưởng lão Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi dàn xếp xong tất cả rời đi Cửu Hoa Sơn. Mỗi người kêu một trưởng lão Cửu Hoa Môn dẫn đường đi ba thị trấn trong địa bàn Cửu Hoa Sơn. Trong Cửu Hoa Môn có nhiều địa bàn, lớn hơn La Sát Môn rất nhiều. Ba thị trấn to hơn trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn. Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua ba thị trấn này, hắn đã ra lệnh ba trưởng lão đi càn quét. Trong ba thị trấn có trưởng lão Cửu Hoa Môn trấn thủ, nhưng Trịnh Anh, Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt mang theo trưởng lão Cửu Hoa Môn đi ba thị trấn cũng đủ đối phó. Giờ phút này, trong đầu Lục Lâm Thiên không ngừng luyện hóa năng lượng linh lực đã cắn nuốt, luyện hóa sơ là thành linh lực của mình. Linh lực tăng mạnh, linh hồn của Lục Lâm Thiên cũng được tẩm bổ. Ban đêm, khí thế trên người Lục Lâm Thiên tăng vọt, lần trước hắn nuốt hai phần linh hồn thần dịch đẳng cấp linh lực đến trung kỳ linh sư tứ trọng. Giờ đây có linh lực cắn nuốt quán thông, linh lực của Lục Lâm Thiên không ngừng tăng lên. Vầng sáng trong suốt bao bọc người Lục Lâm Thiên dần rực rỡ hơn. Trong đầu Lục Lâm Thiên cảm giác không gian linh lực chướng đầy, linh lực vẫn còn tiếp tục luyện hóa quán thông. Một lát sau, linh lực bàng bạc đã tràn ngập không gian trong đầu Lục Lâm Thiên đến mức không thể tăng thêm được. Lục Lâm Thiên biết lúc này đã đến bờ đột phá. Lục Lâm Thiên tập trung tinh thần, hét thầm. Áp xúc, đột phá. Thủ ấn thay đổi, Lục Lâm Thiên điều khiển linh lực trong không gian linh lực đè xuống. Không gian khí hải trong đầu Lục Lâm Thiên vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, năng lượng to lớn áp xúc khuếch tán. Bùm! Trong không gian linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên tiếng nổ, ánh sáng quanh thân hắn chói lòa, khí thế tăng vọt. Không gian khí hải tăng lớn gấp mấy lần, linh lực cuồng bạo lại sôi trào. Cùng lúc đó, lực lượng lớn mạnh vô hình xông vào não Lục Lâm Thiên, linh hồn lực thực chất hóa nhiều hơn, đã là mây mù trắng xóa tụ tập sâu trong linh hồn. Khí thế thật lâu sau ổn định lại, giờ Lục Lâm Thiên đã là linh sư ngũ trọng. Lục Lâm Thiên không dừng lại, tiếp tục luyện hóa linh lực cắn nuốt trong đầu. Lục Lâm Thiên vừa mới đột phá chỉ tiêu hao gần một nửa linh lực. Linh lực của linh sư Lục Trọng mới rồi làm Lục Lâm Thiên suýt không tiêu hóa được, mạnh hơn năng lượng hai phần hồn thần dịch nhiều. Giữa trưa ngày thứ hai, ba trưởng lão trở lại Cửu Hoa Môn, mang theo nhiều đệ tử đầu hàng. Thu hoạch của Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi rất khả quan, quét sạch ba thị trấn. Sáng ngày thứ ba, Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Phù! Lục Lâm Thiên mở mắt ra, đôi mắt sâu như ngôi sao, khí thế mạnh hơn hai ngày trước rất nhiều. Lục Lâm Thiên cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy linh lực, lẩm bẩm. Linh sư ngũ trọng đỉnh phong, chưa đến linh sư lục trọng, vẫn thiếu một chút. Năng lượng linh lực cắn nuốt từ linh sư lục trọng đã bị Lục Lâm Thiên luyện hóa hết, đẳng cấp linh lực là đỉnh linh sư ngũ trọng, cách linh sư lục trọng còn một khoảng nhỏ. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên rời khỏi mật thất, Tiểu Long hộ pháp bên ngoài thân thiết bò lên người hắn, lưỡi co duỗi. Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng ngoan ngoãn gần sát Lục Lâm Thiên. Trong đại điện Cửu Hoa Môn, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi giao thu hoạch từ ba thị trấn cho Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, Lục Lâm Thiên nói với mọi người. Dọn dẹp tất cả xong chưa, mọi người rời khỏi Cửu Hoa Sơn trở về Phi Linh Môn. Trần Tân Kiệt khó hiểu hỏi. Trưởng môn, chúng ta không lấy địa bàn Cửu Hoa Môn sao? Lục Lâm Thiên trả lời.
địa bàn của Cửu Hoa Môn không liên quan chúng ta, giờ mọi người cùng trở về Phi Linh Môn. Ta và đại trưởng lão chút nữa sẽ cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư về sau. Tuân lệnh trưởng môn. Đám người không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đi sắp xếp. Mọi người lùi xuống, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lên tiếng. Ngươi thật sự nỡ buông tay, địa bàn Cửu Hoa Môn khá lớn. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Đông lão, không phải ta nỡ mà là không có thực lực nuốt vào. Nếu ta nuốt địa bàn Cửu Hoa Môn thì Quỷ Vũ Tông sẽ không để yên. Địa bàn Cửu Hoa Môn to lớn, Lục Lâm Thiên không thèm mới lạ. Lục Lâm Thiên tiêu diệt Cửu Hoa Môn là có cớ đàng hoàng, nhưng không có lý do nuốt địa bàn Cửu Hoa Môn. Huống chi chủ nhân thật sự địa bàn của Cửu Hoa Môn là Quỷ Vũ Tông, nếu Lục Lâm Thiên nuốt địa bàn Cửu Hoa Môn tức là Upsilon Quỷ Vũ Tông. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh khen ngợi nhìn Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, Quỷ Vũ Tông sẽ không để Phi Linh Môn nuốt địa bàn Cửu Hoa Môn, hiện tại Phi Linh Môn cũng không có thực lực đó, nên nhịn đau bỏ cuộc là hơn. Lục Lâm Thiên nghiến răng. Rồi sẽ có ngày ta cướp lại. Chờ khi nào thực lực Phi Linh Môn lớn mạnh thì không cần e ngại gì Quỷ Vũ Tông nữa. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Ha ha ha, ta tin tưởng tiểu tử nhà ngươi, ngày đó sẽ không xa. Một già một trẻ cười gian. Dưới Cửu Hoa Sơn có gần 600 người rầm rộ dục ngựa đi bốc lên bụi mù. Đường đường là Cửu Hoa Môn giờ đây người đi lầu trống. Dưới chân núi máu chảy thành sông, mấy trăm thi thể nằm la liệt nhưng không ai dọn dẹp. Lục Lâm Thiên cố ý để đó cho Quỷ Vũ Tông xem. Xung quanh Cửu Hoa Sơn có nhiều thế lực nhỏ hai ngày nay phát hiện biến cố ở Cửu Hoa Sơn, bọn họ kéo đến xem. Mãi khi người Phi Linh Môn rời đi mới dám tới gần. Nhìn Cửu Hoa Môn bị diệt làm nhiều người hút ngụm khí lạnh, có người nhận ra là Phi Linh Môn làm. Thoáng chốc danh tiếng Phi Linh Môn truyền khắp xung quanh, xem như hơi nổi. Mọi người bắt đầu chú ý tới Phi Linh Môn. Đám người Phi Linh Môn đi không lâu sau trên đỉnh núi có con yêu thú trắng tinh khổng lồ bay nhanh ra khỏi đỉnh Cửu Hoa Sơn biến mất trên bầu trời. Lục Tâm Đồng đứng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, giang đôi tay hưng phấn nói. Ca ca, chờ khi nào Tâm Đồng lớn lên cũng muốn tìm một con yêu thú phi hành chở Tâm Đồng đi khắp nơi. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Tâm Đồng, khi nào đến hoàng cấp thì sư phụ sẽ bắt một con linh thú cho Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nêu yêu cầu. Phải biết bay, và đáng yêu nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ nét cười, tiểu cô nương được ca ca và sư phụ yêu thương, đã thoát khỏi bóng ma phụ thân qua đời. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay rất nhanh, ban đêm đã trở về Phi Linh Môn. Đám người Trịnh Anh thì ba ngày sau mới về được. Trong phòng, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng nói với Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Đông lão, ta định rời khỏi cổ vực một thời gian. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hỏi. Bao lâu? Lục Lâm Thiên trầm ngâm nói. Không biết, ngắn thì 2 năm, lâu cỡ 3 năm. Hiện giờ sự việc Cửu Hoa Môn kết thúc, Lục Lâm Thiên muốn về Vân Dương Tông. Nam Thúc dặn dò hai thứ, Lục Lâm Thiên phải lấy cho bằng dược. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh kinh ngạc hỏi. 2, 3 năm, lâu vậy sao? Lục Lâm Thiên nói thêm. Có lẽ trong lúc đó sẽ có điều thay đổi. Kế hoạch luôn không chịu nổi biến đổi. Theo quy định của Vân Dương Tông, sau khi vào Vân Dương Tông muốn rời đi thì đệ tử bình thường phải có tu vi vũ phách, đệ tử thân truyền phải đến đẳng cấp vũ tướng, cái này cần thời gian. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh suy tư một lúc sau trầm giọng hỏi. Vậy Phi Linh Môn tính sao đây? Phi Linh Môn vừa mới đi vào quỹ đạo, thiếu Lục Lâm Thiên sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Lục Lâm Thiên nói. Đành giao cho Đông Lão, có Đông Lão ở thì ta cũng yên tâm. Lục Lâm Thiên rời khỏi cổ vực, Phi Linh Môn nằm trong tay lão độc vật sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh trầm ngâm một lúc sau nói với Lục Lâm Thiên. Giao cho ta tất nhiên không thành vấn đề, bảo vệ Phi Linh Môn thì khỏi phải nói nhưng không thể phát triển Phi Linh Môn. Chẳng lẽ ngươi muốn lãng phí 2 năm, ngươi nên biết tính cách của ta không hứng thú mấy chuyện vận động đầu óc, cộng thêm vết thương của ta chưa lành, không có nhiều thời gian quản lý Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Cái này. Lục Lâm Thiên biết tính cách của lão độc vật, lão không giỏi việc phát triển Phi Linh Môn. Hiện tại trong Phi Linh Môn không ai có thể quản lý toàn cục, Lưu Nhất Thủ chỉ có tài trong việc buôn bán, Hoàng Bác Nhiên chưa đến trình độ đó. Đám người Chu Ngọc Hậu, Hồ Nam Sinh thì kém xa. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ.
đến lúc cần dùng người mới biết ít. Trong Phi Linh Môn không ai có thể quản lý toàn cục, nếu Lục Lâm Thiên về Vân Dương Tông thì Phi Linh Môn sẽ chậm bước ít nhất 2 năm. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh mở miệng nói. Trừ phi ngươi tìm được một người có thể yên tâm, Phi Linh Môn đang trên đà phát triển, không thể chậm lại 2 năm được, điều này ảnh hưởng rất lớn đến Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Trước mắt trong Phi Linh Môn không ai có thể nắm giữ toàn cục. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh ngần ngừ một lúc sau nói. Thôi vậy, ta giới thiệu một người cho ngươi. Nếu ngươi có thể thuyết phục nàng tham gia Phi Linh Môn thì 2 năm sau Phi Linh Môn sẽ làm ngươi kinh ngạc. Lục Lâm Thiên mừng rỡ hỏi. Vậy thì hay, không biết Đông Lão định giới thiệu ai? Người thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh giới thiệu tất nhiên không phải là người bình thường. Một nữ nhân. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh nhìn thẳng mắt Lục Lâm Thiên. Một nữ nhân rất đáng sợ, một lão nữ nhân, một nữ nhân thực lực thật mạnh. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Một nữ nhân rất đáng sợ. Người mà thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh công nhận là đáng sợ thì tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh nhớ lại nữ nhân này, đuôi mày run run. Đúng vậy, nữ nhân này rất đáng sợ, tính tình rất xấu, nếu ngươi chọc phải nàng tùy thời bỏ mạng. Nữ nhân này rất mạnh, ta gặp nàng cũng phải lùi bước. Lục Lâm Thiên trầm ngâm một lúc sau hỏi. Đông lão xác định người này có thể giúp Phi Linh Môn sao? Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh trả lời. Lúc trước không chỉ thực lực hạng nhất trong cổ vực mời nàng tham gia, tam tông tứ môn trong đại lục Linh Vũ cũng lôi kéo nàng nhưng đều bị từ chối. Tâm trí, mưu kế của nàng là một trong mấy người mạnh nhất ta từng gặp. Ngươi nói xem nàng có thể giúp Phi Linh Môn không, nhưng ngày xưa thế lực hạng nhất không lọt vào mắt nàng nổi, sợ là Phi Linh Môn nho nhỏ sẽ không được nàng nhìn thẳng. Lục Lâm Thiên cắn răng nói. Tiểu tử quyết định rồi. Phải thử một phen, có thể mời cường giả này tham gia Phi Linh Môn thì quá tuyệt vời, không mời được đành trách mình xui xẻo. Xin Đông Lão cho tiểu tử biết người này tên họ là gì. Người tài ba như vậy, còn là lão độc vật giới thiệu, Lục Lâm Thiên phải thử một phen, Phi Linh Môn đang cần người. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh ngước lên hỏi. Người khẳng định muốn đi. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Quyết tâm thử. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh nói. Người này tên Bạch Doanh, biệt hiệu Quỷ Tiên Nữ, không nhiều người biết nàng, ít khi lộ mặt ra ngoài. Hiện tại chắc nàng đang ở Bạch Vân Hiệp cách 10 vạn dặm. Lục Lâm Thiên hỏi. Đông Lão có biết sở thích của người này là gì không? Thực lực như thế nào? Muốn mời người tham gia Phi Linh Môn phải tìm hiểu kỹ đối phương mới được. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh trả lời. Thực lực thì bây giờ chắc cỡ vũ xuất cửu trọng. Sở thích là múa bút vẩy mực. Phải rồi, tuy nàng là vũ giả nhưng có tạo nghệ sâu về trận pháp, còn lại ta không biết. Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ Đông Lão, qua mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm Quỷ Tiên Nữ. Chặng đường 10 vạn dặm Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ cần 10 ngày là đến nơi, tuy không gần nhưng cũng chẳng xa. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh nghiêm túc cảnh cáo. Ngươi cẩn thận chút, tốt nhất đừng nhắc đến ta, đừng để nàng biết ta ở trong Phi Linh Môn. Nếu không nàng sẽ làm thịt ngươi. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh bổ sung thêm. Khi nào nàng thật sự muốn gợi yêu ta ết ngươi thì hãy nhắc đến ta. Lục Lâm Thiên sửng sốt, lão độc vật nói chuyện thật mâu thuẫn. Lục Lâm Thiên ngẫm nghĩ, cười gian hỏi. Đông Lão khai thật đi, có phải Đông Lão và Quỷ Tiên Nữ có chuyện xưa gì không? Chuyện xưa cái gì, đừng nói bậy bạ, ta đi đây, chắc người Quỷ Vũ Tông đã nhận được tin tức. 2 ngày nay sẽ có người đến tìm ngươi. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh nói xong lật đật ra khỏi phòng. Lục Lâm Thiên cười danh mãnh. Chắc chắn là có chuyện xưa. Một lát sau Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng tu luyện, tuy hắn hay dùng ngoại lực tu luyện, nhưng hệ thống tu luyện chính quy cũng có nhiều ích lợi. Cắn nuốt ngoại lực rồi luyện hóa tuy thành lực lượng của mình nhưng nói sao vẫn là lực lượng từ bên ngoài. Kiểu tu luyện bình tĩnh theo hệ thống này mặc dù tiến bộ chậm nhưng có tác dụng tịnh hóa chân khí trong người, linh lực trong đầu, khiến chân khí và linh lực cắn nuốt luyện hóa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể mình. Đây là lý do tại sao mỗi lần Lục Lâm Thiên đột phá một tầng sẽ ngừng lại một thời gian mới tiếp tục đột phá, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Lục Lâm Thiên hiểu đạo lý dục tốc bất đạt. Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua, trong sơn mạch Phi Linh có nhiều hoa dại đã nở. Hương hoa thoang thoảng theo gió bay trong không khí.
Khi tia nắng ban mai thứ nhất chiếu vào phòng, Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện. Lục Lâm Thiên thở ra chọc khí đọng trong đan điền khí hải, hắn mở mắt, tham lam hít vào không khí, ngửi hương hoa. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ngày này năm ngoái hắn đang trên đường đi Vân Dương Tông. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã một năm trôi qua, không biết nhóm Lục Vô Song ở trong Vân Dương Tông ra sao rồi. Nghĩ đến Lục Vô Song là trong đầu Lục Lâm Thiên hiện ra hình ảnh nữ nhân trang nhã xinh đẹp, có lẽ nàng đã tin rằng hắn chết. Còn mẫu thân, có lẽ khi biết tin hắn rớt xuống vách núi Vạn Trượng thì rất đau lòng. Nghĩ đến mẫu thân là Lục Lâm Thiên bắt đầu lo, nếu người Lục gia biết tin hắn chết không biết có đối xử với mẫu thân như lúc trước không? Tốt nhất là đừng, không thì khi Lục Lâm Thiên quay về hắn sẽ cho Lục gia nếm mùi cay đắng. Một lát sau, tinh thần Lục Lâm Thiên quan sát, biết Chu Ngọc Hậu và Trương Minh Đào, Lưu Nhất Thủ đến chỗ ở của mình. Đã đến. Lục Lâm Thiên đi ra ngoài. Trong tiểu sảnh, Chu Ngọc Hậu, Lưu Nhất Thủ, Trương Minh Đào hành lễ. Kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế trên người Chu Ngọc Hậu, nói. Chúc mừng Chu trưởng lão đột phá. Lúc này khí thế trên người Chu Ngọc Hậu đã đến vũ phách tam trọng. Chu Ngọc Hậu cười nói. Phải đa tạ đan dược của trưởng môn. Gần đây Chu Ngọc Hậu được ung ứng đan dược liên tục nên mới đột phá nhanh thế này. Lục Lâm Thiên hỏi Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ, công việc của ngươi sao rồi? Đệ tử Phi Linh Môn đi Cửu Hoa Môn, Trương Minh Đào và Lưu Nhất Thủ không đi theo, hai người bận rộn chuyện Trấn Hoa Môn. Bẩm trưởng môn, ta đến để báo cáo chuyện này. Lưu Nhất Thủ nói. Ta định biến tụ bảo môn thành cửa hàng của Phi Linh Môn, nên xin trưởng môn đặt tên. Ngoài ra còn hai việc khác cần làm phiền trưởng môn. À, Lục Lâm Thiên nói. Cửa hàng của Phi Linh Môn vậy đặt tên là Phi Linh Thương Hành đi, thấy sao? Trương Minh Đào nói. Phi Linh Thương Hành, cái tên cũng hay, dễ nghe, dễ nhớ. Lục Lâm Thiên hỏi tiếp. Lưu Nhất Thủ, hai sự kiện gì? Lưu Nhất Thủ nói. Bẩm trưởng môn, cửa hàng chúng ta khai trương cần nhiều kim tệ nhập hàng, còn cần linh giả tọa trấn. Nếu không có linh giả, đan dược gì cũng nhập hàng thì chúng ta sẽ chịu thiệt lớn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chỉ có hai việc này sao? Hai chuyện này dễ làm. Nhập hàng thì không cần, hiện tại Phi Linh Môn có đầy đủ hết, ta sẽ kêu mấy vị trưởng lão đưa cho ngươi. Linh giả thì ba ngày sau sẽ có một linh giả linh phách đến, ngươi cứ dàn xếp. Đây là 100 vạn kim tệ tiền mặt, 400 vạn kim tệ thẻ ngọc tinh, ngươi cầm đi lo công chuyện. Lục Lâm Thiên giao một cái túi không gian trống cho Lưu Nhất Thủ, nói. Nhỏ máu nhận chủ là có thể lấy kim tệ ra. 500 vạn kim tệ. Trương Minh Đào, Lưu Nhất Thủ ngây người. 500 vạn kim tệ là số lượng lớn nhất đời bọn họ từng thấy. Chu Ngọc Hậu không kinh ngạc gì mấy, trong mật thất Phi Linh Môn có thứ đáng ngạc nhiên hơn. Lưu Nhất Thủ run rẩy nhận lấy túi không gian, cực kỳ kích động nói. Bẩm trưởng môn. Nếu mọi thứ không có vấn đề gì thì Phi Linh Thương Hành chúng ta có thể chọn ngày khai trương. Các người tự quyết định đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chờ tới lúc thông báo cho hai vị trưởng lão tham gia là được, khỏi cần nói với ta. Lưu Nhất Thủ đáp. Tuân lệnh trưởng môn. Ba người tán gẫu một lúc rồi đi ra. Lục Lâm Thiên ra ngoài chơi với Lục Tâm Đồng tới trưa. Buổi chiều hiếm khi Lục Lâm Thiên rảnh rỗi ngắm hoa dại đầy núi đồi. Đột nhiên có khí thế đang dâng trào sau núi. Lục Lâm Thiên nhảy ra mặt sau ngọn núi, thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư thân hình khổng lồ chuẩn bị đột phá. Lục Lâm Thiên mừng rỡ. Sắp đột phá sao? Thiên Sĩ Tuyết Sư lại đột phá, tin tưởng tốc độ bay sẽ càng nhanh. Tiểu Long từ đâu chui ra bò lên vai Lục Lâm Thiên, co duỗi lưỡi. Xèo xèo. Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Tiểu Long thì khi nào mới đột phá đây? Tiểu Long đột phá trong sơn mạch Vũ Đô qua đã lâu, Lục Lâm Thiên không suy đoán được đẳng cấp thực lực hiện tại của nó. Nếu Tiểu Long lại đột phá, Lục Lâm Thiên khẳng định thực lực của nó sẽ tăng vọt. Hiện tại Tiểu Long đã đánh lại Vũ giả tu vi Vũ Phách nhị trọng, tam trọng, nếu nó đột phá thì còn mạnh hơn. Tiểu Long phát ra tiếng rít trầm thấp. Gri gri. Lục Lâm Thiên không nghe hiểu ngôn ngữ của Tiểu Long, hắn chỉ cảm giác được nó đang nói là sắp rồi. Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá rất nhanh, chỉ một canh giờ đã hoàn thành. Khí thế mạnh hơn nhiều, từ tam giai sơ kỳ đến trung kỳ, đây chỉ là một cửa ải nhỏ. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống bay lượn. Growl growl.
Thiên Sí Tuyết Sư biến to ra mấy chục thước, đôi cánh vỗ, khí lưu mạnh mẽ giạt ra. Lục Lâm Thiên cười cười, huyết mạch của Thiên Sí Tuyết Sư rất cao nên tốc độ đột phá cũng nhanh, không biết sau đẳng cấp tứ giai nó còn đột phá nhanh hay sẽ chậm lại. Yêu thú bình thường đến tứ giai thì tốc độ tu luyện chậm chạp nhiều. Một ngày bình yên, Lục Lâm Thiên đi dạo trong Phi Linh Môn. Màn đêm đến, Hồ Nam Sinh trong trấn Đoàn Sơn trở về Phi Linh Môn, mang Nhan Kỳ về theo. Hôm nay Nhan Kỳ mặc váy dài màu xanh, eo cột dây lưng bằng tơ màu đỏ thắt nơ bướm, có vẻ thiếu nữ cố ý mặc đẹp trước khi đến Phi Linh Môn. Mặt mày thanh tú, dáng người lung linh thướt tha toát ra sức sống thanh xuân. Tuy Nhan Kỳ không quá đẹp nhưng cũng ưa nhìn, chẳng qua nàng hơi rụt rè. Hồ Nam Sinh dẫn Nhan Kỳ đến chỗ Lục Lâm Thiên, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh ở. Nhan Kỳ hành lễ với Lục Lâm Thiên, không dám ngước đầu lên. Kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên nói. Đừng gò bó vậy, sau này hãy theo đại trưởng lão, chăm chỉ học tập, sau này sẽ có ích cho nàng. Nhan Kỳ hành lễ hướng thôi hồn độc suốt đông vô mệnh. Đại trưởng lão. Nhan Kỳ cảm giác khí lạnh vô hình phát ra từ thôi hồn độc suốt đông vô mệnh làm nàng run rẩy. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nói. Tối nay hãy nghỉ ngơi, ngày mai dạy ngươi nhận biết dược liệu. Mặt thôi hồn độc suốt đông vô mệnh không có nhiều biểu tình, người lạ còn tưởng lão độc vật là xác sống. Chỉ khi ở trước mặt Lục Tâm Đồng thì thôi hồn độc suốt đông vô mệnh mới lộ vẻ hiền lành. Lục Tâm Đồng cảm giác Nhan Kỳ cục xúc, tiểu cô nương chạy tới gần nàng. Chớp mắt trong suốt nói. Tỷ tỷ đừng sợ, sư phụ rất tốt bụng. Hồ Nam Sinh nói. Trưởng môn, đã giải quyết xong chuyện trong trấn Đoàn Sơn, nhưng đoạn thời gian trước bởi cửu hoa môn ảnh hưởng nên lòng người dao động lớn. Lục Lâm Thiên nói. Không sao, từ từ rồi sẽ như cũ. Ngày mai trưởng lão cùng với Chu trưởng lão bắt đầu giúp Lưu Nhất Thủ phụ trách chuyện phi linh thương hành đi. Hồ Nam Sinh lên tiếng. Tuân lệnh trưởng môn. Ban đêm, ánh trăng sáng trong trang trí trời đêm xuân. Trời đêm như biển cả trong suốt không giới hạn, yên tĩnh, rộng lớn, bí ẩn. Ngôi sao chí chít lấp lóe trên bầu trời, các đốm sáng nhỏ mà rực rỡ. Trời đêm phủ tấm vải mỏng sắc bạc lên Phi Linh Sơn mạch. Trong phòng, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng tu luyện trên Linh Ngọc Sàng. Vầng sáng vàng nhạt dựng quanh thân Lục Lâm Thiên. Tính thời gian, Lục Lâm Thiên phỏng đoán người Quỷ Vũ Tông sắp tìm đến. Sau khi biết kết cuộc của cửu hoa môn chắc người Quỷ Vũ Tông ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên do dự một chút, lại lấy linh hồn thần dịch ra. Còn lại 4 phần linh hồn thần dịch, Lục Lâm Thiên uống ngay 2 phần. Năng lượng khổng lồ lao nhanh trong cơ thể, Lục Lâm Thiên cố gắng chịu đựng, bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong thân thể. Lục Lâm Thiên đã rất quen thuộc việc luyện hóa linh hồn thần dịch, rất nhanh hắn ổn định lại trạng thái. Linh lực không ngừng tràn vào không gian linh lực trong não hắn. Trong cửu hoa môn sau khi Lục Lâm Thiên nuốt một linh sư lục trọng, đẳng cấp linh lực của hắn đã đến đỉnh linh sư ngũ trọng. 3 canh giờ sau, Lục Lâm Thiên lại cảm giác dấu hiệu đột phá. Sau 3 canh giờ, vầng sáng trong suốt bao bọc quanh thân Lục Lâm Thiên trở nên rực rỡ hơn. Lục Lâm Thiên cảm giác không gian linh lực trong đầu tràn đầy, linh lực vẫn còn tiếp tục xuyên suốt tràn ngập không gian khí hải. Một lát sau, linh lực hùng hồn đã tràn ngập không gian trong đầu Lục Lâm Thiên đến mức độ không thể tăng thêm được nữa. Thủ ấn đè xuống, Lục Lâm Thiên một hơi trùng kích bình cảnh. Lục Lâm Thiên thầm quát. Phá! Thoáng chốc thủ ấn thay đổi, khống chế linh lực trong không gian linh lực đè xuống, không gian khí hải vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, năng lượng to lớn áp xúc, khuếch tán. Bùm! Trong không gian linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên vang tiếng trầm đỡ Upsilon, C. Ánh sáng quanh thân hắn rực rỡ lên, khí thế tăng vọt. Không gian khí hải tăng lớn gấp mấy lần, linh lực cuồng bạo lại dâng trào. Cùng lúc đó, lực lượng vô hình mạnh mẽ xông vào não Lục Lâm Thiên, linh hồn lực thực chất hóa nhiều, một mảnh trắng xóa tụ tập sâu trong linh hồn. Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng lần trước cắn nuốt linh lực của linh sư lục trọng tuy cho hắn thu hoạch nhiều ích lợi nhưng khác biệt linh hồn lực rất lớn. So sánh thì linh lực cắn nuốt cũng có thể tẩm bổ linh hồn lực cho mình, giúp linh hồn lực tăng mạnh. Nhưng về tầm bổ linh hồn lực thì nó kém xa linh hồn thần dịch. Linh hồn thần dịch vừa tăng mạnh linh lực vừa tầm bổ linh hồn lực đến mức độ cực mạnh, mỗi lần Lục Lâm Thiên dùng linh hồn thần dịch là tầm bổ linh hồn lực rất kinh người. Khí thế thật lâu sau mới ổn định lại, lúc này Lục Lâm Thiên đã là linh sư lục trọng.
Trong đầu Lục Lâm Thiên có hơn một nửa năng lượng hình thành từ linh hồn thần dịch còn chưa được luyện hóa. Lục Lâm Thiên không dừng lại, hắn tiếp tục luyện hóa năng lượng khổng lồ từ linh hồn thần dịch trong não mình. Năng lượng này có linh lực hỗ trợ, có lẽ không mạnh bằng linh lực cắn nuốt của linh sư lục trọng nhưng có ích lợi cho linh hồn lực nhiều hơn. Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng linh hồn lực của mình giờ đang tăng mạnh và đông lại, tràn ngập sâu trong không gian linh hồn càng lúc càng khổng lồ. Linh hồn lực cường đại à điều Lục Lâm Thiên chú trọng nhất. Linh hồn lực mạnh thì Lục Lâm Thiên sẽ chiếm ưu thế lớn khi đối diện linh giả cùng đẳng cấp. Về mặt luyện chế đan dược, khôi lỗi, trận pháp, Lục Lâm Thiên có linh hồn lực cường đại làm hậu thuẫn hoàn toàn có thể luyện chế ra đan dược, khôi lỗi vượt trên linh giả cùng đẳng cấp. Về mặt thực lực, linh hồn lực cường đại dễ gợi iota ết đối thủ là linh giả cùng đẳng cấp hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi chiều ngày thứ ba, trên bầu trời Cửu Hoa Sơn Mạch, một con yêu thú phi hành to lớn xoay quanh, mười mấy bóng người đáp xuống. Bọn họ quan sát xác chết đệ tử Cửu Hoa Môn đã mục giữa nằm dưới đất, Cửu Hoa Môn trống rỗng bơ vơ trên đỉnh núi. Đám người biến sắc mặt, biểu tình hoảng sợ. Mười mấy người này là đám trưởng lão Đỗ Vân Sơn vội vàng chạy tới Cửu Hoa Môn. Bọn họ chính mắt nhìn Cửu Hoa Môn hoang tàn, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Mười mấy người trở về trên lưng yêu thú phi hành. Đỗ Vân Sơn nói với Hoàng Bác Nhiên ngồi trên yêu thú phi hành. Hoàng Bác Nhiên, đại trưởng lão của các ngươi rốt cuộc là ai? Sau khi Quỷ Vũ Tông nhận được tin liền mang theo Hoàng Bác Nhiên chạy thẳng tới Cửu Hoa Sơn, đúng như Lục Lâm Thiên dự tính, bọn họ muộn mấy ngày. Hoàng Bác Nhiên trả lời. Đỗ trưởng lão, đệ tử không biết, đại trưởng lão rất ít khi lộ mặt, luôn bế quan. Dọc đường đi Đỗ Vân Sơn hỏi cái gì thiên sĩ tuyết sư đều chối nói không biết. Một người tu vi vũ tướng tam trọng hỏi. Đỗ trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cửu Hoa Môn đã bị diệt môn rồi. Đỗ Vân Sơn nhướng mày nói. Đi phi linh môn một chuyến. Ngày thứ 4 Lục Lâm Thiên dùng 2 phần linh hồn thần dịch. Lục Lâm Thiên chậm rãi thở hắt ra. Phù! Năng lượng khổng lồ từ linh hồn thần dịch đã bị luyện hóa hết trong đầu Lục Lâm Thiên, đẳng cấp linh lực thành công lên hậu kỳ linh sư lục trọng. Tuy chưa đến đỉnh nhưng cách không xa. Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực tràn đầy trong thân thể, hắn mỉm cười. Đẳng cấp tu vi vũ giả của Lục Lâm Thiên đã đến đỉnh vũ sư lục trọng, đẳng cấp linh giả là hậu kỳ linh sư lục trọng. Tổng thể thực lực tăng rất nhiều, nếu Lục Lâm Thiên liều mạng thì đủ sức chống lại vũ phách. Miễn là không gặp phải vũ phách bát trọng, cửu trọng là được. Lục Lâm Thiên cất linh ngọc sàng, bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Tính thời gian thì người Quỷ Vũ Tông nên đến nơi rồi. Một lát sau, trong đại điện, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi và một số đệ tử hiện được phi linh môn chú trọng bồi dưỡng đều có mặt. Ba trưởng lão Trịnh Anh từ sáng hôm qua đã vội vàng chạy về phi linh môn. Trong đại điện, Lục Lâm Thiên chính thức tuyên bố 6 tu vi vũ phách Cửu Hoa Môn đầu hàng trở thành hộ pháp của phi linh môn. 6 người này 5 nam 1 nữ, thực lực mạnh nhất là vũ phách cửu trọng. Một người vũ phách thất trọng, một người vũ phách ngũ trọng, 2 người vũ phách tứ trọng, một người vũ phách nhị trọng. Cộng thêm trong đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng đa số là vũ sư, thực lực phi linh môn tăng mạnh. 6 hộ pháp tên Trương Khiếu, Lưu Á Lôi, Dương Lệ, Lâm Phong, Hậu Bách Long, Tôn Hiểu Minh. Vũ phách cửu trọng thực lực mạnh nhất tên Trương Khiếu. Phụ nhân trung niên tu vi vũ phách ngũ trọng tên Dương Lệ, vũ phách nhị trọng thực lực thấp nhất tên Tôn Hiểu Minh. Có 6 vũ phách tham gia, hiện tại tu vi vũ phách trong phi linh môn là 11 người, xem như lực lượng không nhỏ. Nam nhân trung niên mặc hoa phục tên Đinh Thành Kiệt, tu vi linh phách tứ trọng. Đinh Thành Kiệt vốn là trưởng lão khách khanh được Cửu Hoa Môn nâng lên tận trời, lần này gã bị cưỡng ép tham gia vào phi linh môn. Đinh Thành Kiệt là linh phách tứ trọng, Lục Lâm Thiên cho người này thành trưởng lão phi linh môn, cao hơn đám người Trương Khiếu một bậc, điều này khiến Đinh Thành Kiệt rất vừa lòng. Lục Lâm Thiên không khách sáo nói thẳng với Đinh Thành Kiệt. Đinh trưởng lão tạm thời giúp Lưu Nhất Thủ chuẩn bị cho phi linh thương hành đi. Làm linh giả luôn có chút kiêu ngạo, Lục Lâm Thiên không chấp nhận loại người đó. Muốn hoàn toàn thu phục người này thì phải mài mòn lòng kiêu hãnh của họ. Đinh Thành Kiệt đáp. Tuân lệnh trưởng môn. Lưu Nhất Thủ đang rất hưng phấn, nói đến gần đây ai nổi bật nhất phi linh môn thì chính là Lưu Nhất Thủ. Có rất nhiều nữ đệ tử phi linh môn xung xoe Lưu Nhất Thủ, nhưng gã biết áp lực trên vai mình rất lớn, nếu gã không làm ra thành tích gì thì trưởng môn sẽ không tha cho.
một đệ tử Phi Linh Môn đi vào đại điện báo cáo. Bẩm trưởng môn, ngoài sơn môn có người Quỷ Vũ Tông đến. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Rốt cuộc cũng đến. Lục Lâm Thiên hỏi. Trương Minh Đào, người hãy đưa người Quỷ Vũ Tông đến chỗ ở của ta, biết ăn nói như thế nào không? Trương Minh Đào trả lời. Bẩm trưởng môn, đệ tử biết. Nói là trưởng môn lần trước bị trưởng lão Cửu Hoa Môn đánh bị thương đến bây giờ vết thương nghiêm trọng không thể xuống giường. Lục Lâm Thiên vui vẻ nói. Nhanh làm đi. Đám người giải tán, Lục Lâm Thiên trở về chỗ ở. Trong phòng, Lục Lâm Thiên nằm trên giường, chân khí vận chuyển trong cơ thể. Lục Lâm Thiên vận dụng chút thủ đoạn nhỏ làm sắc mặt tái xanh, chân khí lộn xộn như người bị thương nặng. Một lát sau Trương Minh Đào mang người Quỷ Vũ Tông vào phòng Lục Lâm Thiên. Đám cường giả Quỷ Vũ Tông Đỗ Vân Sơn vào phòng Lục Lâm Thiên. Đám trưởng lão Hồ Nam Sinh, Trịnh Anh đi cùng. Gặp Lục Lâm Thiên, Đỗ Vân Sơn nặn nụ cười gượng gạo khó xem. Lục trưởng môn có bị sao không? Lục Lâm Thiên thều thào. Ra là Đỗ trưởng lão. Vô cùng xin lỗi, ta bị thương quá nặng không thể xuống giường hành lễ chào. Đám người Phương Tân Kỳ đứng một bên nhìn suýt bật cười, thầm than trưởng môn đóng kịch giỏi thật. Đỗ Vân Sơn nói. Không sao, thật không ngờ trưởng lão Cửu Hoa Môn đánh lén Lục trưởng môn. Trong lòng Đỗ Vân Sơn thì thầm nghi ngờ. Với thực lực của trưởng lão Cửu Hoa Môn nếu đánh lén Lục Lâm Thiên thì tại sao hắn chưa chết? Lục Lâm Thiên thở dài thườn thượt. Ta cũng không ngờ, may mắn số ta lớn. Nhưng không ngờ đại trưởng lão trong môn của ta biết được tin liền dẫn người đi Cửu Hoa Môn. Ta vừa mới nhận được tin, đại trưởng lão trực tiếp diệt Cửu Hoa Môn, rất xin lỗi. Lục Lâm Thiên tỏ vẻ rất là đau buồn thương tiếc. Đỗ Vân Sơn biến sắc mặt nói. Tuy Cửu Hoa Môn hơi quá đáng nhưng dù gì là thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông ta. Hành động của Phi Linh Môn làm Quỷ Vũ Tông rất khó xử, dù Lục trưởng môn nói trưởng lão Cửu Hoa Môn đánh lén Lục trưởng môn nhưng phải có chứng cứ mới được. Nếu không chỉ sợ môn phái khác có lời oán trách. Biểu tình Lục Lâm Thiên bình tĩnh lòng thì hiểu rằng Quỷ Vũ Tông muốn mượn cơ hội khó xử Phi Linh Môn, Cửu Hoa Môn có bị tiêu diệt hay không chẳng ảnh hưởng gì lớn đến Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Đỗ trưởng lão nói đúng, hôm qua ta đã gặp đại trưởng lão, ta sẽ kêu đại trưởng lão đi Quỷ Vũ Tông giải thích với các vị. Mọi người đều là cáo giả, nghe hiểu ngay ngụ ý của Lục Lâm Thiên. Hắn nâng ra cường giả linh suất trong Phi Linh Môn, nếu Quỷ Vũ Tông muốn kiếm chuyện thì Phi Linh Môn cũng không dễ ăn hiếp. Nếu cường giả linh suất đi Quỷ Vũ Tông một chuyến, sợ là Quỷ Vũ Tông cũng không chịu nổi. Cơ mặt Đỗ Vân Sơn co giật nhẹ, gã nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Lục trưởng môn nói nghiêm trọng, ta thấy Lục trưởng môn sẽ không nói dối, Cửu Hoa Môn xem như đáng tội. Nhưng đại trưởng lão trong Phi Linh Môn xuống tay hơi nặng, hiện tại Cửu Hoa Môn bị tiêu diệt. Không ai quản lý địa bàn, không biết Phi Linh Môn của Lục trưởng môn có hứng thú không? Lục Lâm Thiên nói. Đỗ trưởng lão, thực lực của Phi Linh Môn ta không đủ, không cần. Loại chuyện này không có ích lợi gì, ta không muốn dính vào rắc rối. Đa tạ ý tốt của đại trưởng lão. Lục Lâm Thiên biết Quỷ Vũ Tông sẽ không tốt bụng như vậy, rõ ràng là đang thăm dò hắn. Đỗ Vân Sơn nói. Lục trưởng môn hãy dưỡng thương đi. Ta phải về bẩm báo cho tông chủ chuyện Cửu Hoa Môn ngay. Lục Lâm Thiên nói. Vậy không giữ Đỗ trưởng lão lại lâu. Đám trưởng lão Hồ Nam Sinh đưa người Quỷ Vũ Tông ra ngoài. Người Quỷ Vũ Tông vừa đi Lục Lâm Thiên lập tức bật dậy, khóe môi cong lên. Hoàng Bác Nhiên cười gian nói. Trưởng môn giả bộ giống thật. Giống sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Không giống chút nào. Chút thủ đoạn này ở trong mắt tu vi giả như Đỗ Vân Sơn liếc sơ nhìn thấu ngay ta giả bộ bị thương. Hoàng Bác Nhiên khó hiểu hỏi. Không thể nào, vậy tại sao trưởng môn còn giả bộ bị thương nặng? Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ, Trương Minh Đào, Lưu Nhất Thủ đứng trong phòng cũng rất khó hiểu. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm nói. Nhớ kỹ, giả đò cũng là môn học vấn, một loại cảnh giới, tùy theo ngươi giả đò như thế. Có một số việc trong lòng hai bên đều hiểu nhưng không thể bày ra ngoài nói thẳng, vậy đành giả bộ để tạo bậc thang leo xuống. Lục Lâm Thiên giải thích làm mọi người hiểu ra, được ích lợi nhiều, ai nấy tôn sùng cảm thán rằng. Trưởng môn không uổng là trưởng môn. Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên sửa soạn xong cưỡi thiên sĩ tuyết sư bay khỏi Phi Linh Môn, mục tiêu là Bạch Vân Hiệp cách 10 vạn dặm.
Tuyến đường 10 vạn dặm tuy không gần nhưng Lục Lâm Thiên không để bụng, với tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ mấy ngày là tới. Lục Lâm Thiên ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư giữa không trung, hắn ngần ngừ một lúc rồi bỏ một viên đan dược tam phẩm hậu giai vào miệng. Đan dược hóa thành năng lượng khổng lồ, Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, luyện hóa năng lượng thành chân khí tinh thuần chảy vào đan điền khí hải. Đã lâu Lục Lâm Thiên không luyện hóa năng lượng trong đan dược, giờ luyện hóa năng lượng đan dược làm hắn thầm cảm thán. Năng lượng đan dược và luyện hóa chân khí của người khác cách biệt thật xa, năng lượng yếu hơn nhiều, tốc độ luyện hóa cũng chậm chạp. Nếu người khác biết suy nghĩ trong đầu Lục Lâm Thiên sẽ xấu hổ tự tử. Trực tiếp nuốt đan dược tu luyện đã là nhanh hơn tốc độ tu luyện của người bình thường gấp mấy chục lần. Thiên Sĩ Tuyết Sư như sao xẹt lao nhanh qua bầu trời, Tiểu Long nằm trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Bất giác người nó tỏa ánh sáng vàng nhạt. Thời gian chậm rãi trôi, đến ngày thứ hai, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ quanh người Lục Lâm Thiên, năng lượng vô hình trong thiên địa bị hút vào người hắn. Khí thế tăng vọt, không gian trong đan điền khí hải mở rộng gấp mấy lần. Lục Lâm Thiên lại đột phá. Hiện tại đã đến linh sư thất trọng. Một lát sau khí thế ổn định lại, Lục Lâm Thiên thở ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Phù! Lục Lâm Thiên mở mắt ra, thấy Tiểu Long tỏa vầng sáng vàng nhạt, vẻ mặt hắn mừng rỡ. Lục Lâm Thiên thì thào. Tiểu Long sắp đột phá. Xem khí thế từ người Tiểu Long có dấu hiệu đột phá. Tiểu Long sắp đột phá cần nhiều thời gian, Lục Lâm Thiên thu nó vào ngực mình. Lục Lâm Thiên ở trên cao, nhìn khí lưu dưới bầu trời xẹt qua, hắn cảm giác sau khi Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá đến trung kỳ tam giai thì tốc độ lại tăng nhanh nhiều. Thiên Sĩ Tuyết Sư là vương giả trong yêu thú phi hành phong hệ, tốc độ của nó rất nhanh, yêu thú tứ giai bình thường khó thể đuổi kịp. Lục Lâm Thiên rảnh rỗi đành tiếp tục tính tọa ổn định tu vi của mình. Chân khí, linh lực vừa đột phá không lâu, Lục Lâm Thiên không thể cắn nuốt rồi đột phá tiếp, dục tốc bất đạt. Dù sao gần đây tu vi tiến bộ nhanh, Lục Lâm Thiên đã rất vừa lòng. Trong một dãy núi uốn lượn chập trùng, mênh mông vô bờ. Giờ là tiết xuân, cỏ cây xanh ngắt, biển rừng bao la. Trong biển rừng xanh điểm xuyết mấy khóm hoa dại đủ màu. Trong dãy núi có một ngọn núi đứng thẳng ngàn thước, nguy nga sừng sững, đá lởm chởm. Một vách đá dựng đứng đâm thẳng sườn núi tựa như thương long ngẩng đầu, khí thế phi phàm. Trên ngọn núi này có nhiều các kiến trúc, tựa như quỷ phủ thần công. Trong một đình viện có một thiếu nữ nhìn chằm chằm một đóa hoa dại không tên nở bên cạnh hòn đá núi trước mặt mình. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp, da trắng ngọc ngà lóe vầng sáng, tóc đen như gỗ mun, mặt mày tinh xảo tựa điêu khắc bằng ngọc. Cần cổ thon dài, đôi mắt sâu thẳm, răng trắng mắt sáng. Hình dung từ khuynh quốc khuynh thành không đủ để miêu tả thiếu nữ. Thiếu nữ khoảng 18, 9 tuổi. Váy dài hào phục màu lục tôn lên đường cong yêu kiều. Nếu Lục Lâm Thiên nhìn thấy sẽ nhận ra ngay đó là thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lục trong sơn mạch vụ đô bị hắn vô tình thấy nàng lõa thân, nàng hành hạ hắn mấy lần. Một nha hoàn thanh tú bước tới. Tiểu thư, tông chủ kêu tiểu thư đi qua. Nếu Lục Lâm Thiên có mặt cũng nhận biết nha hoàn thanh tú này, nàng cũng bị hắn nhìn thấy hết thân thể. Thiếu nữ áo lục ngước lên hỏi. Biết rồi. Đông Mai có biết phụ thân kêu ta đi có chuyện gì không? Nha hoàn thanh tú trả lời. Hình như liên quan đến đại hội tam tông tứ môn 2 năm sau. Nghe nói tông chủ chọn lựa nhiều đệ tử thân truyền tham gia tôi luyện. Thiếu nữ thản nhiên nói. Được rồi, đã biết. Hai thiếu nữ chậm rãi ra khỏi đình viện. Lại 3 ngày qua đi, Lục Lâm Thiên mở mắt ra. Bên dưới bầu trời trước mặt hắn là dãy sơn mạch liên miên. Sơn mạch nguy nga. Ánh nắng chiếu rọi vách đá sáng lấp lánh. Rừng núi rậm rạp trong sơn mạch, mơ hồ thấy sắc xanh đầy núi. Cả sơn mạch đồ sộ, ngẫu nhiên cô phong sừng sững. Trong sơn mạch cây cối sum xuê, che xanh rợp bóng, vách núi treo leo, có con sông chảy qua. Lục Lâm Thiên nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, chậm lại chút, ta tìm chỗ. Lục Lâm Thiên nhìn kỹ bên dưới. Theo thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nói thì trong Bạch Vân Hiệp có khói trắng dày che bên trên, người bình thường không dám đi vào. Cái này không khó tìm, nhưng không có địa chỉ cụ thể, đi vào sơn mạch mênh mông này thì hơi khó kiếm. Một lát sau, một dãy núi treo leo xanh gì đập vào mắt Lục Lâm Thiên, mây mù uốn lượn khúc chiết. Lục Lâm Thiên nói, là chỗ này, Tuyết Sư, chúng ta đáp xuống đi. Thiên Sĩ Tuyết Sư từ giữa không trung lao nhanh xuống.
Lục Lâm Thiên đặt chân trên đỉnh núi nhìn đằng trước, phương xa có mấy ngọn núi sừng sững, dãy núi chập trùng, xanh ngắt vừa cao vừa dốc. Mây mù che phủ, chính giữa có một hiệp cốc dài. Lục Lâm Thiên mừng thầm. Đây là Bạch Vân Hiệp. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh miêu tả về Bạch Vân Hiệp thì đúng là chỗ này. Lục Lâm Thiên thu Thiên Sĩ Tuyết Sư vào không gian thú nang, hắn đi vào hiệp cốc. Bạch Vân Hiệp rất đặc biệt, hai bên dợp bóng cây xanh, có hoa dại tô điểm, phong cảnh ven hiệp cốc xinh đẹp rực rỡ. Nhưng bên trên hiệp cốc che kín mây mù. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên, nửa ngày sau hắn xuyên qua hiệp cốc dài. Lục Lâm Thiên làm theo lời thôi hồn độc xuất đông vô mệnh dặn, đóng cái bè gỗ nhỏ dọc theo dòng sông nhỏ nghịch lưu mà lên. Xung quanh có nhiều ngã rẽ nhưng Lục Lâm Thiên không quan tâm. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ nếu không có địa chỉ cụ thể thật khó tìm được quỷ tiên nữ, nơi này tựa như mê cung. Lão độc vật biết cụ thể chỗ này, sợ là mối quan hệ của hai người không đơn giản. Lục Lâm Thiên ngược dòng lên khoảng 3.000 thước đến một sơn cốc bên bờ. Lục Lâm Thiên thầm mừng, hắn nhanh chóng nhảy lên sơn cốc. Trong sơn cốc dập sắc che xanh, có nhiều hoa dại cây xanh, rạt rào sự sống. Lối vào sơn cốc, trên một tảng đá to viết bốn chữ bằng máu, trông rất rùng rợn. Ai tự tiện xông vào, chết. Lục Lâm Thiên đang do dự có nên vào trong không, chợt nghe tiếng trời từ xa chậm rãi vọng lại. Thanh âm chui vào tai đánh thức linh hồn, lúc đầu nhịp nhẹ tựa suối chảy róc rách từ trên núi đổ xuống. Dần dần thanh âm trong trẻo tựa mưa phùn đầu xuân. Lòng Lục Lâm Thiên run lên, nghiêng tai lắng nghe, tiếng đàn chứa lực lượng kỳ dị hấp dẫn hắn lắng tai nghe. Giai điệu xoay quanh trên đỉnh đầu lại như tiếng thì thầm, Lục Lâm Thiên chìm đắm trong đó. Oanh oanh yến yến xuân xuân, hoa hoa liễu liễu chân chân, sự sự phong phong vận vận. Kiều kiều nộn nộn, đình đình đương đương nhân nhân. Thanh âm trong trẻo êm tai chậm rãi kể tâm sự của thiếu nữ, dịu dàng nhẹ nhàng. Chợt âm sắc thay đổi, trong du dương xen lẫn ai oán. Ngày nay quận trai lạnh, chợt nhớ khách trong núi. Giản đề thúc kinh tân, quy lai trừ bạch thạch. Muốn uống hớp rượu nhạt, xua gió lạnh đêm mưa. Lá rơi đầy núi vắng, đi đâu tìm tung tích. Sông rộng vân đê, đoạn nhạn khiếu tây phong. Ngày nay nghe mưa rơi xuống mái hiên, tóc mai đọng ánh sao. Bi hoan ly hợp luôn vô tình, nhấm nháp chuyện cũ dần đến trời sáng. Thanh âm ai oán triền miên, có chút kiều diễm tình ý, cầm âm hòa hợp, ẩn ý sâu sắc, như oán như than. Lục Lâm Thiên nghe mà chìm trong ý cảnh, không kịp được đi theo tiếng cầm. Giọng nữ lại đàn hát. Cầm tay nhìn nhau mắt lệ không nói nên lời. Năm xưa đã qua, ngày đẹp vui vẻ có ích chi. Dù có ngàn loại phong tình, biết nói cùng ai. Ba xuân qua đi chư phương tận, chuyện phồn hoa tan hương trần. Chút nỗi niềm vào giao cầm, thiếu chi âm, gảy đàn có ai nghe. Sóng mắt đưa ý, hận mật ước, vội vàng chưa xong. Rất nhiều phiền não chỉ vì khi đó để lại tình. Thanh âm truyền đến. Xuyên thấu chân trời du dương trôi xa. Lục Lâm Thiên chìm trong khúc nhạc thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Trong biển tre xanh có một lương đình dựng bằng tre, hai bóng người ở trong đó. Một thiếu nữ thanh tú khoảng 17, 8 tuổi đứng sau lưng một nữ nhân áo trắng. Chỉ thấy lưng nữ nhân áo trắng, nhìn hình dáng thì biết là một nữ nhân tuyệt sắc. Trước mặt nữ nhân, trên bệ tre đặt một chiếc cầm cổ dài. Thiếu nữ 17, 8 tuổi dường như bị hút vào ý cảnh ai oán. Nàng thẫn thờ đứng. Thiếu nữ khá xinh, cách ăn mặc rất nóng bỏng. Cung trang đỏ dán sát người, ngực cao V-Upsilon-T, tuổi nhỏ nhưng phát dục rất tốt. Đặc biệt váy ngắn trên đầu gối một khúc, lơ lửng giữa đùi, nếu ngồi xuống khom lưng sẽ thấy ngay phong cảnh bên trong. Cặp chân dài mang giày da ống cao, hấp dẫn mà nóng bỏng. Khúc nhạc ngừng, Lục Lâm Thiên bật thốt. Từ hay, nhạc hay. Thiếu nữ lấy lại tinh thần. Ngước lên nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt ngạc nhiên như thấy quỷ. Thiếu nữ hỏi nữ nhân áo trắng. Sư phụ, đây có phải là nam nhân không? Có nam nhân đến. Nữ nhân áo trắng đứng dậy. Ngươi là ai? Tại sao đến đây? Nữ nhân áo trắng xoay người lại, khuôn mặt quốc sắc thiên hương đập vào mắt Lục Lâm Thiên. Tóc tơ bới cao, mặt hoa da phấn, mắt hạnh mũi quỳnh, môi anh đào. Nữ nhân mặc váy trắng đơn giản, trắng thuần khiết không tì vết. Quang hào ẩn hiện. Mặt mày yêu kiều, cực kỳ xinh đẹp, khoảng 28, 9 tuổi. Nữ nhân đẹp như tiên, toát ra khí chất không dính chút khói lửa nhân gian. Tim Lục Lâm Thiên đập nhanh, nữ nhân quá đẹp,
nhưng xem bộ dáng nàng chưa tới 30 tuổi, chắc không phải quỷ tiên nữ. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh và quỷ tiên nữ nên cùng tuổi với nhau, sẽ không trẻ như vậy. Lục Lâm Thiên hành lễ nói. Ta tên Lục Lâm Thiên, vừa rồi nghe tiếng cầm như tiếng trời, theo thanh âm tìm đến đây. Có gì đắc tội xin tiểu thư đừng trách. Nữ nhân áo trắng phát ra khí lạnh. Nơi này không hoan nghênh người ngoài, ai tự tiện xông vào thì chết. Ngươi không trông thấy cảnh cáo bên ngoài sao? Thoáng chốc tay ngọc vươn ra từ ống tay áo, ánh sáng lục chói mắt bắn ra. Lục Lâm Thiên giật nảy mình, nhanh chóng thụt lùi. Dây leo rậm rạp bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên, không gian bị vặn vẹo, hắn không có sức đánh trả. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt nói. Tiểu thư, tiền bối, ta đến tìm quỷ tiên nữ, lỡ nghe tiếng cầm tìm đến nhưng người cũng không cần tấn công ta chứ. Chân khí bộc phát từ người Lục Lâm Thiên nhưng không thể tránh thoát dây leo rậm rạp. Thực lực của đối phương quá mạnh, cường đại tới mức hắn không chống cự được. Lục Lâm Thiên thầm hút ngụm khí lạnh, đẳng cấp thực lực thế này chắc chắn là vũ xuất. Chẳng lẽ người này chính là quỷ tiên nữ sao? Nữ nhân áo trắng hơi thay đổi sắc mặt sau đó lại lạnh nhạt nói. Nơi này không có quỷ tiên nữ gì, dù ngươi nghe tiếng cầm tìm đến, nếu ngươi là nữ nhân thì ta còn tha mạng cho. Đáng tiếc ngươi là nam nhân, nên ngươi phải chết. Lục Lâm Thiên hét to. Tiền bối. Ta không phải nam nhân, thật sự, tiền bối không thể gờ yêu ta ết ta. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Theo khía cạnh tâm lý học thì loại nữ nhân này rõ ràng bị thương chuyện tình cảm nên hận nam nhân thấu xương. Nữ nhân áo trắng biến sắc mặt, nhưng nhẹ tay hơn chút. Ngươi không phải nam nhân, vậy ngươi là nữ nhân sao? Lục Lâm Thiên la lên. Tiền bối, ta thật sự không phải nam nhân, ta là sử nam. Nói đúng hơn ta chỉ xem như nam hài. Không phải nam nhân. Nữ nhân áo trắng quát to. Dẻo miệng lắm, nếu đã là sử nam thì càng phải gờ yêu ta ít ngươi, tránh cho tương lai ngươi đi tai họa nữ nhân. Nữ nhân áo trắng mạnh tay hơn, vô số dây leo siết chặt người Lục Lâm Thiên làm hắn muốn nín thở. Lục Lâm Thiên hét to. Chết tiệt, nữ nhân này thật vô lý. Mới nghe có bài khúc cầm dở của người đã bị gờ yêu ta ít, thật không đáng giá. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ngươi dám nói khúc cầm của ta không hay? Lục Lâm Thiên kêu lên. Đúng vậy, trong mắt người bình thường có lẽ không tệ, nhưng nếu nghe kỹ thì rất tệ. Nữ nhân áo trắng mặt không biểu tình nhưng thu tay về. Ngươi hiểu cầm sao, tốt nhất là có thể nói có lý chút, không thì trong núi này có nhiều yêu thú, ta không ngại đưa ngươi cho yêu thú no bụng. Dây leo rậm rạp bao kín người Lục Lâm Thiên chớp mắt biến mất, hắn té cái bịch xuống đất. Nữ nhân áo trắng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Nói mau, cầm của ta có chỗ nào dở? Khúc của ta có chỗ nào không hay? Lục Lâm Thiên ra vẻ thâm ảo nói. Tiền bối, đơn thuần thì cầm kỹ của tiền bối không còn gì soi mói, đăng phong tạo cực. Khúc phổ của tiền bối cũng rất tốt, khúc vận uyển chuyển, người nghe như rơi vào cảnh tượng, cảm nhận được thế giới trong lòng tiền bối. Trong mắt người bình thường thì khúc nhạc không còn gì để chê. Nhưng trong mắt người hiểu cầm thì chỉ xem như mới nhập môn. Sắc mặt nữ nhân áo trắng tốt hơn chút, hỏi dồn. À, ngươi nói nghe thử. Lục Lâm Thiên nói. Cầm của tiền bối tốt nhưng tiếng cầm hơi đơn điệu. Khúc cũng hay, nhưng âm điệu quá bi thương, khiến người nghe dù rơi vào cảnh tượng lại ở trong ai oán. Không ai dám động lại ai oán trong lòng mãi, nên người bình thường nghe cầm của tiền bối xong chỉ có thể ta thán nhưng không nhớ kỹ. Tiếng cầm nên là quanh quẩn bên tai 3 ngày, khiến người lưu luyến quên về, đêm ngày nhớ. Lục Lâm Thiên tạm dừng một lúc, thấy nữ nhân áo trắng có vẻ đã bị hắn ba hoa lừa dối, tiếp tục bảo. Còn nữa, lời nhạc của tiền bối. Năm xưa đã qua, ngày đẹp vui vẻ có ích chi. Dù có ngàn loại phong tình, biết nói cùng ai. Ba xuân qua đi chư phương tận, chuyện phồn hoa tan hương trần. Chút nỗi niềm vào giao cầm, thiếu chi âm. Gảy đàn có ai nghe? Sóng mắt đưa ý, hận mật ước, vội vàng chưa xong. Rất nhiều phiền não chỉ vì khi đó để lại tình. Tuy lời đẹp, ý hay nhưng khó thấm vào lòng người, ta đoán trong lòng tiền bối hận một nam nhân rồi lại không thể quên người đó. Lục Lâm Thiên nói xong thấy sắc mặt nữ nhân áo trắng hơi thay đổi, thầm nghĩ nói nhăng cuội một hồi rốt cuộc hù được nữ nhân này. Lục Lâm Thiên cười hiểm, hắn làm gì biết cầm với nhạc. Mấy lời này là của các chuyên gia học giả kiếp trước, nói một đống lời sáo rỗng rồi cộng thêm trọn xương trong trứng gà, thoạt trông Lục Lâm Thiên như cao thủ.
Thiếu nữ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn Lục Lâm Thiên, bị hắn hù sửng sốt. Nữ nhân áo trắng nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nếu ngươi nói cầm của ta không tốt vậy ngươi hãy đàn cho ta nghe xem. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiền bối, ta nói miệng còn được chứ bảo đàn thì ta thua. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ chuyên gia trong TV cũng vậy, nói có lớp có lang đàng hoàng, bảo mấy chuyên gia thực tiễn thì hoàn toàn tịt ngòi. Nữ nhân áo trắng nét mặt xa sầm nói. Vậy tức là ngươi đang lừa ta. Người nữ nhân áo trắng phát ra khí lạnh. Nếu ngươi không đàn thì ta sẽ gợi yêu ta ết ngươi ngay. Lục Lâm Thiên sụ mặt xuống. Tiền bối nương tay, để ta thử xem. Nếu Lục Lâm Thiên không đàn sợ là sẽ bị nữ nhân này gợi yêu ta ết thật. Nữ nhân áo trắng theo dõi Lục Lâm Thiên bước lên lương đình, đi tới bên bệ tre. Lục Lâm Thiên nhìn cầm cổ đặt trên đài, thầm ngạc nhiên. Đây là ngũ huyền cầm, Lục Lâm Thiên có học một chút trong ngoại khóa ở trường, nhưng hắn toàn học thất huyền cầm, làm sao đàn ngũ huyền cầm được. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói. Còn không đàn đi, ta muốn nhìn xem cảnh giới ngươi nói đến trình độ gì. Lục Lâm Thiên nhìn ngũ huyền cầm, chân mày giãn ra. Tiền bối còn cây cầm khác không? Có lẽ hắn có thể dở chút mưu kế vượt qua ải này. Vẻ mặt nữ nhân áo trắng do dự một chút, chữ vật giới chỉ trên ngón tay lóe ánh sáng, một cây cầm cổ màu xanh đặt trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn cây cầm cổ màu xanh, ngó bộ dáng biết ngay không rẻ tiền, giá trị rất cao. Lục Lâm Thiên không khách sáo, kiểm tra sơ rồi gỡ hai cây huyền cầm trước cặp mắt ngạc nhiên của nữ nhân áo trắng, thiếu nữ. Nữ nhân áo trắng hỏi ngay. Ngươi làm gì? Ngươi yêu cầm, xem cầm như mạng sống. Nhìn Lục Lâm Thiên hủy hoại cây cầm tốt của mình làm nữ nhân áo trắng tức giận. Lục Lâm Thiên cười bí hiểm. Lát nữa tiền bối sẽ biết. Lục Lâm Thiên loay hoay ngắm nghía cầm cổ thứ nhất, cột hai cầm huyền vào hai bên cầm cổ, xác định cột chắc rồi lại thử tiếng. Lát sau Lục Lâm Thiên cười vừa lòng, tuy bộ dáng không đẹp nhưng ngũ huyền cầm đã bị Lục Lâm Thiên đổi thành thất huyền cầm. Nhìn Lục Lâm Thiên loay hoay ngũ huyền cầm, ban đầu nữ nhân áo trắng biểu tình cực kỳ khó xem nhưng không phản đối, coi như mặc nhận, cuối cùng thấy ngũ huyền cầm biến thành thất huyền cầm thì lộ vẻ ngạc nhiên. Nữ nhân áo trắng chưa từng thấy qua thất huyền cầm. Lục Lâm Thiên nhìn thành quả của mình, hắn cũng rất vừa lòng, không ngờ mình tài như vậy. Ngũ huyền cầm và thất huyền cầm khác nhau nhiều. Theo Lục Lâm Thiên biết thì cầm cổ chia mấy loại, kiếp trước cầm cổ ban đầu là 5 sợi. Đến thời Xuân Thu phát triển thành 7 giây, cuối thời Chiến Quốc tăng lên 12 giây, đời nhà Tùy 13 giây, đời nhà Thanh 16 giây, thập niên 60 đến 21. Trước khi Lục Lâm Thiên Xuyên không từng thấy 26 sợi dây đàn. Nhưng trong tất cả biến đổi đó, thất huyền cầm được công nhận là thể hiện đặc điểm cầm cổ tốt nhất, thể hiện được phong cách cổ xưa. Tuy thất huyền cầm chỉ có 7 giây nhưng một giây nhiều âm, âm vực rộng hơn 4 quãng 8. Nhờ vào 13 cầm trưng trên mặt và hai ám hu y hai bên có thể đàn ra nhiều âm bội và âm ẩn, giai điệu huyền chuyển xa xăm, cổ xưa, trang nhã, biểu hiện phong phú, có nội hàm, tràn đầy tình cảm. Ngũ huyền cầm không thể sánh bằng thất huyền cầm về điểm này, nên Lục Lâm Thiên nảy ý hay sử dụng thất huyền cầm gỡ khó. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói. Ta thật muốn xem ngươi biến cầm này thành thất huyền sẽ có thay đổi khác lạ gì. Lục Lâm Thiên không đáp lời. Hắn đứng bên bệ tre, vung tay áo từ từ ngồi xuống nhưng không đàn ngay. Nữ nhân áo trắng quát. Sao còn chưa đàn? Lục Lâm Thiên liếc nữ nhân áo trắng. Tiền bối, có vẻ tiền bối thật sự là chưa nhập môn. Nữ nhân áo trắng giận. Ngươi! Lục Lâm Thiên không để nữ nhân áo trắng nói hết, tiếp tục bảo. Cầm giả có 5 điều không đàn, cũng gọi là ngũ giới. Thứ nhất, gió rít mưa rào không đàn. Gió rít thanh khô. Mưa rào âm trúc chắc, cho nên không đàn. Thứ hai, không đàn hồng trần. Vì phố thị huyên náo, tạp âm không yên, nặng tục khí, trái với cầm cao nhã. Thứ ba, không đàn cho tục nhân nghe. Người thô tục phố phường không hiểu thú vui tao nhã, không biết phong tình, khó cảm cái rượu của cầm đạo, không là chi âm. Thứ bốn, không ngồi không đàn. Cầm giả cần bình tĩnh ung dung, không thể nóng nảy. Cho nên cầm giả không được đứng đánh đàn. Thứ năm, y phục không ngay ngắn không đàn, cầm giả khi đánh đàn thì thể xác và tinh thần phải sạch sẽ. Không biết có phải nữ nhân áo trắng bị mấy lời Lục Lâm Thiên nói rung động, nàng hỏi tới. Đánh đàn còn phải chọn thời gian và địa điểm sao? Có thể nói như vậy.
Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói. Cầm giả tức cầm, ôn dưỡng tính tình, không xa hoa, không bản quyền. Nếu đánh đàn phải chọn tính thất cao trai, hoặc trên tầng lầu, hoặc trong rừng cây, hoặc trên đỉnh núi, hoặc bên dòng nước. Lương đình trong rừng trúc của tiền bối không tệ. Lục Lâm Thiên tạm dừng một lúc, nói tiếp. Khi đánh đàn phải trong đêm trăng thanh gió mát, lòng không tạp niệm, khí huyết bình ổn thì mới thần hợp linh, cùng đạo hợp diệu. Chỉ tiếc cầm giả khó gặp tri âm. Nữ nhân áo trắng thì thào. Khó gặp tri âm. Dường như nữ nhân áo trắng nhớ đến điều gì. Lục Lâm Thiên thấy hết, thầm cười trong bụng. Mặt ngoài Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói. Ta vốn không đánh đàn, không gặp tri âm thì ta thả một mình với trăng thanh gió mát, rừng rậm đá núi, khỉ hoang hạc giả, đánh đàn cho vui còn hơn cho người nghe. Nữ nhân áo trắng nét mặt xa sầm hỏi. Hay ngươi cho rằng ta không đủ tư cách nghe ngươi đánh đàn? Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Tất nhiên là không, tiền bối hoàn toàn đủ tư cách. Bây giờ có thể đàn. Tay trái ấn dây, tay phải gãy. Đinh! Tiếng cầm đầu tiên vang lên, làn điệu du dương như tắm trong gió xuân. Nói về thất huyền cầm, không phải Lục Lâm Thiên khoe gì nhưng kiếp trước hắn từng nghiêm túc học một thời gian. Đương nhiên không phải Lục Lâm Thiên có hứng thú với cầm cổ, chẳng phải trong lớp học cầm có Hoa Khôi hắn thầm mến 3 năm. Kết quả Lục Lâm Thiên vừa mới báo danh học thì Hoa Khôi đã tốt nghiệp. Cổ cầm âm lượng nhẹ mà ẩn. Lục Lâm Thiên cố gắng vì mạng nhỏ của mình nên tập trung tinh thần. Lục Lâm Thiên nhớ lão sư dạy cầm từng nói đánh đàn cũng là đàn cho mình, chỉ khi mình bị cảm động mới làm người cảm động. Muốn đàn tốt yếu quyết là tâm tình và tự nhiên, thiên nhân hợp nhất là chốn thiên đường cho cầm giả, mới rồi Lục Lâm Thiên nói một đống lời đó không hoàn toàn là bậy bạ. Năm ngón tay phải Lục Lâm Thiên bắt đầu gảy, móc, vỗ, nâng, vuốt, đánh, nảy, nhấn, từng giai điệu du dương uyển chuyển chảy ra. Lục Lâm Thiên tĩnh tâm tập trung tinh thần, tiếng cầm xa xưa tràn đầy tình cảm, cổ xưa mà trang nhã, rời xa thế tục. Nếu là người kiếp trước có mặt lắng nghe biết ngay Lục Lâm Thiên đàn bài, mai hoa tam lộng tinh phẩm trong cầm. Lục Lâm Thiên hé môi hát. Đốm lửa ánh đèn, tiếng người văng vẳng, ca không hết loạn thế phong hỏa. Mấy độ luân hồi, mấy đời liếc mắt nhìn lại. Rốt cuộc vì đâu một thân giang nam yên vũ, phúc thiên hạ, tạo phúc thiên hạ, khi hoa tàn chỉ là thoáng qua. Nửa đời nhung mã. Muôn đời luân hồi, một thoáng xuân mang đi hồng nhan già, hoa rụng người mất hai không biết. Nửa đời lưu ly, ly biệt buồn thương diễn ra trong kết thúc. Trầm luân mê mẩn, ai có thể thức tỉnh. Nghe Lục Lâm Thiên khẽ hát, nữ nhân áo trắng ngạc nhiên, lát sau mi mắt khép, khuôn mặt thả lỏng chìm đắm trong đó. Lục Lâm Thiên tiếp tục hát. Nửa ngọn thanh đăng, cổ Phật làm bạn, đêm trăng góc thành, phong bình lầu cát. Một vòng tuổi hoa một khúc hát, khói ấm sơ trang, 3000 tóc tơ như dòng nước, vì quân điểm họa thành si. Tích lũy một đời cuồng si biết gửi cho ai. Không sợ hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây không người lắng nghe. Một khúc đàn không, quấn quanh hán phú nguyên khúc, một cây tỉ bà, mịt đường thi tống tử. Tà lãm tàn tiêu, si luyến mưa thanh minh, phồn hoa mất hết, ai hứa hẹn cho ta một khúc thiên hoang địa lão. Khúc mai hoa tam lộng làn điệu uyển chuyển. Tuy là giai điệu của người xưa nhưng giống như Lục Lâm Thiên đặc biệt viết lời cho nữ nhân áo trắng. Đoán chừng 50% nữ nhân áo trắng bị thất tình, vì khiến nàng sinh ra cộng minh nên Lục Lâm Thiên dở chút thủ đoạn nhỏ. Khúc nhạc dần kết thúc, bất giác Lục Lâm Thiên chìm đắm vào đó, tiếng cầm nhập vào đầu. Tiếng cầm như ngạo mai trên vách vực, u lan trong khe cốc, biển tre dưới áng mây, thủy tiên bên dòng suối, không đến đẳng cấp quanh quẩn bên tai 3 ngày nhưng cũng đến cảnh giới nhất định. Cộng với Lục Lâm Thiên dùng thất huyền cầm, phối hợp làn điệu uyển chuyển của mai hoa tam lộng, ngũ huyền cầm không cách nào đàn được như vậy. Lục Lâm Thiên tự biết cầm nghệ không bằng nữ nhân áo trắng, hắn đành chiếm chút ưu thế nhờ vào thất huyền cầm. Giai điệu cuối cùng dứt, Lục Lâm Thiên ngoái đầu nhìn. Thiếu nữ đứng bên cạnh hoàn toàn chìm trong khúc nhạc, nữ nhân áo trắng thì từ từ mở mắt ra. Một lát sau nữ nhân áo trắng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nói. Thất huyền cầm quả nhiên cực diệu, nhưng cầm kỹ của ngươi bình thường. Nếu không có diệu dụng của thất huyền cầm e rằng ngươi không đàn được khúc nhạc này. Bài này rất khá, ngươi điền lời cực tốt, nhưng khi ngươi hát lên rõ ràng là không đồng cảm vẫn cố truyền tải cái buồn, không ốm mà rên. Lục Lâm Thiên giật mình nói. Tiền bối quá sâu sắc. Ánh mắt của nữ nhân áo trắng thật sắc bén, Lục Lâm Thiên đàn khúc nhạc ai oán vì hùa theo nàng.
Lục Lâm Thiên chưa từng thất tình, thậm chí chưa yêu ai bao giờ, làm sao hiểu được yêu hận triền miên. Nữ nhân áo trắng lạnh nhạt nói. Nghĩ tình ngươi hiểu cầm, hãy đi đi, ta tha mạng cho ngươi. Lần sau còn dám đến nữa sẽ gỡ yêu ta ết không tha. Lục Lâm Thiên nói. Tiền bối, ta đến tìm quỷ tiên nữ tiền bối, sau khi tìm được sẽ đi ngay. Mục đích của Lục Lâm Thiên là tìm quỷ tiên nữ, nếu hắn đi bây giờ sẽ uổng công. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói. Ta nói rồi, nơi này không có quỷ tiên nữ. Khuôn mặt xinh đẹp đã thay sắc lạnh băng. Lục Lâm Thiên ngần ngừ một lúc, nói. Tiền bối, là thôi hồn độc suất đông vô mệnh kêu ta đến. Lục Lâm Thiên thầm đoán nữ nhân áo trắng có 50% là quỷ tiên nữ Bạch Doanh, nhưng xem tuổi thì không giống. Lục Lâm Thiên nói xong quan sát kỹ phản ứng của nữ nhân áo trắng qua đó suy đoán. Nữ nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng. Hừ. Khí lạnh tăng mạnh, nữ nhân áo trắng đánh ra thủ ấn, vài luồng sáng ngưng tụ lại. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống thầm nghĩ. Nguy rồi. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thụt lùi. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên cứ tưởng nữ nhân áo trắng xuống tay với hắn, nhưng nàng đánh ra vài luồng sáng rồi cùng thiếu nữ biến mất. Trong không khí văng vẳng thanh âm. Nếu là tên kia phái ngươi đến thì càng nên chết. Ta sẽ nhốt chết ngươi trong mê lâm trận này. Ta đã chuẩn bị mê lâm trận cho riêng tên khốn đó, giờ khai đao với ngươi trước. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Thật sự là quỷ tiên nữ. Nhìn phản ứng của nữ nhân áo trắng thì 90% nàng là quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Lục Lâm Thiên thầm hối hận không nghe lời dặn của thôi hồn độc suất đông vô mệnh. Lão độc vật nói tuyệt đối đừng nhắc đến tên lão, nay xem ra quỷ tiên nữ rất hận lão độc vật. Lục Lâm Thiên hét to. Tiền bối, thật ra ta và lão độc vật không quá thân. Nhưng không ai đáp lại Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên biểu tình cực kỳ khó xem, hắn nhìn xung quanh. Mọi thứ không thay đổi, vẫn ở trong lương đình, nhưng con đường sau lưng không còn, cầm cổ trong lương đình cũng biến mất. Bốn phía là rừng tre, nhìn không thấy cuối. Lục Lâm Thiên thì thào. Mê lâm trận, ta muốn xem thử có thể phá được nó không. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh từng nói quỷ tiên nữ Bạch Doanh mặc dù là vũ giả nhưng tạo nghệ trận pháp cũng không thấp. Lục Lâm Thiên quan sát kỹ xung quanh, nghiên cứu trận pháp. Mê lâm trận xem như một loại trong pháp trận, vũ giả mà có thể bày pháp trận làm Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh thật là không tầm thường. Lục Lâm Thiên xem xét kỹ rừng tre, hắn đi vào trong. Rừng tre giống y như đúc, mỗi cây tre kích cỡ, độ dài ngắn y như nhau. Nếu đi nhầm một bước sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên, mọi ngã rẽ trong rừng tre y hệ nhau, không có gì khác biệt. Trong đầu Lục Lâm Thiên nhớ kỹ lại ghi chép về trận pháp trong Thiên Linh Lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Mê lâm trận có vẻ là một ảo trận, sinh ra nhiều biểu hiện giả dối trong não hắn. Nhưng Lục Lâm Thiên ở trong trận nên không nhìn ra thật giả được. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Không tin không phá được ngươi. Nghĩ vậy nhưng Lục Lâm Thiên vẫn cố nhớ lại ghi chép về trận pháp trong Thiên Linh Lục. Nhờ có Thiên Linh Lục nên Lục Lâm Thiên đạp bước người đi trước, khởi điểm cao hơn người rất nhiều về mặt trận pháp. Tuy Lục Lâm Thiên nước tới chân mới nhảy nhưng nhờ có phao Thiên Linh Lục nên sẽ không chết đuối. Một lát sau Lục Lâm Thiên chìm đắm trong nghiên cứu trận pháp, hắn luôn không có thời gian rảnh cẩn thận nghiên cứu, lúc này ở trong mê lâm trận giúp hắn có dịp bình tâm nghiên cứu. Sâu trong cốc. Trong một đình viện đơn giản, trong một cái sân, nữ nhân áo trắng nhìn chằm chằm Thất Huyền Cầm trên bàn đá, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nữ nhân áo trắng thì thào. Tiểu tử này có chút tài hoa, tuổi nhỏ đã hiểu sâu sắc về cầm, khúc từ đó rất khá. Thiếu nữ đứng bên cạnh tò mò hỏi. Sư phụ, người vừa rồi là nam nhân sao? Nữ nhân áo trắng nói. Mỗi một nam nhân đều không phải thứ tốt, người hãy tránh xa hắn ra. Thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Nhưng thưa sư phụ, hắn nói hắn là nam hài, nam nhân và nam hài có gì khác nhau sao? Thiếu nữ hoàn toàn không hiểu sự đời. Nữ nhân áo trắng á khẩu. Cái đó. Nữ nhân áo trắng qua loa. Cái đó, chờ sau này ngươi tự biết. Thiếu nữ nhỏ giọng nói. À, nhưng ta thấy nam nhân kia không tệ, không xấu như sư phụ nói. Nữ nhân áo trắng lườm thiếu nữ. Ngươi thì biết gì, nam nhân xấu xa toàn giấu trong lòng. Nữ nhân áo trắng tiếp tục bảo. Xa xa, sư phụ sẽ bế quan mấy ngày nghiên cứu cầm này,
người ngoan ngoãn đừng chạy ra ngoài. Thiếu nữ hỏi, sư phụ, nam nhân này xử lý thế nào? Nữ nhân áo trắng nói, hắn không chết được, cũng không ra được, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi. Nữ nhân áo trắng cầm thất huyền cầm đã qua tay Lục Lâm Thiên sửa lại, rời khỏi sân. Thời gian chậm rãi trôi, hai ngày sau, Lục Lâm Thiên vẫn bị nhốt trong mê lâm trận. Hắn đã hiểu chút ít về ảo trận này, nhưng không cách nào tìm được lối ra. Lục Lâm Thiên thầm than. Trận này không tầm thường. Hai ngày nay tìm hiểu, Lục Lâm Thiên hiểu rõ hơn về mê lâm trận. Trận pháp này không yếu, tuy là ảo trận nhưng người bày trận thay đổi thủ đoạn là ảo trận vẫn có nhiều công kích chí mạng. Tình huống trong mê lâm trận hiện nay không có nguy hiểm gì với Lục Lâm Thiên, chắc vì quỷ tiên nữ chỉ muốn giam cầm chứ không gợi yêu ta ết người. Lúc này Lục Lâm Thiên chỉ còn nước làm liều thử đủ cách. Tiền bối, ta biết người chính là quỷ tiên nữ tiền bối. Lão độc vật kêu ta nói với tiền bối là lão độc vật rất nhớ người, tiền bối có nghe thấy không? Lục Lâm Thiên mới dứt lời bên tai nghe một chuỗi tiếng cười. Lục Lâm Thiên nghe ra là giọng của thiếu nữ chứ không phải nữ nhân áo trắng. Thiếu nữ cất tiếng nói. Nam hài, sư phụ của ta bế quan, sư phụ sẽ không nghe lời ngươi nói đâu. Thanh âm như gần bên tai lại xa tận chân trời. Nam hài. Xưng hô làm Lục Lâm Thiên nhíu mày khó chịu. Lục Lâm Thiên hỏi. Tiểu thư có thể thả ta ra ngoài không? Thiếu nữ đáp. Ta không biết mở mê lâm trận, dù ta có muốn thả ngươi ra cũng không được. Hơn nữa sư phụ nói nam nhân không phải thứ tốt, ta không thả ngươi. Lục Lâm Thiên phản bác. Lời sư phụ của tiểu thư nói chưa chắc là đúng. Lục Lâm Thiên bước tới trước theo hướng phát ra thanh âm. Thiếu nữ cãi lại. Bậy bạ, sư phụ sẽ không lừa ta, ta không thèm nói với ngươi nữa. Lục Lâm Thiên hỏi. Thật sự, sư phụ của tiểu thư lừa nàng, tiểu thư có biết nam nhân không? Một lát sau giọng thiếu nữ vang lên. Không, ta ở cùng sư phụ từ nhỏ, chưa từng rời khỏi chỗ này. Dường như thiếu nữ đổi ý muốn tán gẫu với Lục Lâm Thiên. Tiếp theo Lục Lâm Thiên dẻo miệng vừa lừa vừa dụ thiếu nữ khai hết mọi thứ ra. Thiếu nữ sống cùng sư phụ từ nhỏ, họ Bạch giống sư phụ, tên nàng là Bạch Sa Sa. Họ Bạch, Lục Lâm Thiên càng chắc chắn nữ nhân áo trắng xinh đẹp chính là quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Bạch Sa Sa sống trong sơn cốc này 15 năm, 3 tuổi vào sơn cốc rồi chưa từng ra ngoài. Có thể nói Bạch Sa Sa hoàn toàn không hiểu chuyện đời, tò mò với mọi thứ, ngây thơ như trang giấy trắng. Lục Lâm Thiên hỏi tiếp. Sư phụ của tiểu thư bế quan bao lâu mới đi ra? Thiếu nữ đáp. Không biết, sư phụ nghiên cứu cầm cổ, không biết mất bao lâu. Lục Lâm Thiên đang quay về Lương Đình hai hôm trước hắn đã đánh đàn. Lục Lâm Thiên đi dạo một vòng quanh Lương Đình, cuối cùng đến gần một gốc tre xanh. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm cây tre, tay bắn ra ánh sáng vàng. Lục Lâm Thiên giang hai tay nhổ bật gốc cây tre. Cây tre xanh bị bứng gốc hóa thành luồng sáng rơi vào tay Lục Lâm Thiên thành trận giác to cỡ bàn tay, hơi thở thuộc tính mộc nồng nặc. Bên tai Lục Lâm Thiên có tiếng kêu khẽ, thiếu nữ bốc lửa xuất hiện trước mắt hắn, chính là Bạch Sa Sa. Bạch Sa Sa há hốc mồm khó tin nhìn Lục Lâm Thiên. Thiếu nữ kinh ngạc hỏi, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Sao ngươi ra được? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Trận pháp mở đương nhiên ta đi ra. Phải cảm ơn Bạch Sa Sa, nếu không có nàng tiết lộ thì Lục Lâm Thiên không phá trận nhanh như vậy. Cũng vì nữ nhân áo trắng không khởi động sát chiêu trong mê lâm trận, nếu không Lục Lâm Thiên đã chẳng ra được. Lục Lâm Thiên cảm nhận sâu sắc ảo diệu của trận pháp này, một trận pháp mạnh hơn cường giả nhiều. Bạch Sa Sa ngạc nhiên thấy Lục Lâm Thiên đi ra rồi không nghĩ nhiều. Bạch Sa Sa tò mò hỏi. Phải rồi, người biết nam hài và nam nhân khác nhau thế nào không? Sư phụ bảo sau này ta sẽ biết nhưng ta muốn biết ngay bây giờ. Đôi mắt tò mò nhìn Bạch Sa Sa, dường như Bạch Sa Sa khó hiểu vì sao hình dạng của nàng và nam hài khác nhau. Lục Lâm Thiên xoa mũi. Cái kia. Lục Lâm Thiên bất chấp. Nam hài tức là không ấy ấy với nữ nhân, sau khi làm ấy ấy với nữ nhân thì nam hài sẽ biến thành nam nhân. Nữ hài cũng vậy, sau khi ấy ấy với nam nhân rồi sẽ từ nữ hài biến thành nữ nhân. Tóm lại đó là một điều rất kỳ diệu. Bạch Sa Sa nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nghi hoặc hỏi. Cái gì là ấy ấy? Lục Lâm Thiên há hốc mồm. Cái đó. Bạch Sa Sa ngây thơ còn hơn cả dây trắng,
Lục Lâm Thiên biết trả lời sao đây? Hắn không thể dạy hư tiểu nữ hài. Bạch Sa Sa hỏi dồn, rất là tò mò. Nói nhanh lên, ấy ấy là gì? Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi rất là tà ác nói. Ấy ấy tức là một nam nhân và một nữ nhân làm một chuyện thật vĩ đại mà sung sứ ig, thỏa mãn. Chuyện này có thể nói là thần thánh mà vĩ đại, là khởi nguồn của nhân loại. Nghe nói nữ nhân rất thích làm chuyện này. Bạch Sa Sa mắt long lanh nhìn Lục Lâm Thiên. Thật không, vậy chúng ta có thể ấy ấy không? Lục Lâm Thiên á khẩu. Cái đó. Quá thẳng thắn, lần đầu tiên của hắn sao có thể tùy tiện thất thân? Hắn không phải loại người tùy tiện. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Hừ, không ngờ có thể ra khỏi mê lâm trận của ta, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ nhân áo trắng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đưa trận giác cho nữ nhân áo trắng. Tiền bối, tiểu tử vô tình đi ra, xin tiền bối đừng trách. Bạch Sa Sa vui vẻ nói với nữ nhân áo trắng. Sư phụ, Nam Hải nói sau khi Nam Hải và nữ Hải ấy ấy, làm chuyện thật vĩ đại và rất sung sứ ig, thỏa mãn thì có thể biến thành nam nhân và nữ nhân. Nghe Bạch Sa Sa nói làm Lục Lâm Thiên muốn chết, thiếu nữ quá ngây thơ, cực kỳ trong trắng, đơn thuần đến nỗi Lục Lâm Thiên chảy mồ hôi lạnh. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói. Ta đã bảo là nam nhân không phải thứ tốt, còn nhỏ đã hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhân. Để ngươi sống tương lai chỉ biết tai họa nữ nhân, không bằng gờ yêu ta ít ngươi khi còn sớm. Ta, Lục Lâm Thiên không nghĩ ra hắn tai họa nữ nhân bao giờ. Tiền bối, trước khi ta chết có thể cho ta xin nói một câu không? Lục Lâm Thiên đã sẵn sàng chạy trốn, Khôi Nhất, Thiên Sĩ Tuyết Sư chuẩn bị đầy đủ. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Nữ nhân này giống y như lão độc vật, tính tình rất tệ, cũng rất đáng sợ. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói. Nói đi, sẽ cho ngươi nói xong rồi chết. Lục Lâm Thiên nói một hơi. Ta đến tìm một tiền bối quỷ tiên nữ, là thôi hồn độc suốt đông vô mệnh kêu ta đến. Lão độc vật nói hy vọng trước khi chết được gặp mặt quỷ tiên nữ tiền bối lần cuối, nói câu xin lỗi. Lục Lâm Thiên ngước nhìn nữ nhân áo trắng. Tiền bối gờ yêu ta ết ta rồi làm phiền tìm quỷ tiên nữ tiền bối dùm, như vậy ta chết không tiếc nuối. Nữ nhân áo trắng hỏi dồn. Ngươi nói cái gì, trước khi chết, lão già đó bị gì? Bộ dáng nữ nhân áo trắng rất sốt ruột. Lục Lâm Thiên cười gian thầm nghĩ. Xem ra đúng là có gì với nhau. Nữ nhân áo trắng sốt ruột như thế nói hai người không dính líu gì với nhau mới lạ, chuyện dễ xử hơn. Lục Lâm Thiên cố ý nói. Tiền bối gờ yêu ta ết ta đi, ta phải gặp quỷ tiên nữ tiền bối rồi mới nói được. Nữ nhân áo trắng hỏi. Vớ vẩn, lão già kia không nói với người quỷ tiên nữ có bộ dạng như thế nào sao? Ta chính là quỷ tiên nữ Bạch Xoanh, nói nhanh lên, lão già kia bị gì? Lục Lâm Thiên lại hành lễ. Thì ra người chính là quỷ tiên nữ tiền bối. Từ lúc Lục Lâm Thiên nói chuyện với Bạch Sa Sa đã khẳng định nữ nhân áo trắng chính là quỷ tiên nữ Bạch Xoanh. Lục Lâm Thiên nói. Tuy lão độc vật tạm thời không bị nguy hiểm mạng sống nhưng vết thương quá nặng, e rằng. Ai, không biết có lành được không? Quỷ tiên nữ Bạch Xoanh thở phào một hơi. Nàng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, hỏi. Ngươi là gì của lão già kia? Lục Lâm Thiên trả lời. Ta là đệ tử của lão độc vật. Lục Lâm Thiên nhủ thầm dù sao trong sơn mạch vụ đô hắn đã xưng hô lão độc vật như thế. Nữ nhân áo trắng nạt. Ngươi lừa ta, hắn làm gì có đệ tử? Ta lừa tiền bối làm gì? Ta thật sự là đệ tử của lão, nhưng không máu mủ, tiền bối không tin thì thôi. Đây là thứ lão độc vật đưa ta. Lục Lâm Thiên móc một khối ngọc bội ra, lúc hắn xuất phát thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cố ý giao cho hắn để chứng minh thân phận. Cái này, quỷ tiên nữ Bạch Xoanh nhận lấy ngọc bài, lại biến sắc mặt, tay cẩn thận vuốt ve ngọc bội, mắt mông lung nhớ về quá khứ. Một lát sau sắc mặt quỷ tiên nữ bình tĩnh lại, nói chuyện với Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng hơn. Hắn thật sự nói muốn gặp ta. Lục Lâm Thiên chân thành nói. Đúng vậy. Lão độc vật chính miệng nói với ta. Trong bụng Lục Lâm Thiên thầm nghĩ đành có lỗi với lão độc vật, không chừng hắn vô tình tác hợp nhân duyên. Quỷ tiên nữ Bạch Xoanh đẹp như vậy không hiểu sao lão độc vật không ưng, cứ nghĩ mãi nữ nhân muốn hại lão. Quỷ tiên nữ Bạch Xoanh liếc Lục Lâm Thiên, đôi mắt tràn đầy nghi ngờ, một chút căng thẳng, một chút mong chờ. Ngươi không lừa ta.
Lục Lâm Thiên cam đoan. Ta làm sao dám lừa quỷ tiên nữ tiền bối. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nở nụ cười như thiếu nữ đôi mươi, đẹp lung linh. Cho ngươi lá gan cũng không dám. Lục Lâm Thiên thầm thở dài. Quỷ tiên nữ thật là như tiên, lão độc vật thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đầu bị cửa kẹp mới bỏ qua nữ nhân đẹp như vậy. Lát sau quỷ tiên nữ nói với Lục Lâm Thiên. Mang ta đi gặp hắn. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng, nói. Tiền bối, mang người đi thì cũng được nhưng tiền bối phải đồng ý một điều kiện, lão độc vật nói nếu không thì lão không dám gặp tiền bối. Quỷ tiên nữ nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Nói. Lục Lâm Thiên nêu yêu cầu. Hiện tại lão độc vật tham gia phi linh môn, làm đại trưởng lão nên hy vọng tiền bối cũng tham gia vào. Khi đó có thể thường xuyên gặp mặt tiền bối. Nếu không gặp tiền bối rồi lại chia xa vậy chẳng bằng không gặp. Quỷ tiên nữ nét mặt xa sầm nói. Tiểu tử, người nói dối rất giỏi. Khai mau, rốt cuộc có chuyện gì? Đừng hòng lừa ta, nếu không ta sẽ gợi yêu ta ết người ngay. Quỷ tiên nữ giơ ngọc bội Lục Lâm Thiên vừa đưa cho nàng lên. Biết nguồn gốc của ngọc bội này không? Là ta để lại cho lão già kia. Lúc trước hắn cứu mạng ta. Nếu tương lai hắn có rắc rối sẽ sai người đến tìm ta, chuyện gì ta làm được thì sẽ đồng ý làm. Tính cách của lão già đó tuyệt đối không mở miệng cầu ta, nay đưa trả ngọc bội chắc vì hy vọng ta đồng ý một yêu cầu của ngươi. Còn dám gạt ta, rốt cuộc lão ta bị gì? Lục Lâm Thiên suýt tắt thở, hóa ra ngọc bội này còn có công dụng như thế, vậy là lão độc vật không nói sớm hại hắn suýt chết. Lục Lâm Thiên cũng phục quỷ tiên nữ sát đất, không có gì lừa được nữ nhân này. Tiền bối, ta nói thật. Lục Lâm Thiên kể lại đầu đuôi ngọn nguồn, đương nhiên không nói thật hết. Cái gì nên nói Lục Lâm Thiên sẽ nói, cái gì không thể nói hắn tuyệt đối không nhắc đến. Nói tóm lại nội dung Lục Lâm Thiên kể là lão độc vật bị người Thiên Tinh Tông hợp sức đánh bị thương nặng, hắn vô tình cứu lão, sau đó lão tham gia phi linh môn. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh định gây dựng phi linh môn lớn mạnh rồi tìm Thiên Tinh Tông báo thù, tình huống hiện tại của phi linh môn. Lời kể nửa thật nửa giả, Lục Lâm Thiên không tin quỷ tiên nữ nhìn thấu hết. Lục Lâm Thiên còn tô điểm mình thành người tốt quên thân giúp người, chỉ một lòng trợ giúp lão độc vật báo thù, hoàn toàn không vụ lợi. Quỷ tiên nữ nghe kể xong khẽ thở dài. Lão già này rốt cuộc là hận nữ nhân đó hay không quên được nàng ta? Lục Lâm Thiên thoải mái nói. Tiền bối, tất nhiên lão độc vật hận nữ nhân kia, nếu không đã chẳng kêu ta đến tìm tiền bối. Quỷ tiên nữ lấy lại tinh thần. Tiểu tử, nếu đây là ý của lão già đó thì ta có lẽ sẽ tham gia vào phi linh môn đó. Nhưng nếu người dám lừa ta, người sẽ chết rất khó xem. Lục Lâm Thiên bảo đảm. Đương nhiên là ý của lão độc vật, nếu không ta làm sao biết chỗ tiền bối ở. Câu này vẫn nửa thật nửa giả, nếu thôi hồn độc suốt đông vô mệnh không nhắc đến nàng thì trước kia Lục Lâm Thiên hoàn toàn không biết quỷ tiên nữ là ai. Quỷ tiên nữ lạnh nhạt nói. Vào đi, ta thu dọn một chút rồi ngày mai lên đường. Lục Lâm Thiên xoay người vào trong đình viện. Lục Lâm Thiên mừng rỡ. Thành công. Lục Lâm Thiên không ngờ dễ dàng giải quyết, xem ra lão độc vật có sức hấp dẫn rất lớn. Bạch Sa Sa la lên. Hay quá, buổi tối ta có thể ở cùng nam nhân. Lục Lâm Thiên rợn tóc gáy, hy vọng đêm nay hắn sẽ không bị hãm. Rất có thể Bạch Sa Sa sẽ làm chuyện như thế. Trong đình viện mọi thứ tinh xảo, tuy trang sức đơn giản mà rất phong nhã. Lục Lâm Thiên khen không ngớt, từ phong cách phẩm vị đến quỷ tiên nữ quốc sắc thiên hương. Quỷ tiên nữ nghe khen sắc mặt dịu đi nhiều, bớt mặt lạnh, ngẫu nhiên nhoẻn miệng cười. Lục Lâm Thiên mừng thầm, quỷ tiên nữ dù gì là nữ nhân, mà nữ nhân đương nhiên thích nghe khen. Đây là bệnh chung của nữ nhân, chỉ cần khen nàng thì muốn gì cũng được. Lục Lâm Thiên trợn to mắt nói. Tiền bối đã 28 tuổi chưa? Ta chưa từng thấy nữ nhân nào có khí chất như tiền bối. Lục Lâm Thiên thầm nhớ Lục Vô Song, khí chất của nàng không kém gì quỷ tiên nữ, hai người ngang ngửa nhau. Còn có thiếu nữ xinh đẹp áo lục Lục Lâm Thiên gặp trong sơn mạch Vũ Đô, và nữ nhân giả nam, hai người kia cũng rất khó khí chất, xinh đẹp không kém cạnh gì. Lữ Tiểu Linh cũng rất đẹp. Quỷ tiên nữ lườm Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, miệng của ngươi như bôi mật. Sau này không biết bao nhiêu thiếu nữ bị ngươi dụ dỗ choáng váng. Ta đã 60 tuổi, già rồi. Nói vậy nhưng vẻ mặt quỷ tiên nữ rất là hưởng thụ. Lục Lâm Thiên không tin. Tiền bối, không thể nào.
tiền bối nói mình 60 ưu tuổi là lừa ta phải không? Sau này ta gọi người là Doanh tỷ đi, 60 tuổi làm sao trẻ vậy được? Bộ dạng của quỷ tiên nữ chỉ khoảng gần 30 tuổi, bảo dưỡng quá tốt, nếu xin bản quyền cách giữ dáng chắc sẽ giàu to. Quỷ tiên nữ khẽ thở dài. Ta thật sự đã 60, xa xa theo ta đã 15 năm. Quỷ tiên nữ không phản đối Lục Lâm Thiên gọi nàng là Doanh tỷ. Lục Lâm Thiên được nước lấn tới. Doanh tỷ và lão độc vật quen biết nhau đã lâu rồi sao? Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói. Đúng vậy, lão già đó tính cách bướng bỉnh, không nói nữa, ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta đi Phi Linh Môn. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh kêu Bạch Sa Sa dẫn Lục Lâm Thiên đi một gian phòng nghỉ ngơi. Khó khăn lắm mới có một người lạ đến, Bạch Sa Sa quấn quýt Lục Lâm Thiên mãi đến đêm khuya mới chịu rời đi. Lục Lâm Thiên co ro trong góc giường phập phồng lo sợ suốt nửa đêm, mãi khi Bạch Sa Sa rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, đẩy mở cửa phòng. Làn gió thổi qua, mùi thơm sơn cốc xộc vào mũi. Mấy con chim nhỏ ríu rít bay trên bầu trời, phong cảnh bình yên. Bạch Sa Sa nhảy nhót đi tới. Nam Hải, ngươi dậy rồi hả? Sư phụ kêu ta đến thông báo với ngươi là chúng ta nên xuất phát. Bạch Sa Sa vẫn ăn mặc nóng bỏng, cặp chân dài, đường cong thân thể, gò bồng đào sắp nhảy ra ngoài. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Sa Sa, gọi ta là Lục Lâm Thiên được rồi, đừng luôn miệng kêu Nam Hải, khó nghe lắm. Chẳng lẽ ngươi không phải Nam Hải, hay ngươi đã ấy ấy với nữ Hải? Bạch Sa Sa kinh ngạc hỏi. Sao ngươi có thể làm vậy? Tại sao ngươi không ấy ấy với ta? Lục Lâm Thiên á khẩu. Thua. Bạch Sa Sa quá ngây thơ, thuần khiết không còn gì để nói. Bên ngoài đình viện, Lục Lâm Thiên thấy quỷ tiên nữ Bạch Doanh chờ sẵn, vẫn bộ váy trắng, đơn giản nhưng cô độc thoát tục tựa tiên nữ. Tuy nhiên Lục Lâm Thiên biết rõ khi quỷ tiên nữ Bạch Doanh trở mặt thì nhanh hơn cả lật sách. Lục Lâm Thiên nói. Chào buổi sáng, Doanh tỷ. Chúng ta lên đường được rồi. Ta tin khi lão độc vật thấy Doanh tỷ sẽ rất ngạc nhiên. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói. Thiếu du, người có thể tới đây chắc có yêu thú phi hành. Kêu yêu thú phi hành của ngươi ra đây, ta mang các ngươi rời đi thì hơi mệt. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Lục Lâm Thiên vỗ ngực cái bộp, một luồng sáng trắng từ không gian thú nang bắn lên trời. Thân hình thiên sĩ tuyết sư to lớn đập cánh mang theo tiếng gió rít xuất hiện trước mắt mọi người. Growl! Thiên sĩ tuyết sư khổng lồ đập cánh xoay quanh, khí tức uy hát yêu ta ép mạnh mẽ khuếch tán. Thiên sĩ tuyết sư đến tam giai trung kỳ thì khí thế tăng mạnh hơn nhiều. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh kinh ngạc khi thấy thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư tam giai trung kỳ. Bạch Sa Sa nhìn chằm chằm thiên sĩ tuyết sư bay trên trời, reo lên. Yêu thú đẹp quá, Nam Hải, tặng cho ta được không? Lục Lâm Thiên ấp úng. Cái đó. Mọi người nhảy lên thiên sĩ tuyết sư. Quỷ tiên nữ đánh ra thủ ấn, các thủ ấn huyền ảo hóa thành luồng sáng khuếch tán, đình viện bên dưới biến mất. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Mê lâm trận của Doanh tỷ thật huyền ảo. Quỷ tiên nữ khẽ thở dài. Đây chỉ là một tiểu trận pháp trong trận pháp mộc hệ, tiếc rằng ta không phải linh giả nếu không sẽ có tiến bộ về mặt trận pháp. Làm vũ giả có nghiên cứu về trận pháp sâu đến mức này đã không dễ dàng. Vũ giả bẩm sinh bị hạn chế linh hồn, không thể sánh bằng linh giả về mặt trận pháp và khôi lỗi, Lục Lâm Thiên hiểu rất rõ điều đó. Quỷ tiên nữ hỏi Lục Lâm Thiên. Phải rồi, hôm qua ngươi có thể phá mê lâm trận của ta vậy chắc có nghiên cứu chút ít về trận pháp. Chỉ chút chút. Tiếp theo Lục Lâm Thiên và quỷ tiên nữ Bạch Doanh ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư thảo luận về trận pháp, từ nhân trận đến pháp trận. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lục Lâm Thiên nghiên cứu trận pháp không bằng quỷ tiên nữ Bạch Doanh nhưng trong đầu có thiên linh lục, nói chuyện có lớp có lang. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nghe trợn mắt há hốc mồm, nhiều vấn đề mở mang đầu óc. Quỷ tiên nữ nghiên cứu trận pháp không quá siêu quần nhưng cũng không thấp, cộng với nàng tự mình nghiên cứu, bản lĩnh vững chắc. Lục Lâm Thiên học được nhiều thứ cơ bản từ quỷ tiên nữ. Có thể nói hai người đều được ích lợi không nhỏ. Hai người từ trận pháp nói tới thi từ ca phú. Nhờ ký ức kiếp trước, Lục Lâm Thiên nhớ vài thơ từ thời Đường Tống Nguyên Minh Thanh, nói năng dõng dạc hù quỷ tiên nữ Bạch Doanh ngạc nhiên liên tục. Tiếp xúc một thời gian sau quỷ tiên nữ rất khó đối xử với Lục Lâm Thiên như thiếu niên bình thường, từ mặt nào đó thì nàng hoàn toàn phục hắn.
Hai người thảo luận 3 ngày, Bạch Sa Sa nghe choáng váng buồn ngủ. Bạch Sa Sa buồn một mình đành tự tu luyện. Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên về tu vi của Bạch Sa Sa, nàng không dành chuyện đời nhưng có thiên phú kinh người, 18 tuổi đã là vũ sư lục trọng. Thực lực như thế mạnh hơn hẳn đệ tử thân truyền của đại môn đại phái bình thường. Lục Lâm Thiên kể tỉ mỉ tình huống hiện tại của phi linh môn cho quỷ tiên nữ Bạch Doanh nghe. Lục Lâm Thiên không giấu giếm điều gì, bao gồm trước kia phi linh môn để lại mật thất, và hắn sắp rời đi 2 năm. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh đả kích Lục Lâm Thiên. Hiện tại phi linh môn chỉ có mười mấy vũ phách, không tới ngàn người, loại thế lực này mà muốn đối kháng với thiên tinh tông sao? Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm nói. Cho nên ta mới mời Doanh tỷ xuống núi. 2 ngày ở chung, Lục Lâm Thiên cảm giác quỷ tiên nữ Bạch Doanh không còn bài xích phi linh môn, huống chi có lão độc vật trong phi linh môn, tin tưởng nàng sẽ dốc lòng trợ giúp. Quỷ tiên nữ nói. Thực lực phi linh môn quá yếu. Nhưng có ta và lão già kia thì còn cơ may tranh đấu một phen, dù là quỷ vũ tông cũng không cần để bụng. Chờ 2 năm sau ngươi trở về ta sẽ giao cho ngươi một phi linh môn khiến ngươi vừa lòng. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Vậy tiểu tử xin đa tạ Doanh tỷ trước. Có lão độc vật, quỷ tiên nữ Bạch Doanh ở trong phi linh môn, một người là linh xuất cửu trọng, một người là vũ xuất cửu trọng tất nhiên không cần để quỷ vũ tông vào mắt. Một linh một vũ, nền móng phi linh môn đã sơ thành. 2 năm sau qua tay quỷ tiên nữ bồi dưỡng, phi linh môn sẽ nhanh chóng vươn lên. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nhìn Lục Lâm Thiên, nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, khi phi linh môn đến thực lực nhất định chuyện làm thứ nhất là san bằng thiên tinh tông, nếu không ta sẽ tự tay hủy đi phi linh môn. Lục Lâm Thiên nghiêm nghị nói. Doanh tỷ yên tâm, ta cũng đã hứa với lão độc vật như vậy. Lục Lâm Thiên biết nếu không có lão độc vật trong phi linh môn, một mình hắn không mời quỷ tiên nữ Bạch Doanh xuống núi được. Ở chung mấy ngày nay, trò chuyện đôi câu vài lời, Lục Lâm Thiên phục quỷ tiên nữ Bạch Doanh sát đất. Lão độc vật đề cử người có khác, thiên văn địa lý, các thế lực trong cổ vực, mọi thứ quỷ tiên nữ Bạch Doanh đều thuộc lầu. Có người này trong phi linh môn, Lục Lâm Thiên có thể yên tâm rời đi. Quỷ tiên nữ lạnh nhạt nói. Ta tin ngươi, ánh mắt của lão già sẽ không sai. Ta nhìn ra được tuy ngươi còn trẻ nhưng nói năng bất phàm, sát khí lộ ra ngoài, lòng tràn ngập bá ý, không phải vật trong ao. Có lẽ sau này nắm xương già ta đây có thể cùng ngươi lưu danh đại lục. Lục Lâm Thiên nghiêm túc hành lễ. Kim lân nào phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Phong vân của ta chính là Doanh tỷ và lão độc vật. Tiểu tử một lần nữa xin tạ Doanh tỷ. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh mỉm cười nói. Hay cho câu kim lân nào phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Có câu nói này, nắm xương già ta đây điên cùng ngươi. Đám lão quỷ ngày xưa biết quỷ tiên nữ Bạch Doanh ta lại xuống núi chắc sẽ rất náo nhiệt. Trong đôi mắt đẹp bình tĩnh chợt bùng nổ khí tiêu sát. Ngày thứ 3, Lục Lâm Thiên nuốt một viên đan dược tam phẩm cao giai, bắt đầu tu luyện. Đan dược biến thành năng lượng trong người hắn, tiến bộ tu vi kinh người. Ngày thứ 6. Thiên sĩ tuyết sư to lớn xé gió lao tới bầu trời phi linh môn. Khí lưu phần phật chấn không gian gợn sóng, đệ tử phi linh môn đã chạy ra nghênh tiếp. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nhìn chằm chằm phi linh sơn, nói. Vị trí không tệ, nhưng hơi nhỏ. 3 người nhảy xuống thiên sĩ tuyết sư, nhiều đệ tử phi linh môn tiến lên hành lễ. Kính chào trưởng môn. Bạch Sa Sa kinh thán. Nhiều nam nhân quá. Các đệ tử phi linh môn thầm thắc mắc. Bạch Sa Sa mặc đồ nóng bỏng làm nhiều đệ tử liếc trộm, nhưng vì có mặt trưởng môn nên không dám tái máy. Thấy quỷ tiên nữ Bạch Doanh thì các đệ tử kinh diễm vô cùng, trợn mắt há hốc mồm ngó chân chân. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh hỏi. Lão già kia đâu? Lục Lâm Thiên lên tiếng. Doanh tỷ hãy theo ta. Lục Lâm Thiên dẫn quỷ tiên nữ Bạch Doanh đi chỗ ở của mình. Khi Lục Lâm Thiên đưa quỷ tiên nữ Bạch Doanh đến bên ngoài chỗ ở thì nàng quát to. Lão già, trốn đi đâu? Quỷ tiên nữ Bạch Doanh như hồn ma biến mất tại chỗ. Vù vù vù. Cùng lúc đó, trong chỗ ở có bóng đen nhanh như tia chớp lao ra ngoài. 2 bóng người một đen một trắng kéo theo chuỗi tàn ảnh biến mất phía xa. Nhìn quỷ tiên nữ Bạch Doanh khuất xa, mấy trưởng lão chạy tới trợn to mắt nói. Thực lực mạnh quá. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm, hắn không quá ngạc nhiên. Ngó bộ dáng thì lão độc vật hơi sợ quỷ tiên nữ. Chắc trước kia làm chuyện xấu nên sợ gặp nàng. 3 canh giờ sau có tiếng hét lớn vang lên.
Lục Lâm Thiên, tiểu tử khốn kiếp, đi ra cho ta. Lục Lâm Thiên đang ở trong phòng định chuồn qua cửa sổ nhưng không kịp. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh râu tóc dựng đứng hùng hổ xuất hiện trong phòng. Lục Lâm Thiên nhe răng cười. Đông lão, nói chuyện với Doanh tỷ sao rồi? Lục Lâm Thiên nhìn sắc mặt của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh chắc đã biết bị người bán. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tức giận chừng Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người giỏi, còn gọi Doanh tỷ. Vì lôi kéo nàng tới Phi Linh Môn mà ngươi dám bán đứng ta. Nói gì ta nhớ nàng, ta xin lỗi nàng ấy. Ta có lỗi chỗ nào? Tiểu tử, người đúng là không từ thủ đoạn. Lục Lâm Thiên nói. Đông lão bất giận, ta cũng hết cách, chỉ đông lão mới có sức hấp dẫn Doanh tỷ đến. Hơn nữa Doanh tỷ đối xử với đông lão không tệ, nghe nói đông lão bị thương nặng là tìm đến ngay. Lục Lâm Thiên chỉ trích ngược lại thôi hồn độc suốt đông vô mệnh. Đông lão có lỗi trước, không nói rõ lai lịch ngọc bội cho ta biết trước, hại ta nói bậy suýt mất mạng. Là đông lão bán ta trước cũng đừng trách ta bất đắc dĩ bán lại. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh lườm Lục Lâm Thiên. Tiểu tử này còn cãi ngược lại. Nhưng sắc mặt thôi hồn độc suốt đông vô mệnh bớt giận hơn, lão vốn không thật sự giận hắn. Thế nào, các người đều ở đây sao? Lúc này ba người đi vào phòng, là quỷ tiên nữ Bạch Doanh, Lục Tâm Đồng, Bạch Sa Sa. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh đang nắm tay Lục Tâm Đồng, yêu ai yêu cả đường đi nên nàng cưng yêu luôn tiểu cô nương. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm nói. Doanh tỷ, đông lão đang cảm ơn ta, nói là cảm ơn vì ta đã tìm Doanh tỷ về giúp lão. Lục Lâm Thiên chạy nhanh trốn sau lưng quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh bất đắc dĩ trợn trắng mắt với Lục Lâm Thiên, nhưng không cãi lại. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nghi ngờ hỏi. Có thật không? Nhưng mắt quỷ tiên nữ Bạch Doanh lóe ý cười thiếu nữ tuổi xuân. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh hỏi Lục Lâm Thiên. Phải rồi, khi nào tiểu tử nhà ngươi đi? Lục Lâm Thiên đáp. Khoảng 10 ngày sau. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh kinh ngạc hỏi. Nhanh vậy. Lục Lâm Thiên cười cười. Đi sớm về sớm. Giờ Lục Lâm Thiên đã yên tâm về Phi Linh Môn. Ban đêm, Lục Lâm Thiên lại đi vào mật thất trong sơn động. Còn hai phần linh hồn thần dịch chưa dùng, Lục Lâm Thiên định dùng hết rồi xuất phát đi Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên vốn hy vọng tìm một dòng binh đoàn cùng đi chung nhưng giờ không cần nữa. Có thiên sĩ tuyết sư, yêu thú phi hành bình thường không đuổi kịp Lục Lâm Thiên được, huống chi hắn còn có khôi nhất. Lục Lâm Thiên nuốt hai phần linh hồn thần dịch cuối cùng, khoanh chân ngồi, chậm rãi luyện hóa. Giờ thì Lục Lâm Thiên đã dùng hết linh hồn thần dịch. Linh hồn thần dịch đem lại ích lợi rất lớn, trong lòng Lục Lâm Thiên thậm chí quyết định tương lai nếu có cơ hội sẽ đi Vạn Thú Tông kiếm thêm một bình linh hồn thần dịch, ý này hay. Trong Phi Linh Môn tạm thời không sóng không gió gì, gần đây Phi Linh Môn nổi tiếng như cồn xung quanh sơn mạch Vũ Đô. Phi Linh Môn giận dữ diệt Cửu Hoa Môn, tin tức truyền ra làm các thế lực lớn nhỏ trợn mắt há hốc mồm. Phi Linh Môn mới mở Phi Linh Thương Hành khiến nhiều dòng binh đoàn ngạc nhiên. Giá Phi Linh Thương Hành thu mua cao hơn giá bình thường một chút, còn trả lại tiến cống, điều này khiến nhiều dòng binh đoàn lựa chọn giao dịch với Phi Linh Thương Hành. Sơn Mạch Vũ Đô có nhiều lối vào, hiện tại mấy trưởng lão kiểm tra số dòng binh đoàn trốn tiến cống. Đã có 3 tiểu đội vì trốn thuế bị Phi Linh Môn GIOTAS sạch, chấn NSIOTAS làm Phi Linh Môn thu nhập tiến cống Sơn Mạch Vũ Đô tăng nhiều một nửa. Cộng với thanh thế Phi Linh Môn tăng mạnh. Nhiều dòng binh đoàn không dám trốn tiến cống nữa. Chuyện Cửu Hoa Môn, La Sát Môn cảnh cáo bọn họ. Đệ tử Phi Linh Môn ai nấy đi ra đường ngẩng đầu ưỡn ngực, đặc biệt là đệ tử cũng nhận được đãi ngộ cao nhất trong môn. Mỗi ngày có nhiều người đến tham gia vào Phi Linh Môn, đương nhiên muốn vào cũng không dễ, phải trải qua kiểm tra sàng lọc. Mấy ngày sau, trong mật thất sơn động vầng sáng trong suốt rực rỡ bao phủ người Lục Lâm Thiên, khí thế tăng vọt. Tạm dừng một chốc rồi phá tan một bình cảnh, thế như trẻ che lao về Upsilon tê lên. Thật lâu sau khí thế bình ổn lại. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên phát ra khí thế đã đến linh sư thất trọng, vẫn còn tiếp tục tăng mạnh. Ngày thứ 5 sau khi Lục Lâm Thiên vào mật thất sơn động, hắn chậm rãi thở hắt ra. Phù! Khí thế đã đến trung kỳ linh sư thất trọng, khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Hơn một năm rồi. Cũng nên đi Vân Dương Tông thôi. Vân Dương Tông, một trong tam tông tứ môn, sở hữu nhiều thiên tài, cường giả như mây, thế lực hạng nhất trong đại lục Linh Vũ.
Lục Lâm Thiên mong chờ sẽ có thu hoạch trong Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên mở mật thất sơn động, trở về chỗ ở. Lục Lâm Thiên gặp mặt quỷ tiên nữ Bạch Doanh, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, lại sai Phương Tân Kỳ đi gọi Chu Ngọc Hậu. Lục Lâm Thiên ra lệnh Chu Ngọc Hậu kêu tất cả đệ tử có thể trở về được 3 ngày sau về Phi Linh Môn, chuẩn bị nghi thức nhập môn cho mấy vị trưởng lão. Đám người tham gia Phi Linh Môn đến bây giờ chưa có nghi thức nhập môn chính thức. Lục Lâm Thiên nghe Chu Ngọc Hậu báo cáo tình hình gần đây của Phi Linh Môn, mọi thứ đi vào quỹ đạo. Lưu Nhất Thủ kinh doanh đã được hiệu quả bước đầu. Chu Ngọc Hậu đi xuống sắp xếp tất cả, Lục Lâm Thiên thì trong mấy ngày tiếp theo luôn làm bạn bên Lục Tâm Đồng, ngẫu nhiên tu luyện một chút. Khiến Lục Lâm Thiên bất ngờ là thiểm điện hắc báo bắt đầu đột phá, đến hôm sau nó đột phá tam giai trung kỳ. Xem khí thế của Lục Yêu Mãng, thị huyết yêu lang cũng tới lúc đột phá, chắc không lâu. Lục Lâm Thiên sắp xếp quỷ tiên nữ Bạch Doanh ở trong đình viện sau núi, nơi này có nhiều phòng trống. Ở chung mấy ngày, Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ hỗ trợ Bạch Sa Sa đã hiểu chuyện nhiều hơn. Không biết có phải Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ giải thích ý nghĩa ấy ấy không mà gần đây Bạch Sa Sa gặp Lục Lâm Thiên là mặt đỏ như trái táo, không dám nói câu nào. 3 ngày sau, trong Phi Linh Môn cực kỳ náo nhiệt. Các đệ tử có thể về được đều tranh thủ trở về. Trong đại điện sửa lại vị trí đặt ghế. Sau ghế trưởng môn lớn của Lục Lâm Thiên có thêm 2 cái ghế khác, còn lại đều có vị trí của nó. Trong đại điện có gần 200 đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn, biểu tình tôn kính hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Mấy hộ pháp, trưởng lão khác cũng làm điều tương tự. Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ, Hoàng Bác Nhiên, Trương Minh Đào, Lưu Nhất Thủ có mặt trong đại điện. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, nói. Các vị, hôm nay có 2 việc tuyên bố. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi Phi Linh Môn chúng ta có 2 vị cung phụng, đó là Đông Lão và Doanh Tỷ. Cung phụng tùy thời quản lý bất cứ chuyện gì trong môn. Mọi thứ đi vào quỹ đạo, biên chế Phi Linh Môn cũng phải sửa sang lại. Đám người Hồ Nam Sinh rất thông minh, lập tức hành lễ hướng thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, quỷ tiên nữ Bạch Doanh ngay. Kính chào 2 vị cung phụng. Bọn họ sẽ không lên tiếng phản đối. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, quỷ tiên nữ Bạch Doanh ngồi bên cạnh Lục Lâm Thiên, cười mỉm chi nhận lễ. Hai người vừa lòng không phải vì cái danh hiệu cung phụng mà là Lục Lâm Thiên tuyệt đối tin tưởng bọn họ trong Phi Linh Môn này. Lục Lâm Thiên tuyên bố thân phận mấy vị trưởng lão Hồ Nam Sinh, Đinh Thành Kiệt. Trịnh Anh Thành đại trưởng lão, Chu Ngọc Hậu là nhị trưởng lão. Không ai phản đối, dù sao hai người vốn là trưởng lão trong Phi Linh Môn. Đám người Trương Khiếu, Lưu Á Lôi, Dương Lệ giữ chức hộ pháp. Trương Khiếu tu vi vũ phách cửu trọng tất nhiên thành đại hộ pháp, gã vừa là hộ pháp vừa là trưởng lão, mỗi tháng được số đan dược để tu luyện rất khá khẩm. Lục Lâm Thiên tuyên bố Lưu Nhất Thủ tạm thời là đệ tử thân truyền, chức vị khác sau này điều chỉnh sau. Ai đều nghe hiểu Lưu Nhất Thủ chắc chắn sẽ thăng cấp, giờ mấy trưởng lão, hộ pháp đều làm việc phụ gã. Qua nghi thức nhập môn có chút long trọng, 2 vị cung phụng. Mấy vị trưởng lão và hộ pháp chính thức tham gia vào Phi Linh Môn. Nghi thức qua đi, Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, nghiêm túc nói. Chuyện thứ hai là ta sẽ rời đi 2 năm, mọi chuyện trong Phi Linh Môn giao cho Bạch Cung Phụng toàn quyền quản lý. Ai không phục thì giết ta ết không tha. Các đệ tử đồng thanh kêu lên. Không dám làm trái. Vẻ mặt ai nấy ngạc nhiên, bất ngờ vì trưởng môn rời đi 2 năm, một khoảng thời gian khá dài. Lục Lâm Thiên nói, mấy vị trưởng lão, hộ pháp, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên, Lưu Nhất Thủ, Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ ở lại, những người khác đi xuống. Đám đệ tử đi ra, hâm mộ nhìn đệ tử ở lại, thầm quyết tâm chăm chỉ tu luyện để được trưởng môn nhìn với cặp mắt khác. Các đệ tử rời đi chỉ còn lại người trong đại điện. Lục Lâm Thiên quét mắt nhìn qua, những người này tuyệt đối trung thành Phi Linh Môn. Đám người Trương Khiếu đầu hàng Phi Linh Môn sau khi uống phệ huyết hóa cốt đan của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh thì không dám phản bội. Các vị, kêu các người ở lại vì muốn nói rằng hiện tại các người là thế lực trung kiên và cũng trụ cột của Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói. Tuy hiện tại thực lực Phi Linh Môn chúng ta không quá mạnh nhưng ta tin không lâu sau Phi Linh Môn chắc chắn là thế lực hạng nhất trong cổ vực. Khi đó các vị sẽ lưu danh cổ vực, còn bây giờ Phi Linh Môn cần các vị chung tay góp sức. Ta tin tương lai các vị sẽ không hối hận. Mọi người cùng hành lễ. Chúng ta thề sống chết theo trưởng môn. Đám người cực kỳ kích động, điều này chứng minh bọn họ được trưởng môn xem như người nhà.
Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, nói. Bắt đầu từ bây giờ phi linh môn ta tuyệt đối không bị người khi dễ nữa. Quân không thấy, sư tử hổ báo săn mồi lấy uy, nai đáng thương có ai tội. Cuộc đời trước nay mạnh ăn thịt yếu, dù có lý về mình cũng uổng công. Quân đừng hỏi, nam nhi có nam nhi hành. Nam nhi hành, là thô bạo. Sự và người không đứng chung. Sự nam nhi ở đấu trường gờ yêu ta ết chóc, gan như gấu mắt như sói. Những lời nhiệt huyết làm máu mọi người sôi trào, ai nấy rất phấn khởi. Ninh Thành Kiệt mắt đỏ ngầu, hoàn toàn bị cảm nhiễm. Chúng ta nguyện dốc hết sức vì phi linh môn, thề sống chết theo cùng trưởng môn. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh, quỷ tiên nữ Bạch Doanh liếc Lục Lâm Thiên rồi quay sang nhìn nhau cười. Hai người thầm nhủ tiểu tử này rất giỏi kích động lòng người. Lục Lâm Thiên nói, chắc các vị không biết thân phận của hai vị cung phụng, giờ ta sẽ nói cho lão nghe. Nhưng nghiêm cấm lộ ra thân phận của hai vị cung phụng, ai làm trái sẽ phạt nặng. Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói, thân phận của đông lão chính là thôi hồn độc suốt đông vô mệnh, chắc các vị đều biết chút ít. Thật sự là thôi hồn độc suốt. Thì ra đúng là đông lão, linh suốt cửu trọng. Đám trưởng lão, hộ pháp biến sắc mặt, nhiều người từng thấy thôi hồn độc suốt đông vô mệnh ra tay vài lần nên suy đoán được chút ít nhưng không dám khẳng định, lúc này nghe Lục Lâm Thiên nói đông lão là thôi hồn độc suốt đông vô mệnh thì rất ngạc nhiên. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh, linh suốt cửu trọng, người đầy kịch độc, nhân vật phong vân trong toàn cổ vực. Đặc biệt ở trung ương cổ vực, các đại thế lực ai không biết tiếng thôi hồn độc suốt đông vô mệnh, cường giả tuyệt đối. Vô số môn phái giành giật lôi kéo thôi hồn độc suốt đông vô mệnh, không ngờ lão đến phi linh môn. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cười cười nhìn biểu tình của mọi người, không mấy ngạc nhiên. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh hờ hững nói. Các vị, bây giờ chúng ta là người một nhà, sau này phi linh môn còn cần các người góp sức. Nếu ai không xem phi linh môn là người nhà thì thủ đoạn của ta sẽ không nhẹ tay. Đám người hút ngụm khí lạnh, trước mặt thôi hồn độc suốt đông vô mệnh. Bọn họ không dám hài lòng. Các vị trưởng lão, hộ pháp, không biết mọi người có từng nghe nói danh hiệu của Doanh tỷ. Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Trong đại điện, Trương Khiếu biến sắc mặt, kiếm quang kinh sợ tột độ. Là nàng. Trương Khiếu kinh kêu. Xin hỏi cung phụng chính là quỷ tiên nữ 15 năm trước diệt 4.000 người địa ngục môn, trong đó bao gồm 2 vũ suất, 12 vũ tướng. Quỷ tiên nữ thản nhiên nói, hình như có chuyện này, nhưng ta nhớ rõ là 14 vũ tướng. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh dứt lời, mọi người hút ngụm khí lạnh. 14 vũ tướng, 2 vũ suất đều bị quỷ tiên nữ tiêu diệt, 4.000 người, kiểu gờ yêu ta ết chóc tàn ác đến tột độ. Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên, trông quỷ tiên nữ như tiên vậy là gờ yêu ta ết chóc tàn nhẫn khiến tim người đập nhanh. Mọi người vừa kinh sợ vừa biết thân phận hai vị cung phụng. Toát mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng rất hưng phấn. Trong phi linh môn có cường giả như vậy thì sớm muộn gì sẽ vùng lên, bọn họ cùng phi linh môn nước lên thì thuyền lên, tương lai uy chấn một phương nào khó gì. Buổi sáng hôm sau, trong phi linh sơn mạch còn phủ lớp sương mỏng, mặt trời chưa ló. Làn gió âm từ trong núi thổi tới, có chút mát lạnh ẩm ướt. Rô dại mềm xanh mướt, rừng cây rậm rạp xanh ngắt lung lay trong gió, phong cảnh rạt rào sức sống. Các đệ tử phi linh môn đứng trước sơn môn nhìn mấy bóng người đằng trước, hôm nay trưởng môn sẽ rời đi. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh dặn dò. Tiểu tử, đi đường cẩn thận chút, nếu gặp cửu đầu yêu giao trong sơn mạch vụ đô thì nhanh chân chạy đi, nhiệt xúc đó không dễ chọc. Chờ ta lành hẳn vết thương rồi sẽ thu nó. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ta biết, nếu gặp cửu đầu yêu giao chắc chắn sẽ trốn ngay. Cửu đầu yêu giao trong khu vực nguy hiểm sơn mạch vụ đô không dễ chọc, hiện tại Lục Lâm Thiên không có sức chống lại nó. Nhưng sơn mạch vụ đô rộng lớn, chưa chắc sẽ gặp lại cửu đầu yêu giao, trừ phi Lục Lâm Thiên quá xui xẻo. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói. Cứ yên tâm đi đi, 2 năm sau ta sẽ giao một phi linh môn hoàn toàn mới cho ngươi. Lục Lâm Thiên hành lễ. Mọi chuyện xin làm phiền đông lão và Doanh tỷ. Đám người Lưu Nhất Thủ, Trương Minh Đào. Phương Tân Kỳ, Hoàng Bác Nhiên lên tiếng. Trưởng môn, đi đường cẩn thận. Lục Lâm Thiên dặn dò. Các người hãy cố gắng tu luyện. Lưu Nhất Thủ, ta cho ngươi khôi lỗi, hãy luôn mang theo bên người. Thực lực Lưu Nhất Thủ quá kém, gã chỉ là vũ đồ.
Đêm qua Lục Lâm Thiên tặng lang nhân khôi lỗi cho Lưu Nhất Thủ, đã giúp gã nhận chủ. Có lang nhân khôi lỗi là an toàn. Lưu Nhất Thủ cảm kích. Ta biết rồi, đa tạ trưởng môn. Đôi mắt trong veo ngấn lệ, biết Lục Lâm Thiên sắp đi làm Lục Tâm Đồng khóc suốt đêm. Hu hu, ca ca, Tâm Đồng sẽ nhớ ca ca. Lục Lâm Thiên vuốt đầu Lục Tâm Đồng, hắn cũng luyến tiếc. Tâm Đồng ngoan, ca ca sẽ nhanh chóng trở về. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay lượn trên bầu trời, đôi cánh chấn động dòng không khí. Grow grow. Lục Lâm Thiên nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, nhẹ nhàng nói. Tuyết Sư, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên phất tay với đám người bên dưới. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh như tia chớp vò tới trước. Lục Tâm Đồng hét to. Ca ca, Tâm Đồng sẽ cố gắng tu luyện chờ ca ca trở về. Lục Lâm Thiên ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư mấy canh giờ. Sơn mạch Vũ Đô bao la vô biên ngay trước mặt. Lục Lâm Thiên ngước nhìn sơn mạch Vũ Đô, thì thào. Vân Dương Tông, ta đã trở về. Tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư cực nhanh nhưng không thể ra khỏi sơn mạch Vũ Đô trong vòng 3, 5 ngày. Từ sơn mạch Vũ Đô đến thành Vũ Đô cần nửa tháng. Ban đêm, trong một sơn cốc ở sơn mạch Vũ Đô có một tiểu đội 10 người ngồi quanh đống lửa. Vù vù vù. Chợt một bóng dáng nhanh như tia chớp từ trên trời giáng xuống, chỉ có không gian nhẹ dao động. Đội dòng binh đoàn bừng tỉnh, các thành viên nhanh chóng thụt lùi. Có yêu thú phi hành, cẩn thận. Vũ giả có thể kiếm ăn trong sơn mạch Vũ Đô đều có lực phản ứng cực cao, chỉ một giây đã vọt ra xa. Bóng người đó tốc độ nhanh vượt qua dự đoán của mọi người. Lại đây đi. Bóng người áo xanh chớp mắt xuất hiện, chảo ấn kéo theo lực lượng cuồng bạo hùng hổ xẹt qua. Mơ hồ thấy người áo xanh đeo bao tay sắc bén lóe ánh sáng lạnh. Vũ sư ngũ trọng bên trái bị giật đứt cánh tay, gã rút lên. A! À, mặt vũ sư ngũ trọng trắng bệch. Người áo xanh không dừng lại, tay trái chộp vũ sư ngũ trọng vào tay, chân khí ngưng tụ thành đôi cánh sau lưng bay vọt lên cao. Đám người vẻ mặt kinh hoàng. Là vũ giả phong hệ, mọi người cẩn thận. Người đánh lén không phải yêu thú phi hành mà là vũ giả phong hệ. Nhưng vũ giả phong hệ bắt đi một người rồi mất tích, đám người thầm thắc mắc. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bay lượn, thanh niên nứt tay đã thành cái xác khô trước mặt Lục Lâm Thiên. Linh hỏa hiện ra trong tay Lục Lâm Thiên đốt thanh niên thành cho tàn. Mới rồi người đánh lén tiểu đội dòng binh trong sơn cốc chính là Lục Lâm Thiên. Bay trong sơn mạch Vũ Đô bình thường yêu thú tam giai mất 2 tháng, dù tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư tăng nhanh nhiều, nhưng cộng với thời gian nghỉ ngơi cũng cần hơn 1 tháng để ra khỏi đây. Trong thời gian ở sơn mạch Vũ Đô tất nhiên Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thôn vệ một vũ sư ngũ trọng xong Lục Lâm Thiên cảm giác năng lượng chân khí trong người mới được lửng dạ. Hiện tại Lục Lâm Thiên là vũ sư thất trọng, hắn dư sức thôn vệ một vũ sư bát trọng. Trong tiểu đội vừa rồi chỉ có vũ sư ngũ trọng là thực lực cao nhất. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng chậm rãi luyện hóa năng lượng chân khí mình vừa thôn vệ được. Thời gian trôi dần. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay suốt đêm không ảnh hưởng Lục Lâm Thiên. Một ngày sau, Lục Lâm Thiên luyện hóa hết chân khí vũ sư ngũ trọng, đẳng cấp tu vi từ vũ sư thất trọng sơ kỳ miễn cưỡng đến trung kỳ, thậm chí còn kém một chút mới tới. Lục Lâm Thiên thở hắt ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Phù! Lục Lâm Thiên mở ra đôi mắt sáng, ước chừng cứ liên tục cắn nuốt hơn 1 tháng sẽ đến vũ sư cửu trọng. Trong sơn mạch Vũ Đô khó bắt linh sư. Có lẽ linh lực sẽ chậm chạp hơn. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay nhanh, một số yêu thú phi hành gần đó cảm giác hơi thở từ người nó liền trốn thật xa. Mấy canh giờ sau, Lục Lâm Thiên để cho Thiên Sĩ Tuyết Sư nghỉ ngơi một lúc, hắn lại thôn vệ một vũ sư tứ trọng. 7 ngày sau, chính giữa một dãy sơn mạch, Lục Lâm Thiên thở mạnh ra, hơi đổi sắc mặt. Đã đến khu vực nguy hiểm trong sơn mạch Vũ Đô, phạm vi khu vực nguy hiểm khá lớn, Thiên Sĩ Tuyết Sư phải bay 3 ngày mới vượt qua được. Đến khu vực này làm Lục Lâm Thiên hơi căng thẳng. Lúc trước trong khu vực nguy hiểm, Lục Lâm Thiên chính mắt thấy thực lực của mấy con yêu thú tứ giai, ngũ giai. Yêu thú tứ giai, ngũ giai là yêu thú trung giai, có thể nói tiếng người, thực lực cực kỳ cường đại. Lục Lâm Thiên tự tin có thể trốn khỏi yêu thú tứ giai bình thường, nhưng nếu gặp yêu thú ngũ giai phi hành chưa chắc Thiên Sĩ Tuyết Sư bay thoát khỏi. Cho nên Lục Lâm Thiên không dám lơ là. Tuy hắn rất muốn bắt một con yêu thú tứ giai mang theo nhưng thực lực hiện tại chưa đủ tầm. Nếu cộng thêm Tiểu Long có lẽ Lục Lâm Thiên có thể liều mạng, nhưng Tiểu Long hiện đang chuẩn bị đột phá,
Lục Lâm Thiên tốt nhất là đừng mạo hiểm. Một đường bay nhanh, Lục Lâm Thiên bay trên cao không dám ở lại lâu trong khu vực nguy hiểm, chờ vượt qua khu vực nguy hiểm sẽ an toàn hơn nhiều. Trong 7 ngày này 3 ngày gần đây Lục Lâm Thiên lại thôn phệ một vũ sư tứ trọng, cộng với một vũ sư ngũ trọng, hai vũ sư tứ trọng. Tu vi thực lực của Lục Lâm Thiên đã đến đỉnh vũ sư thất trọng, thực lực tăng mạnh hơn nhiều lúc trước. Ngày thứ 2 sau khi vào khu vực nguy hiểm, Lục Lâm Thiên đang tu luyện trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư chợt nhíu mày nói. Sắp bắt đầu đột phá sao? Tiểu Long mấp máy trong ngực Lục Lâm Thiên, vô số năng lượng được khuếch tán. Lục Lâm Thiên nói. Tuyết Sư, chúng ta đáp xuống đi. Tiểu Long đã đến bờ đột phá, phải đáp xuống đất, trên trời cao thì Tiểu Long không đột phá được. Vù vù vù. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư vạch đường cong lao xuống một sơn mạch, đáp xuống một hiệp cốc. Vù vù vù. Một luồng sáng vàng bắn ra từ ngực Lục Lâm Thiên rơi xuống một khoảnh cỏ dại trong hiệp cốc. Khí thế hùng hồn chậm rãi dâng cao, Tiểu Long bình tĩnh đột phá. Người Tiểu Long bao phủ ánh sáng rực rỡ, uy hát yêu ta ép kỳ dị dâng cao. Khí thế tăng vọt chứa sự cuồng bạo đáng sợ. Khí thế xuyên thấu linh hồn người. Thiên Sĩ Tuyết Sư ở gần đó bắt đầu táo bạo bất an, vì nó ở chung với Tiểu Long lâu nên không đến nỗi sợ hãi. Ngay lúc này Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Nguy rồi, có yêu thú đến. Trong khu vực nguy hiểm nhất sơn mạch Vũ Đô khắp nơi là yêu thú lợi hại, khí thế từ Lục Lâm Thiên rất có thể hấp dẫn yêu thú khác tìm đến. Lục Lâm Thiên cảm ứng tinh thần, đã có một con yêu thú lợi hại lao nhanh đến. Vù vù vù. Trong rừng cây bên ngoài hiệp cốc có luồng sáng đỏ nhảy vọt mấy cái chớp mắt đáp xuống tảng đá to bên ngoài hiệp cốc. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm yêu thú trên tảng đá to ngoài hiệp cốc, biến sắc mặt nói. Là huyết tích dịch. Sợ cái gì là cái đó đến, yêu thú đến tấn công chính là huyết tích dịch, yêu thú thổ hệ tứ giai sơ kỳ. Lúc Lục Lâm Thiên đi khắp nơi từng thấy huyết tích dịch, cao 2 thước, cái đuôi dài 100 thước, miệng dẹp to, lưỡi dài ngoằng, thân mình đỏ như máu, vảy dày phủ lên toàn thân, đôi mắt như chuông đồng. Huyết tích dịch đến bên ngoài hiệp cốc, nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm rồi lại quay sang ngó Tiểu Long đang đột phá, biểu tình ngạc nhiên. Khi huyết tích dịch nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư thì lộ ánh mắt khó hiểu. Huyết tích dịch thè lưỡi nói tiếng người. Nhân loại, ngươi dám khống chế yêu thú chúng ta muốn xé xác ngươi ra. Lục Lâm Thiên không thấy lạ khi nghe huyết tích dịch nói tiếng người, lần trước hắn đã biết về thiên phú thì yêu thú mạnh hơn nhân loại nhiều. Yêu thú đến tứ giai trong người kết thành yêu đan, linh trí hoàn toàn mở ra đo đó biết nói tiếng người. Nhưng yêu thú tứ giai không thể biến hình người. Phải chờ đến thất giai mới làm được. Lục Lâm Thiên nét mặt xa sầm nhìn huyết tích dịch, nói. Huyết tích dịch, người tốt nhất hãy lui ra, nếu không sẽ hối hận. Chân khí dâng trào quanh thân Lục Lâm Thiên. Huyết tích dịch nói. Người chỉ mới là vũ giả đẳng cấp vũ sư, người căn bản không đánh lại ta được. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống to. Growl growl. Cơ thể to lớn chừng huyết tích dịch. Tuy Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ mới là tam giai trung kỳ nhưng thân hình to hơn huyết tích dịch tứ giai sơ kỳ một chút. Huyết tích dịch co duỗi lưỡi, lạnh lùng nói. Thiên Sĩ Tuyết Sư tam giai trung kỳ, có linh vậy mà lưu lạc làm tọa kỵ cho nhân loại, hừ. Lục Lâm Thiên nói. Huyết tích dịch, ta cho ngươi một viên đan dược tứ phẩm, ngươi rời đi được không? Cơ mặt Lục Lâm Thiên co giật, đan dược có tác dụng lớn với yêu thú. Trong đan dược cho yêu thú ích lợi lớn. Đặc biệt yêu thú tứ giai như huyết tích dịch linh trí đã là hoàn toàn mở ra càng biết ích lợi của đan dược. Huyết tích dịch co duỗi cái lưỡi dài trả lời. Hừ, ta gờ yêu ta ít ngươi rồi vẫn sẽ có được đan dược của ngươi. Cái đuôi to nâng lên, huyết tích dịch vọt hướng Lục Lâm Thiên. Tiếng xé gió sắc bén vang lên, phải dựng đứng lóe ánh sáng đỏ đáng sợ, khí thế cuồng bạo ngút trời. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống. Growl growl. Cơ thể to lớn che trước mặt chủ nhân, Thiên Sĩ Tuyết Sư giơ chi trước, móng vuốt sắc nhọn phát ra phong nhẫn cắt nát hư không, uy thế cuồng bạo bắn ra. Huyết tích dịch hét to một tiếng. Thiên Sĩ Tuyết Sư, ngươi dám chống lại ta. Huyết tích dịch quất đuôi to, ánh sáng màu vàng đất quanh quẩn trên cái đuôi to đỏ như máu đập mạnh vào Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư vặn người, chi trước kèm theo phong nhẫn, hai lực lượng đỡ upsilon.ng mạnh vào nhau. Bùm bùm bùm. Trong không trung vang lên tiếng nổ điếc tai, không khí giạt ra. Thiên Sĩ Tuyết Sư bị đánh bay xa 100 thước,
cái đuôi to của huyết tích dịch cũng bật ra quét trúng một tảng đá to. Tảng đá chớp mắt nát thành phấn. Vù vù vù. Giây lát sau huyết tích dịch vọt lên, lại lao hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Huyết tích dịch, người tưởng ta sợ ngươi sao? Lục Lâm Thiên nhanh chóng thụt lùi, thủ ấn thay đổi. Vù vù vù. Chi trước to lớn của huyết tích dịch xuyên qua dòng không khí đâm ra, dòng không khí giạt ra quanh móng vuốt như không gian bị xé rách đâm hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên quát to. Thiên thủ liệt cương ấn. Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn, năng lượng thuộc tính thổ khổng lồ phô thiên cái địa kéo đến, toát ra lực lượng cuồng bạo tựa thủy triều tụ tập vào trường ấn. Lục Lâm Thiên thầm quyết định nhân dịp còn sớm giải quyết con huyết tích dịch này. Trường ấn phóng lên cao nháy mắt hóa thành mấy trường ấn mơ hồ đập mạnh vào huyết tích dịch. Lục Lâm Thiên phỏng đoán về thực lực huyết tích dịch. Mới là tứ giai sơ kỳ, tương đương vũ phách tam trọng, tứ trọng, chưa chắc hắn sợ nó. Tu vi của Lục Lâm Thiên là đỉnh linh sư thất trọng, nếu liều mạng sẽ đánh lại. Huống chi Lục Lâm Thiên có khôi nhất, mới rồi hắn không muốn đánh nhau vì sợ hấp dẫn yêu thú khác đến. Hai lực lượng cường đại đỡ upsilon.ng mạnh, một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không gian. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ điếc tai quanh quẩn trong hiệp cốc, lực lượng cuồng bạo khuếch tán. Lục Lâm Thiên bị xung lực đánh trúng. Hắn vội vàng bày ra thanh linh khải giáp, một luồng sáng bắn ra từ chữ vật giới chỉ. Thực lực của huyết tích dịch rất mạnh, trong người Lục Lâm Thiên sôi sục khí huyết, hắn vội điều tức. Cơ thể to lớn của huyết tích dịch bị đẩy lùi, đôi mắt to chất chứa ngạc nhiên. Mắt huyết tích dịch lóe tia dữ tợn, nó gầm giống, phải đỏ máu dựng đứng toàn thân. Growl growl. Bên ngoài hiệp cốc có mấy chục bóng thú khổng lồ lao tới. Lục Lâm Thiên nhìn kỹ, lòng nặng nề. Có 30 con yêu thú khổng lồ, đẳng cấp thực lực có 5, sau con là tam giai, số còn lại là nhị giai. Yêu thú quá nhiều, rất khó đối phó. Lục Lâm Thiên ra lệnh. Tuyết sư, người đối phó mấy con yêu thú này. Lục Lâm Thiên lòng máy động, một bóng người xanh sậm lao tới trước mặt huyết tích dịch, chính là Khôi Nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khôi Nhất bộc phát lực lượng cường đại, hai nắm đấm lóe thất luyện kéo theo tiếng xé gió chói tai, cú đấm đập trúng huyết tích dịch. Huyết tích dịch giống to. Growl. Huyết tích dịch đánh nhau với Khôi Nhất, khí thế hung bạo tuôn ra. Cái đuôi to xuyên qua không khí quất mạnh vào Khôi Nhất. Bùm bùm. Hai lực lượng thô bạo đỡ upsilon.ng mạnh vào nhau, lực lượng khổng lồ khuếch tán. Khôi Nhất lù lù bất động, huyết tích dịch thì thụt lùi hơn trăm thước, cái đuôi to bị Khôi Nhất đấm kẹt trong kẽ hở đá to trong hiệp cốc. Nhiều tảng đá to nổ nát. Khôi Nhất là khôi lỗi tứ cấp cao giai. Ngang ngửa vũ giả vũ tướng nhất trọng. Tuy huyết tích dịch lợi hại nhưng kém hơn Khôi Nhất một chút. Growl growl. 30 con yêu thú lao nhanh vào yêu thú, nhào vào Lục Lâm Thiên. Thiên sĩ tuyết sư gầm gừ. Growl growl. Khí tức uy hát yêu ta ép hùng mạnh khuếch tán, 30 con yêu thú chậm rãi dừng thế lao tới. Đặc biệt đám yêu thú nhị giai thoáng chốc run sợ. Huyết mạch của thiên sĩ tuyết sư rất cao. Khí thế huyết mạch áp chế nhiều ít có tác dụng với yêu thú huyết mạch không cao bằng. Growl. Nhưng tu vi của thiên sĩ tuyết sư không mạnh, nó có thể áp chế yêu thú nhị giai không dám nhúc nhích, bất lực trước yêu thú tam giai. Chốc lát sau, 6 con yêu thú tam giai lại lao lên. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ. 3 luồng sáng bay ra từ không gian thú nang. Thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo. 3 con yêu thú tam giai xuất hiện trong hiệp cốc, gầm giống công kích. Lại một luồng sáng bay ra, Lục Lâm Thiên triệu hoán luôn thiết thú. Thiết thú đánh nhau với một con yêu thú chim ưng phong hệ tam giai hậu kỳ. Trong 6 con yêu thú tam giai thì thiên sĩ tuyết sư, thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo, thiết thú chia nhau ngăn một con. Còn một con bạch vũ thú phong hệ tam giai trung kỳ đột phá vòng vây xông tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Bạch vũ thú to trăm thước. So với Lục Lâm Thiên tuyệt đối là vật khổng lồ, tốc độ cực nhanh. Bạch phú thú phát ra các phong nhẫn kỳ dị, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Bạch phú thú nhào vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Cút đi. Lục Lâm Thiên không để bụng yêu thú tam giai trung kỳ, trong tình huống này hắn càng không nương tay. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, linh lực cuồng bạo bộc phát. Đao hồn chảm. Linh lực trong tay Lục Lâm Thiên nháy mắt ngưng tụ thành đao phá mở dòng không khí. Xẹt qua không gian như Thái Sơn áp đỉnh.
Linh đao chứa lực lượng cuồng bạo cắt phá hư không, nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, khí kình gào thét. Không gian nổ đi đùng, đao quang giấy lên tàn ảnh kèm theo uy hát iota ép kinh khủng. Ánh sáng chói mắt bắn ra, đẳng cấp linh giả của Lục Lâm Thiên là linh sư thất trọng, hắn vận dụng đao hồn trảm uy lực mạnh khủng gây ép iota ép. Linh đao khủng bố chém vào bạch vũ thú, xuyên thủng người thủng nó. Không gian vặn vẹo, sóng năng lượng bạo động. Tuy tốc độ của bạch vũ thú nhanh nhưng nó không kịp né tránh, đao quang chém mạnh vào người bạch vũ thú. Vù vù vù. Đao quang khủng bố rạch người bạch vũ thú, cơ thể to lớn bị xẻ đôi, mưa máu tuôn ra. Giờ phút này, hiệp cốc cực kỳ hỗn loạn, yêu thú, khôi lỗi hỗn chiến, lực lượng cuồng bạo đến cực độ. Lục Lâm Thiên thầm nhủ. Tiểu Long, người hãy mau đột phá đi. Đám yêu thú này còn dễ đối phó. Nếu hấp dẫn thêm yêu thú khác đến thì rắc rối. Đặc biệt là cửu đầu yêu giao, thạch viên yêu vương, khi đó toi đời. Vù vù vù. Khí thế trên người Tiểu Long tăng vùn vụt, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ thân hình nó kéo dài gần 90 thước. Cùng với khí thế tăng vọt, Tiểu Long tiếp tục biến to ra. 100 thước, 120 thước, 140 thước. Vảy trên người Tiểu Long càng rõ ràng hơn. Các miếng vải tỏa ánh sáng vàng rực rỡ che kín người nó, mơ hồ thấy tia lửa vàng. Khí thế từ người Tiểu Long cực kỳ cuồng bạo, yêu thú trong hiệp cốc vô hình chung bị áp chế tuyệt đối. Yêu thú nhị giai quanh quẩn ở lối vào hiệp cốc lúc này quỳ rạp dưới đất, run cầm cập không dám nhúc nhích. Yêu thúc tam giai đánh nhau với thị huyết yêu lang, lục yêu mãng bị khí thế từ người Tiểu Long áp chế thoáng chốc ủ rũ, cũng nằm xuống đất không dám nhúc nhích. Đây là lực lượng áp chế tuyệt đối. Mạnh mẽ hơn khí chất vương giả từ người thiên sĩ tuyết sư nhiều. Growl. Grrr. Nhưng lực uy hát iota ép của Tiểu Long ít ảnh hưởng thiên sĩ tuyết sư, thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo hơn. Thiết thứ vốn là vật chết nên không bị ảnh hưởng. Giây lát sau thiết thứ, thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo, thiên sĩ tuyết sư lại công kích. Bùm bùm bùm. Năm lực lượng cuồng bạo bộc phát. Năm con yêu thú tam giai bị nhóm thiên sĩ tuyết sư trọng thương, cơ thể khổng lồ bay ngược ra. Hai con yêu thú tắt thở, ba con bị thương nặng. Growl. Nhóm thiên sĩ tuyết sư, thiểm điện hắc báo không dừng lại, kéo nhau bao vây ba con yêu thú tam giai bị thương nặng, nhanh như tia chớp gợi yêu ta ết chết chúng nó. Vù vù vù. Khí thế trên người Tiểu Long còn đang dâng cao, tiếp tục tăng mạnh. Thân hình Tiểu Long càng lúc càng to ra, 180 thước. 200 thước. Khi thân hình Tiểu Long to 200 thước thì nó phát ra tiếng gầm. Growl. Thanh âm như rồng ngâm quanh quẩn trên bầu trời, khí thế cường đại càng thô bạo khuếch tán. Lần trước Tiểu Long đột phá Lục Lâm Thiên cũng nghe thanh âm này, bình thường nó không thể phát ra tiếng giống rồng ngâm. Cùng với tiếng gầm là lực lượng áp chế to lớn, huyết tích dịch ở phía xa bị khôi nhất đè đầu đánh lộ vẻ kinh sợ. Huyết tích dịch cảm nhận khí thế từ người Tiểu Long, kinh kêu. Yêu hoàng. Vù vù vù. Khôi nhất mặc kệ huyết tích dịch bàng hoàng, quyền ấn oanh kích hóa thành mấy chục quyền ấn trước mặt huyết tích dịch, bao phủ người nó. Trong không trung không ngừng vang lên một chuỗi tiếng nổ. Bùm bùm bùm. Huyết tích dịch nhanh chóng lùi về nhưng vẫn bị cú đấm thứ nhất của khôi nhất đánh trúng người. Lực lượng cường đại ập đến, cơ thể khổng lồ đập mạnh vào tảng giá to, đá nứt ra. Khôi nhất rất mạnh cộng với bản thể vốn cường đại, dư sức đối phó yêu thú này. Huyết tích dịch nhìn khôi nhất, Lục Lâm Thiên trong hiệp cốc, hăm dọa. Nhân loại, chờ ta thông báo yêu vương đến xử ngươi. Huyết tích dịch không dám ở lại đây, xoay người bỏ chạy. Lục Lâm Thiên nói. Khôi nhất, đừng để nó chạy. Nếu huyết tích dịch dẫn cửu đầu yêu giao đến sẽ rắc rối to. Khôi nhất nhanh như tia chớp nhào hướng huyết tích dịch, trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên một thanh âm xa lạ. Lão đại, giao con thằn lằn này cho ta đi. Tiếng nói trong đầu vừa dứt, một bóng màu vàng xẹt qua trước mắt Lục Lâm Thiên. Thanh âm rất xa lạ nhưng Lục Lâm Thiên cảm thấy quen thuộc, hắn chợt nghĩ đến một điều. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Tiểu Long biết nói. Cơ thể Tiểu Long to 200 thước chớp mắt lao đến trước mặt huyết tích dịch, khí tức uy hát iota ép cường đại khuếch tán. Thân hình huyết tích dịch to lớn so với Tiểu Long thì nhỏ bé nhiều. Vù vù vù. Cái đuôi to của Tiểu Long quất xuống xé rách sóng không gian, sóng năng lượng khủng bố phát ra, bên trong xen lẫn uy hát iota ép cường đại. Tốc độ đòn công kích quá nhanh,
huyết tích dịch không kịp né. Nó buộc phải giơ đuôi to ngăn cản, ánh sáng năng lượng màu vàng đất bay ra. Bùm! Hai cái đuôi to đỡ Upsilon.NG vào nhau như hai cây cột đá to lớn, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Răng rắc! Ngay lúc này, mắt thường trông thấy từng miếng vảy trên cái đuôi đỏ rực của huyết tích dịch nứt ra, loang lổ vết máu, thân hình to lớn bị tiểu long hất bay. Lục Lâm Thiên đứng xa nhìn, lòng vô cùng rung động cũng rất vui mừng. Thực lực của tiểu long mạnh đến vậy sao? Thực lực tiểu long bây giờ không thua gì Khôi Nhất. Huyết tích dịch ngửa đầu hú dài. Growl. Tiếng giống như than vãn hay kêu gọi yêu thú khác, thanh âm xuyên thấu không gian đinh tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời hiệp cốc. Dầm. Khôi Nhất giơ nắm đấm đập xuống lưng huyết tích dịch, lực lượng cuồng bạo đánh bay nó lại nặng nề rớt xuống, miệng rộng ọc máu. Gri gri. Tiểu long khổng lồ từ trên cao đè xuống, phải dựng đứng, khí cuồng bạo tàn phá, cái đuôi to đập mạnh vào lưng huyết tích dịch. Huyết tích dịch đáng thương lại phun máu. Phụt, cơ thể to lớn bị Lục Lâm Thiên đánh ra lực lượng khổng lồ đập túng, đất đai nứt nẻ, đá vụn tan tác. Lục Lâm Thiên hét to. Tiểu long, đừng gờ yêu ta ết nó. Tiểu long há to mồm định nuốt huyết tích dịch, Lục Lâm Thiên vội ngăn cản, hắn đang muốn khống chế một con yêu thú huyết tích dịch, đây là cơ hội rất tốt. Trong đầu Lục Lâm Thiên lại vang lên giọng tiểu long. Vâng thưa lão đại. Thanh âm trong trẻo chứa kiệt ngạo, nhưng rất thân thiết với Lục Lâm Thiên. Huyết tích dịch bị chúng mấy đòn công kích đã bị thương nặng, đã kiệt sức, nhưng nó vẫn liều mạng vùng vẫy. Lục Lâm Thiên đến bên huyết tích dịch, lạnh lùng hỏi. Huyết tích dịch, chịu đi theo ta không? Huyết tích dịch bị tiểu long, Khôi Nhất hoàn toàn áp chế, không thể nhúc nhích. Huyết tích dịch gầm giống. Nằm mơ, nhân loại gian xảo khống chế nhiều yêu thú như vậy. Yêu thú trên toàn đại lục sẽ không tha cho ngươi. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Nhiệt xúc, tưởng ta không làm gì ngươi được sao? Huyết hồn ấn.